Đỉnh phong thiên hạ, Lục Lâm Thiên. Tập 51. Cánh cửa mật thất mở ra, thân ảnh già nua của Nam Thúc xuất hiện trong mắt Lục Lâm Thiên, thân ảnh quen thuộc này vừa xuất hiện, Lục Lâm Thiên lập tức mỉm cười nhào tới, nói. Nam Thúc, tiểu tử nhớ người muốn chết. Lão già, ta cũng nhớ người muốn chết. Tiểu Long cười giảo hoạt, một trái một phải cùng với lão đại ôm tay Nam Thúc. Tránh ra. Nam Thúc trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, cánh tay vung lên không muốn bị Lục Lâm Thiên và Tiểu Long ôm, thế nhưng căn bản lại không thoát khỏi hai người Lục Thiếu Du, ánh mắt lập tức trở nên bình dị nói. Lần này gặp phải không ít phiền phức đúng không? Huyền Thiên bí cảnh kia cũng không phải bình thường, ăn không ít quả đắng đúng không? Thiếu chút nữa cửu tử nhất sinh, không gặp lại được Nam Thúc. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc nói. Đúng vậy, ta cũng thiếu chút nữa chết mất rồi. Tiểu Long chớp mắt nói. Vô nghĩa, hai người còn chưa chịu đau khổ đâu, ngược lại đã lấy được cơ duyên thật lớn. Một thân ảnh hư ảnh thoáng hiện, ánh mắt cực kỳ thâm thúy, chính là Thánh Thủ Linh Tôn. Đệ tử bái kiến sư phụ. Lục Lâm Thiên hành lễ. Tiền bối. Sát Phá Quân cũng hành lễ, tựa hồ đã sớm biết sự tồn tại của Thánh Thủ Linh Tôn. Chiếm được đại cơ duyên. Trong ánh mắt bình thản của Nam Thúc chợt lóe tinh quang. Đại cơ duyên chỉ sợ là không tầm thường, đột nhiên lên tiếng. Chẳng lẽ chính là thần khí Tử Lôi Huyền Đỉnh do Huyền Thiên Yêu Tôn lưu lại vài ngàn năm trước sao, hay là bảo tàng của Huyền Thiên Môn? Tiểu tử này mạng lớn, không chỉ chiếm được Tử Lôi Huyền Đỉnh, còn rèn thành bất diệt huyền thể. Thánh Thủ Linh Tôn nói. Nghe được lời của hắn, sắc mặt Nam Thúc chấn động, lập tức nhìn Lục Lâm Thiên, thật lâu sau mới nói. Vận khí của tiểu tử ngươi quả thật là nghịch thiên. Toàn bộ chỗ tốt trong thiên hạ đều bị một mình ngươi chiếm hết. Nam Thúc lại nhìn qua Tiểu Long, nói. Tiểu bất điểm, ngươi đã tới lục giai hậu kỳ, thực lực đột phá không sai, ngươi được cơ duyên gì? Không nói, đánh chết cũng không nói. Tiểu Long chớp mắt, lưng đeo mai rùa, hắn không muốn bị người khác biết. Tiểu bất điểm này không biết từ đâu lấy được thần xác hộ thân của cường giả cửu giai bộ tộc Huyền Vũ, được Tử Kim Huyền Lôi trợ giúp, hoàn toàn dung hợp. Phỏng chừng đã nhận được toàn bộ truyền thừa của bộ tộc Huyền Vũ. Thánh Thủ Linh Tôn nói. Thần xác hộ thân cửu giai của bộ tộc Huyền Vũ, vận khí tiểu bất điểm ngươi cũng nghịch thiên a. Nam Thúc nhìn chằm chằm Tiểu Long, thần xác hộ thân cửu giai, lực phòng ngự vô cùng biến thái, đạt được toàn bộ truyền thừa của Huyền Vũ nhất mạch, thật sự là đại cơ duyên. Nghe được Thánh Thủ Linh Tôn cùng Nam Thúc nói chuyện, Sát Phá Quân mới biết thu hoạch của Lục Lâm Thiên cùng Tiểu Long. Sắc mặt đại biến, trợn mắt cứng lưỡi. Nam Thúc, lần này Lâm Thiên ra hết nổi bật trong cuộc thi đấu 10 đại cường giả trẻ tuổi của thiên địa các tổ chức, lấy một địch 9, còn lấy thứ nhất, thậm chí một vũ vương ngũ trọng ngũ hệ của linh vũ giới cũng bị hắn đánh bại. Sau thoáng kinh ngạc, Sát Phá Quân nói. Phong mang quá lộ, không phải chuyện tốt, sau này cẩn thận một chút. Ánh mắt Nam Thúc tán thưởng, lập tức nghiêm túc nói. Nam Thúc. Ta đã bại lộ mình là linh vũ song tu. Lục Lâm Thiên cười khổ nói. Cái gì? Nam Thúc nhất thời sửng sốt, nói. Tiểu tử, ngươi lại trêu chọc phiền toái lớn. Việc này không thể trách hắn, là ta buộc hắn phải lấy thứ nhất. Lần này thiên địa các đầu nhập không ít, đạt thứ nhất chẳng những lấy được một linh khí địa cấp, còn có được một long dương linh quả. Thánh Thủ Linh Tôn nói. Long dương linh quả. Ánh mắt Nam Thúc ngẩn ra. Đây cũng không phải vật phàm. Ta đã nghĩ ra biện pháp chữa trị thương thế của ngươi, có long dương linh quả lại thêm hổ âm yêu tinh mới làm được. Thánh Thủ Linh Tôn nói. Hai vật kia ta đã nghĩ qua, nhưng hai vật này đều bất phàm, muốn lấy được thật khó khăn. Ánh mắt Nam Thúc híp lại, nói. Huống chi hai vật kia lại tương sinh tương khắc, thủy hỏa bất dung, căn bản khó thể luyện hóa. Nam Thúc, ít nhất đã có được long dương linh quả. Lục Lâm Thiên lấy ra hộp gấm mở ra, một cỗ năng lượng bàng bạc lan tràn, cả mật thất chợt run lên, quang mang chói mắt khuếch tán, bên trong là một linh quả nhỏ như nắm tay, tạo hình kỳ diệu, mơ hồ giống như một đầu cự long bay lên, tản ra màu xanh nhàn nhạt. Là long dương linh quả. Nhìn thấy vật kia, ánh mắt Nam Thúc run lên. Đã lấy được long dương linh quả, mà ta cũng biết nơi nào có hổ âm yêu tinh, chỉ cần tìm ra biện pháp điều hòa hai vật này, hẳn không có vấn đề lớn. Thánh Thủ Linh Tôn nói, hổ âm yêu tinh, Lục Lâm Thiên nhíu mày, trong thiên linh lục có ghi lại, hổ âm yêu tinh là linh dược trong bạch hổ nhất tộc,
mà Long Dương Linh Quả là bảo vật trong Linh Hoàng nhất tộc, mà Hồ Âm Yêu Tinh cũng là bảo vật của Yêu Hoàng bộ tộc, căn bản không khả năng xuất hiện bên ngoài. Muốn điều hòa hai vật này, chỉ sợ rất khó. Nam Thúc nói, trong lòng vẫn kích động, rốt cục có cơ hội khôi phục thương thế, dù là vô cùng khó khăn. Nếu ngay cả chúng ta cũng không nghĩ ra biện pháp điều hòa hai vật này, vậy không còn vài người làm được. Thánh Thủ Linh Tôn nói, biện pháp luôn có, Lâm Thiên là Linh Vũ song tu, chứng minh muốn điều hòa Long Dương Linh Quả cùng Hổ Âm Yêu Tinh cũng không phải là chuyện không thể nào. Không sai, thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, nhất định sẽ có biện pháp điều hòa. Ánh mắt Nam Thúc lộ ra tinh quang, chỉ một thoáng khí thế giống như cự thú thức tỉnh lan tràn, đủ thấy nội tâm vô cùng kích động. Nam Thúc, người nhận lấy Long Dương Linh Quả này đi. Lục Lâm Thiên mỉm cười đưa hộp gấm cho Nam Thúc, như vậy thời gian Nam Thúc khôi phục sẽ không quá xa. Vì Long Dương Linh Quả, người bại lộ mình là Linh Vũ song tu, nhất định sẽ đưa tới đại phiền toái, chỉ sợ Linh Vũ giới sẽ liều lĩnh đối phó ngươi. Nam Thúc nói. Nam Thúc, chỉ cần ngươi có thể khôi phục là tốt rồi, tới lúc đó cũng không cần e ngại Linh Vũ giới. Lục Lâm Thiên nói. Linh Vũ giới mới xuất hiện gần đây đi, chẳng lẽ thực lực còn hơn Tam Tông Tứ Môn cùng bốn đại sơn môn cổ vực sao? Thánh Thủ Linh Tôn hỏi. Đừng xem thường Linh Vũ giới, bọn hắn cũng không phải thế lực mới thành lập, đã tồn tại trên vạn năm, chỉ là không lui tới bên ngoài mà thôi, vì vậy rất ít người biết về Linh Vũ giới, thậm chí thế lực lớn như Tam Tông Tứ Môn cũng không rõ, mà bọn hắn cũng không kém Tam Tông Tứ Môn, thậm chí còn mạnh hơn. Nam Thúc nói. Như vậy thực lực của bọn hắn cũng không yếu. Ánh mắt Thánh Thủ Linh Tôn trầm xuống, lập tức nói. Như vậy có vẻ thật khó đối phó, nhưng chờ hai chúng ta khôi phục, cũng không phải là không thể nào. Hắn lập tức hỏi. Lâm Thiên, người tính toán khi nào thì đi Ma Vân Thành? Đệ tử dự định đợi dàn xếp xong Phi Linh Môn, sẽ đi Vân Dương Tông, sau đó đi Ma Vân Thành. Cũng tốt, nhanh chóng đi Ma Vân Thành đi, Hổ Âm Yêu Tinh ở Ma Vân Thành. Thánh Thủ Linh Tôn nói. Ta còn có chút chuyện khác cần ngươi đi Ma Vân Thành xử lý. Dạ. Lục Lâm Thiên đáp. Lâm Thiên, việc lĩnh ngộ thuộc tính của ngươi thế nào? Nam Thúc hỏi. Thi triển cho ta xem sao. Dạ. Lục Lâm Thiên gật đầu, thủ ấn kết xuất, quanh thân bao phủ một mảnh hoàng mang, năng lượng thổ hệ nồng đậm lan tràn, không gian cũng run lên. Nam Thúc có chút sững sờ, lại kinh ngạc nói. Cầm đi. Người bại lộ mình là Linh Vũ song tu, nhất định phải nhanh chóng tăng cường thực lực. Dứt lời, trong tay Nam Thúc lấy ra khối ngọc giản vũ kỹ đưa cho Lục Lâm Thiên. Nam Thúc, đây là vật gì? Sắc mặt Lục Lâm Thiên đại biến, lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, bên trên ngọc giản tràn ngập năng lượng hỏa hệ, khí tức còn vượt xa huyền cấp cao giai. Đây là hỏa hệ vũ kỹ địa cấp sơ giai Tê Thiên Liệt Địa Trảo. Không biết lực lĩnh ngộ năng lượng hỏa hệ của ngươi có thể luyện thành được vũ kỹ địa cấp sơ giai hay không? Nam Thúc nói. Đa tạ Nam Thúc. Lục Lâm Thiên vui vẻ thu hồi, ánh mắt xoay chuyển lập tức nói. Nam Thúc, còn vật gì khác hay không? Ngươi cho rằng vũ kỹ địa cấp dễ dàng tu luyện hay sao? Đừng tham nhiều mà không tinh, trước tu luyện tốt Tê Thiên Liệt Địa Trảo này đi. Nam Thúc trừng mắt nói. Ngươi chú ý, tạm thời đừng bại lộ Tử Lôi Huyền Đỉnh. Mang ngọc mắc tội, phiền toái của ngươi cũng đã không ít, không thể tiếp tục gây thêm chuyện, một kiện thần khí đủ làm toàn bộ linh tôn vũ tôn trên đại lục xuống tay đối với ngươi. Tiểu tử đã biết. Lục Lâm Thiên gật đầu, việc này sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn đã nhắc nhở qua. Rời khỏi mật thất đã gần hoàng hôn, Lục Lâm Thiên cùng Tiểu Long quay về đình viện sau núi, nhìn thấy Bạch Toa Toa, Nhan Kỳ, Tân Hiểu Kỳ, trong lòng Lục Lâm Thiên không nhịn được cảm thán. Ba nữ tử này thật sự càng thêm động lòng người, mang theo cỗ khí chất thành thục dễ thương, đặc biệt Bạch Toa Toa, vẫn là cách ăn mặc nhiệt tình như lửa, quả thật là dụ người phạm tội. Màn đêm bao phủ, tuyết bắt đầu rơi xuống, trong bóng đêm nơi nơi đều phủ tuyết trắng xóa. Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi trong phòng, nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, trong lòng không tự chủ được nhớ tới một thân ảnh uyển chuyển, áo trắng động lòng người. Bạch Linh. Lục Lâm Thiên khẽ thở dài. Cũng không biết nàng đang ở nơi nào, nếu lúc trước mình mở miệng mời nàng lưu lại, nàng cũng vẫn rời đi. Trước phải an bài chuyện trong Phi Linh Môn, sau đó đi Vân Dương Tông gặp mẫu thân, cuối cùng lại đi Ma Vân Thành. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm, khoanh chân ngồi thẳng, lấy ra hai quyển Vô Tự Thiên Thư,
Gần đây khi đang lĩnh ngộ thuộc tính, hắn cảm giác được dễ dàng tiến vào trạng thái hơn trước kia. Loại hiện tượng này bắt đầu từ sau khi rời khỏi Bách Linh Tông, hết thảy hắn cũng có chú ý tới. Tựa hồ bởi vì vô tự thiên thư ảnh hưởng, tiến nhập vào trạng thái kỳ diệu ngày trước, vì thế trạng thái như vậy càng thêm rõ ràng. Lục Lâm Thiên cầm hai quyển vô tự thiên thư cẩn thận quan sát, hy vọng tiếp tục tiến vào trạng thái, chỉ một lúc sau hắn lại có chút buồn bực, không cách nào tĩnh tâm. Lục Lâm Thiên không chút do dự thu hồi vô tự thiên thư, trạng thái như vậy cũng không thể tùy lúc có thể xâm nhập vào, bên trong nhất định có không ít bí mật. Hôm nào chờ hắn có thời gian trầm tĩnh trở lại, quay về nghiên cứu, hiệu quả nhất định sẽ rất tốt. Vũ khí địa cấp. Trong tay Lục Thiến Du hiện ra ngọc giản nam thúc đưa cho hắn, vũ khí địa cấp sơ giai, chính là vật vô giá, nếu mang ra ngoài đủ làm cho mọi người tranh nhau máu chảy đầu rơi. Lục Lâm Thiên mở ra ngọc giản, quang mang chói mắt xuyên vào mi tâm của hắn, lập tức hóa thành tin tức khổng lồ truyền vào đầu hắn. Cả căn phòng bao phủ trong một mảnh quang mang, khí tức hỏa hệ nóng cháy lan tràn, lại có năng lượng thiên địa hội tụ, sau một lát mới khôi phục lại bình thường. Lục Lâm Thiên mở mắt, trong mắt vô cùng kinh ngạc, vũ khí tề thiên liệt địa chảo quả nhiên là bất phàm, tu luyện đại thành có thể xé rách không gian, cực kỳ bá đạo, nhưng còn có thêm một điều kiện, chính là phải có binh khí hình chảo phụ trợ. Nếu không dùng tay không thi triển, tuy uy lực không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng nếu có binh khí hình chảo thì uy lực càng gia tăng không ít. Tề thiên liệt địa chảo. Lục Lâm Thiên nhíu mày, nghĩ tới thủ sáo bạch ngọc tinh ti, nếu đem ra phối hợp hẳn sẽ tăng cường thêm uy lực, nhưng trình tự thủ sáo bạch ngọc tinh ti có chút thấp, nếu đạt tới võ linh khí có lẽ uy lực càng nâng cao một bước. Võ linh khí hình chảo. Lục Lâm Thiên trầm xuống, tìm kiếm trong chữ vật giới chỉ, sau một lát sắc mặt tối sầm. Không nghĩ tới trong bảo tàng huyền thiên môn cũng không có một kiện võ linh khí hình chảo nào. Chẳng lẽ, phải tự luyện chế? Lục Lâm Thiên nhìn lại, mình là linh giả, có thể tự luyện chế võ linh khí, mà khí vương Úc Khánh lúc còn ở linh xuất tứ trọng cũng đã luyện chế ra hồn khí hoàng cấp, mà bản thân mình có thực lực linh vương nhất trọng, cũng có thể tự luyện chế đi ra. Vậy tự luyện chế? Lục Lâm Thiên nghĩ thầm, tự nhủ. Nếu đã quyết định, hắn liền bế quan. Đang ở bên trong phi linh môn nên hắn cũng không cần người hộ pháp, chỉ dặn Tiểu Long một tiếng sau đó đi vào mật thất sau núi bế quan luyện khí. Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, lấy ra hỏa long đỉnh, lại cầm ra không ít tài liệu luyện chế võ linh khí tốt nhất, có thiên niên huyền dương thạch, tinh cương chi tâm, đều là tài luyện chế võ linh khí. Thủ ấn biến hóa, linh lực run lên, Lục Lâm Thiên lấy ra thủ sáo bạch ngọc tinh ti. Thật ra việc luyện chế võ linh khí cũng có hiệu quả như luyện chế võ linh khí, chỉ là võ linh khí chậm hơn mà thôi. Một cỗ linh lực truyền vào trong hỏa long đỉnh, ngọn lửa bốc lên, Lục Lâm Thiên bỏ vào thiên niên huyền dương thạch, lần đầu tiên luyện chế linh khí hoàng cấp đã dùng vật này luyện tập, chỉ sợ không có vài người. Thời gian chậm rãi trôi qua, bên trong phi linh môn có Bạch Oánh, Đông Vô Mệnh, Hoa Mãn Ngọc cùng Diệp Mỹ bọn họ xử lý hết thảy, tự nhiên không có vấn đề gì. Lục Tâm Đồng nghe được ca ca lại bế quan, nàng cũng lập tức bế quan, tựa hồ đã sắp đột phá. Năm ngày sau bên trong mật thất, ngọn lửa trong hỏa long đỉnh liên tục cháy sáng, trải qua mấy ngày luyện chế, thiên niên huyền dương thạch đã bị đốt chảy thành dung dịch. Ngay lập tức hắn lại luyện hóa những tài liệu khác, tiêu hao cũng cực kỳ khổng lồ. Động tác của phi linh môn thật nhanh, đã khống chế xong đao môn cùng Bách Linh Tông, Lục Lâm Thiên, khá lắm. Bên trong một đại điện. Sắc mặt Gia Cát Tây Phong trầm xuống, dáng vẻ phong độ đã biến mất. Trang chủ, chẳng lẽ phi linh môn muốn sánh vai cùng bốn đại sơn môn hay sao, là muốn giống như huyền thiên môn của mấy ngàn năm trước? Một trưởng lão nho phục trắng nói. Gần đây phi linh môn rêu rao như thế, vừa mới nhận lấy toàn bộ thế lực của ma tâm cốc, song đao môn, Bách Linh Tông, mục đích không cần nói cũng biết, chẳng lẽ chúng ta để yên cho hắn lớn mạnh hay sao? Một lão giả Lam Y trầm giọng nói. Trong cổ vực, Bách Linh Tông, Thiên Quỷ Tông, Thiên Tinh Tông, song đao môn lẽ ra đều thuộc về bốn đại sơn môn, chẳng qua bởi vì chúng ta luôn tự kiềm chế lẫn nhau, lại tiện nghi cho Lục Lâm Thiên. Một trưởng lão trầm giọng nói. Phi Linh Môn được Linh Thiên Môn âm thầm tương trợ, đã có chỗ dựa vào, còn có Vân Dương Tông cách bờ chiếu cố, vì vậy mới có lá gan làm như thế, hơn nữa thực lực của Phi Linh Môn hiện tại đã khác xưa. Đáng tiếc chúng ta đã bỏ lỡ thời cơ đối phó phi linh môn tốt nhất, lúc trước không đem bọn hắn để vào trong mắt, ai biết chỉ vài năm ngắn ngủi bọn hắn đã phát triển tới như thế,
sớm biết vậy lúc trước nên trực tiếp diệt sát Phi Linh Môn. Gia Cát Tây Phong trầm giọng nói. Trang chủ, hiện tại muốn diệt Phi Linh Môn vẫn còn kịp. Trưởng lão Áo Lam nói. Không còn kịp rồi, Phi Linh Môn có Vũ Tôn Linh Tôn, cũng không phải như ngày trước. Gia Cát Tây Phong nói. Chẳng lẽ chúng ta để mặc cho bọn hắn đầy đủ lông cánh sao, nếu bọn hắn giống như Huyền Thiên Môn, thật sự không phải là chuyện tốt. Một trưởng lão Vũ Vương nói. Lần này phải cùng Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo thường nghị mới được, về phần Linh Thiên Môn, sở dĩ Phi Linh Môn có lá gan lớn như thế là vì có bọn hắn đứng sau lưng làm chỗ dựa, truyền lệnh xuống, những địa bàn giao giới với Phi Linh Môn đừng để bọn hắn được sống yên, bản thân ta muốn nhìn xem, Phi Linh Môn có thể quản lý được bao nhiêu. Gia Cát Tây Phong nói. Thời gian trôi qua, khi Lục Lâm Thiên luyện hóa xong Bạch Ngọc Tinh Ti cũng đã qua 10 ngày, đoàn dung dịch bắt đầu quay cuồng, nhìn qua chẳng khác gì nham tương trong núi lửa. Mà giờ khắc này sắc mặt Lục Lâm Thiên biến thành một mảnh tái nhợt, liên tiếp nuốt vài viên đan dược khôi phục, thủ ấn lại kết xuất, lập tức đánh vào bên trong đoàn dung dịch đang sôi trào kia. 3 ngày sau, sắc mặt Lục Lâm Thiên càng thêm trắng bệch, tiêu hao như vậy thật sự còn nhiều hơn lúc luyện hóa tài liệu. Đã được rồi đi. Nhìn đoàn dung dịch sôi trào cuồn cuộn, Lục Lâm Thiên mỉm cười, ngay sau đó kết xuất thủ ấn huyền ảo, từng đạo quang mang bay vào trong Hỏa Long đỉnh. Hô hô! Đoàn dung dịch lao ra khỏi Hỏa Long đỉnh, lập tức bị một cỗ linh hỏa bao vây giữa không trung mật thất, khí tức nóng bỏng, làm cả mật thất mơ hồ biến thành xích hồng sắc. Thủ ấn không ngừng kết xuất, từng đạo hào quang bay vào trong đoàn dung dịch, ngọn lửa gào thét dâng lên, sắc mặt Lục Lâm Thiên càng thêm tái nhợt. Chỉ một ngày sau, đoàn dung dịch chậm rãi ngưng tụ thành bộ dáng chảo ấn, chất lỏng nóng cháy xoay tròn, giống như đoàn dung nham không ngừng biến hóa. Đoàn dung dịch chậm rãi ngưng tụ thành chảo ấn, Lục Lâm Thiên liên tục đánh ra thủ ấn, trên chảo ấn tràn ngập lưu quang quỷ dị, thủ ấn biến thành xám xanh, nhìn qua giống như kim trúc xanh đen, mà dung dịch vẫn chưa hoàn toàn cô đọng lại, vẫn còn đang lưu chuyển, từng luồng khí tức thần dị khuếch tán, đột nhiên một cỗ năng lượng bắt đầu tràn ra. Linh hỏa nháy mắt bị chấn khai, chảo ấn không ngừng run lên, tựa hồ như muốn bị đánh tan. Phiền toái. Trong lòng Lục Lâm Thiên kinh hãi, trong lúc luyện chế võ linh khí hắn gặp phải lực cản thật lớn, căn bản khó thể ngưng tụ được võ linh khí thành hình chảo ấn. Đi. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, cắn răng chịu đựng, linh lực tràn ra, linh hỏa cuồn cuộn mang theo nhiệt độ khủng bố bao vây võ linh khí chảo hình, vào lúc này bị linh hỏa nóng cháy bao phủ. Cuối cùng mới có thể bao trùm được võ linh khí kia. Lại thêm 3 ngày trôi qua, võ linh khí chảo hình đã có thêm cỗ khí tức quỷ dị không ngừng tràn ra ngoài, một cỗ thiên địa năng lượng vô hình cũng đem chảo ấn bao vây bên trong. Ngưng tụ cho ta. Giờ khắc này Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, ngón trỏ bay ra vài giọt máu tươi, nháy mắt xâm nhập vào bên trong chảo ấn, ngọn lửa xoay tròn với tốc độ cao, thanh âm gào thét vang lên không dứt, một cỗ năng lượng cuồng bạo dựng lên. Nháy mắt lan tràn khuếch tán. Suy. Đúng ngay lúc này chảo ấn đột nhiên run rẩy kịch liệt, từng đạo hào quang chói mắt bắn ra, nháy mắt chẳng khác gì hào quang vạn trượng. Nhìn thấy một màn này, Lục Lâm Thiên vừa mừng vừa sợ, lập tức hít sâu một hơi, thủ ấn biến đổi, từng đạo thủ ấn quỷ dị đánh ra bí văn liên tiếp rơi vào trong chảo ấn, thiên địa năng lượng cũng bắt đầu hội tụ xâm nhập vào. Hô hô. Trong mật thất, năng lượng thiên địa ngày càng dày đặc. Thậm chí đã tới mức khủng bố, mang theo uy thế cuồng bạo kinh động cả cường giả trong Phi Linh Môn chạy tới. Siêu siêu. Không ít thân ảnh đã rơi xuống bên ngoài mật thất, Sát Phá Quân là người đầu tiên chạy tới, theo sau là Hổ Viêm Thiên Vương, Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, đám người Lộc Sơn Lão Nhân, thiên địa năng lượng hội tụ làm mọi người kinh ngạc. Hình như không phải đang đột phá, năng lượng này có chút kỳ quái. Hổ Viêm Thiên Vương nói. Là đang luyện chế linh khí. Sát Phá Quân nhíu mày nói. Ai đang bế quan trong mật thất này? Là lão đại đã nói định luyện chế võ linh khí, có gì mà kỳ quái? Tiểu Long nhướng mày nói. Đúng là tiểu tử đó luyện chế võ linh khí a. Sát Phá Quân sửng sốt, lại thấy kinh ngạc. Những người khác cũng đưa mắt nhìn nhau. Bên trong mật thất, chảo ấn ngày càng sáng ngời, năng lượng thiên địa không ngừng hội tụ. Chân khí càng lúc càng khủng bố, không gian chấn động, một cỗ năng lượng vô hình lập tức lan tràn, khí tức tràn ngập xen lẫn chân khí kinh sợ lòng người. Sau một lát hào quang chậm rãi co rút lại, thu liếm, một kiện binh khí chảo ấn xuất hiện trong mắt Lục Lâm Thiên,
thật sự làm người rung động, binh khí dài nửa xích, nổi lên ám màu xanh sắc bén, năm ngón tay đan xen, ngũ chảo gấp khúc như ưng chảo, hàn quang sáng ngời, nhìn qua giống như lợi kiếm, còn có ánh sáng như quỷ quái. Nhận chủ, Lục Lâm Thiên biến hóa thủ ấn, giọt máu bay ra bay về hướng võ linh khí. Suy, máu tươi nhỏ vào, hào quang quỷ dị tuôn ra, thủ ấn huyền ảo ngưng tụ, chảo ấn rơi vào trong tay Lục Lâm Thiên, nháy mắt bao phủ tay hắn, hoàn toàn vừa vặn, giống như tương liên cùng bàn tay, khoảnh khắc hóa thành hào quang chói mắt biến mất trong tay của hắn. Thân thể Lục Lâm Thiên run lên, cuối cùng chảo ấn dung nhập trong đan điền khí hải, hào quang phóng thích, nhanh chóng đập vào đan điền làm võ đan cấp tốc xoay tròn. Hô! Chân khí trong đan điền bạo tuôn, nháy mắt bao phủ chảo ấn. Lấy máu nhận chủ là một bước cực kỳ trọng yếu, cũng quyết định thuộc tính võ linh khí, mỗi kiện đều có được thuộc tính, rơi vào tay võ giả thuộc tính nào thì uy lực càng mạnh hơn mấy lần. Suy! Chân khí bao vây, chảo ấn phóng thích năng lượng, đan điền truyền ra thanh âm trầm đục, hào quang thần dị khuếch tán, sau đó biến mất không còn nhìn thấy. Suy! Trong tay Lục Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện chảo ấn tản mát lưu quang, chảo ấn bao phủ tay phải, nguyên bản bạch ngọc tinh ti là một đôi, nhưng sau khi luyện chế thêm một lần Lục Lâm Thiên đã nhập hai thành một. Chảo ấn làm người rung động, dài nửa xích, ngoài ám xanh còn có vàng nhạt, hàn quang sáng ngời, lan tràn ánh sáng quỷ dị, một cỗ năng lượng bàng bạc không ngừng lan tràn. Vẻ mặt Lục Lâm Thiên cực kỳ đắc ý, lần đầu tiên hắn luyện chế binh khí không ngờ lại thành công luyện ra võ linh khí hoàng cấp. Hình như thiên phú luyện khí của mình cũng không tệ lắm. Lục Lâm Thiên vô liêm sỉ khích lệ chính mình, nhìn chảo ấn, lẩm bẩm. Vậy gọi là liệt thiên đi. Thử xem uy lực. Lục Lâm Thiên thoáng do dự, xoay người đứng dậy, thổ hoàng sắc quang mang quanh quẩn, trên thủ ấn lan tràn hào quang chói mắt, lập tức vỗ một chảo vào vách tường. Oanh long long. Chảo ấn đảo qua, thanh âm vang lên ầm ĩ không ngừng, đồng thời cả mật thất lay động. Ngay tiếp theo vách tường thật dày trực tiếp dập nát, ầm ầm sụp đổ. Phanh phanh, như sơn băng địa liệt, tùy thời kích tán, cả mặt đất run rẩy như động đất, sắc mặt Lục Lâm Thiên đại biến, một chảo của hắn không nghĩ tới làm cho mật thất sụp đổ, liền vội vàng lao ra bên ngoài. Mật thất sau núi rung chuyển, nhóm người sát phá quân kinh ngạc trơ mắt nhìn thấy mật thất ầm ầm sụp đổ, một thân ảnh cấp tốc lao ra. Lão đại, người đang làm gì vậy? Tiểu Long chạy tới bên người Lục Lâm Thiên, nghi hoặc hỏi, ánh mắt lại rơi xuống chảo ấn tràn ngập quỷ dị trên tay Lục Lâm Thiên. Không có gì, ta chỉ muốn thử xem uy lực mà thôi, cho người xây lại mật thất đi. Lục Lâm Thiên mỉm cười, trong mắt cực kỳ hưng phấn, uy lực của liệt thiên thật sự không kém, không cần thi triển vũ kỹ, chỉ là một chảo đơn giản đã đạt tới hiệu quả như vậy. Trưởng môn, người luyện chế ra võ linh khí sao? Vẻ mặt Lộc Sơn lão nhân kinh ngạc đi tới, nhìn võ linh khí trong tay Lục Lâm Thiên, thần sắc kinh ngạc mang theo vẻ chờ mong, mãi cho tới bây giờ hắn còn chưa có võ linh khí, mà trưởng môn đã có thể tự luyện chế. Luyện chế võ linh khí mà thôi, cũng không khó khăn, hôm nào luyện cho ngươi một kiện. Lục Lâm Thiên cười đắc ý, có thể luyện chế thành công võ linh khí đúng là một chuyện đáng giá đắc ý. Đa tạ trưởng môn, Lộc Sơn lão nhân vui mừng. Còn tưởng rằng trưởng môn muốn đích thân luyện chế cho mình, nhưng vốn không biết trên người Lục Lâm Thiên còn có 5-6 kiện võ linh khí khác. Mọi người nhìn Lục Lâm Thiên, bất đắc dĩ cười, có thể luyện chế được võ linh khí tuyệt đối là bất phàm, đủ thấy trình độ luyện khí cực cao, thật sự không biết trưởng môn còn có thứ gì không hiểu biết. Trương Cung Phụng, khấu phó trưởng môn, ở lại phi linh môn thoải mái chứ? Lục Lâm Thiên thu hồi liệt thiên, nhìn qua Hổ Viêm Thiên Vương cùng khấu phi yến. Đã thói quen, đa tạ trưởng môn quan tâm. Khấu Phi Yến nói. Ăn các trưởng lão, Lưu trưởng lão, còn các vị. Lục Lâm Thiên hỏi. Chúng tôi cũng tốt, đã thói quen, đa tạ trưởng môn quan tâm. Hai người trả lời. Vậy là tốt rồi. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, lập tức quay lại nhìn Đông Vô Mệnh cùng Quỷ Tiên Tử. Đông lão, Oánh tỷ, những người khác đã quay về chưa? Còn chưa thấy. Mấy ngày trước ám đường truyền về tin tức, mọi chuyện xử lý đã xong xuôi, hẳn là sắp trở về. Bạch Oánh đáp. Oánh tỷ, chuẩn bị một chút, chờ Thanh Hỏa Cung Phụng, Hoa Đường chủ cùng Diệp Đường chủ bọn họ trở lại, cử hành nghi thức nhập môn cho Trương Phụng Dưỡng cùng khấu phó trưởng môn. Lục Lâm Thiên nói. Hiểu được. Bạch Oánh trả lời. Động tĩnh sau núi kinh động không ít đệ tử,
nhưng những đệ tử bình thường cũng không dám tiến vào sau núi, bởi vì nơi đó thuộc về các cường giả, người vi phạm xử lý không nhẹ, thậm chí là đánh chết. Nhưng Diệp Mỹ cùng Hoa Mãn Ngọc nghe động tĩnh đều tới, Lục Lâm Thiên lập tức dặn dò Diệp Mỹ chú ý tin tức ám đường, có tin trọng yếu tùy thời đều có thể báo cáo. Cuối cùng đã có thể tu luyện Tê Thiên Liệt Địa Chảo. Nhìn thấy núi non mờ mịt, Lục Lâm Thiên duỗi lưng mỉm cười, khoanh chân ngồi xuống trên tảng đá, tâm thần khẽ động, một cỗ tin tức lướt qua, bắt đầu nghiên cứu phương pháp tu luyện Tê Thiên Liệt Địa Chảo. Cần phải nắm giữ năng lượng thuộc tính trong tay mới có thể thúc dục vũ khí, mà trước khi tu luyện là phải đem kinh mạch đánh thông. Lục Lâm Thiên cau mày, muốn tu luyện khó khăn tới cực điểm, đánh thông vài kinh mạch cũng rất hao tốn thời gian, quan trọng nhất là phải nắm giữ năng lượng thuộc tính trong tay mới có thể thúc dục vũ khí, chân khí đơn thuần không đủ tu luyện vũ khí địa cấp này. Đành tu luyện thôi. Lục Lâm Thiên khẽ thở dài một hơi, nhủ thầm. Thu liếm tâm thần, Lục Lâm Thiên tiến vào trạng thái tu luyện, tâm thần nhanh chóng khống chế chân khí đánh thông kinh mạch trên tay phải. Chân khí chậm rãi lưu chuyển tiến vào một trong những kinh mạch kia. Ngay lúc này Lục Lâm Thiên chợt biến sắc, khi chân khí tiến vào kinh mạch nhỏ bé kia, cảm giác bế tắc dần dần biến mất, không nghĩ tới dễ dàng đánh thông, không chút khó khăn hay có bao nhiêu cảm giác nào khác. Lục Lâm Thiên vô cùng nghi hoặc, hắn vốn không nghĩ tới thân thể hiện tại đã rèn luyện thành bất diệt huyền thể, toàn bộ huyết nhục khung xương đã vô cùng biến thái, hiện tại muốn đả thông kinh mạch chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Lục Lâm Thiên bắt đầu đả thông bốn kinh mạch còn lại, kết quả cũng dễ dàng trong nháy mắt, trực tiếp mở ra, không hề có chút khó khăn. Nhanh như vậy, nửa canh giờ sau hắn mở mắt, kế tiếp là có thể chính thức tu luyện Tê Thiên Liệt Địa Chảo. Lục Lâm Thiên khẽ cười, lập tức đứng dậy, trong tay kết xuất thủ ấn huyền ảo, năm ngón tay khẽ cong như chảo ấn, cũng không mang theo chút chân khí, nhưng đầu ngón tay chớp lên, nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng bị hoa mắt. Thời gian chậm rãi trôi qua, người trong cổ vực vẫn đang nghị luận cuộc thi đấu 10 đại cường giả trẻ tuổi, hành động lôi đình của Phi Linh Môn làm cả cổ vực hoàn toàn chấn động, trực tiếp tiêu diệt nhiều sơn môn, dùng thủ đoạn sấm sét nắm giữ trong tay, làm không ít thế lực nhị lưu tam lưu bắt đầu cảm thấy bất an. Mà tin tức này cũng rơi vào các thế lực của Linh Vũ Đại Lục cùng Ma Vân Thành, các thế lực lớn đều đã sớm dự liệu sự quật khởi của Phi Linh Môn, nhưng vẫn có chút kinh ngạc. Tựa hồ không ngờ tốc độ Phi Linh Môn nhanh như vậy. Vài ngày sau, bên trong dãy núi mênh mông Phi Linh Sơn Mạch, một thanh niên thanh y đứng trên tảng đá, sắc mặt ngưng trọng, tay phải đánh ra một đạo chảo ấn huyền ảo, năm ngón tay đột nhiên chộp tới, một cỗ năng lượng vô hình làm không gian khẽ run lên, quát to một tiếng. Tê Thiên Liệt Địa Chảo. Chảo ấn hiện lên chân khí nóng cháy chói mắt, giống như có ngọn lửa bừng lên, chảo ấn đẩy về phía trước, năng lượng chung quanh tiêu tán. Chảo ấn lưu lại trên tảng đá, nhưng uy lực kia còn chưa đạt tới thực lực của vũ khí hoàng cấp. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, thúc dục Tê Thiên Liệt Địa Chảo cần hao tổn chân khí quá mạnh mẽ, vì vậy phải liên tục sử dụng không ngừng. Thật sự là khó tu luyện. Lục Lâm Thiên cười khổ, tu luyện vũ khí địa cấp căn bản không có đường tắt, tu luyện vũ khí này cần lĩnh ngộ thuộc tính, hoàn toàn chỉ phải dựa vào chân tài thực học. Mỗi một lần tu luyện thất bại, chân khí tán loạn chảy xiết trong cơ thể, làm mỗi lần Lục Lâm Thiên đều giống như bị trúng đòn nghiêm trọng, nếu không có bất diệt huyền thể, chỉ sợ hắn đã vô cùng thê thảm. Không hổ là vũ khí địa cấp, xem ra chỉ có thể từ từ tìm hiểu. Thở dài một hơi, Lục Lâm Thiên trầm tĩnh trở lại, vận chuyển âm dương linh vũ quyết bắt đầu điều tức khôi phục, đồng thời lĩnh ngộ hỏa thuộc tính. Sau một lát hắn đã tiến nhập vào trạng thái, quanh thân tản ra một vầng xích hồng sắc quang mang. Nguyên bản cường giả trong Song Đao Môn cùng Bách Linh Tông đều là đối tượng cắn nuốt tốt nhất trong lòng Lục Lâm Thiên, có thể giúp thực lực của hắn đề cao không ít, nhưng cuối cùng mọi người thần phục, làm hắn chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua. Trong lòng đã có tính toán, nếu không tìm được đối tượng cắn nuốt, hắn chỉ có thể dựa vào đan dược đột phá, bảo tàng của Huyền Thiên Môn cực kỳ khổng lồ, đủ chống đỡ tiêu hao, dù sao thực lực mới là trọng yếu nhất. Lần này hành động của Phi Linh Môn đã đụng chạm với lợi ích của Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông cùng Hắc Sát Giáo, Lục Lâm Thiên cũng đã chuẩn bị chờ đợi thủ đoạn của bọn họ, nếu thực lực của hắn đã tới đỉnh cấp, cũng không cần lo lắng bị người tìm phiền phức. Vì vậy hiện tại Lục Lâm Thiên hy vọng mình có thể nhanh chóng luyện thành Tê Thiên Liệt Địa Chảo, uy lực tuyệt đối phi phàm, nếu hắn thành công, xem như có thêm một con bài chưa lật, có lẽ còn chưa bằng uy lực sử dụng Tử Lôi Huyền Đỉnh. Nhưng hiện giờ hắn còn chưa thể bại lộ Tử Lôi Huyền Đỉnh.
Nhìn thấy Lục Lâm Thiên tiến vào trạng thái lĩnh ngộ, nhóm yêu thú tiểu long quay chung quanh, mà Hắc Nham yêu vương cùng Huyết Mị ngồi một bên hộ pháp, tiểu long cũng hóa thành bản thể bắt đầu tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, bên trong một mật thất sau núi đột nhiên hung hăng chấn động. Không ít cường giả phi linh môn đều cảm nhận được mặt đất run rẩy, tâm thần đi qua quan sát, Đông Vô Mệnh nhíu mày, lập tức lộ ra nụ cười. Là tâm đồng đột phá sao? Bạch Oánh hỏi. Nhà đầu kia có tiên thiên độc thể, tốc độ tu luyện quả thật làm cho người ta sợ hãi, muốn đột phá linh vương nhị trọng. Đông Vô Mệnh mỉm cười, trên mặt đầy vẻ mừng rỡ. Trong mật thất, một cỗ năng lượng thiên địa hội tụ, tới cuối cùng thậm chí tạo nên không gian ba văn, có tiếng vang răng rắc, khe không gian vỡ ra, một cỗ hắc mang độc khí bắn lên bầu trời, cùng lúc đó thiên địa năng lượng cũng xâm nhập vào. Một lát sau mật thất lại run lên, một đạo hắc mang quang trụ đột nhiên xuyên phá bầu trời, va chạm cùng thiên địa năng lượng, bộc phát ra từng trận dao động, rốt cục hoàn toàn tiêu tán, hết thảy yên tĩnh trở lại. Hô! Bên trong mật thất, hắc mang dày đặc xoay tròn, bị một cỗ hấp lực hút vào, thân hình Lục Tâm Đồng khoanh chân ngồi, đôi mắt sáng ngời, chân khí đã lên tới linh vương nhị trọng. Trong cổ vực lòng người bàng hoàng, sau khi phi linh môn thu nhận xong đao môn cùng bách linh tông, địa bàn vốn thuộc về ma tâm cốc lúc này biến thành một mảnh máu tanh, sau khi ma tâm cốc bị tiêu diệt, phi linh môn cũng không thu dọn chiến trường, không ít thế lực nhị lưu cùng tam lưu cũng đã chia cắt xong địa bàn nơi này. Sau khi Lưu Tinh Hà, Ngô Dung mang người tiến vào địa bàn của ma tâm cốc trước kia, dùng thủ đoạn bạo lực rửa sạch những thế lực phản kháng, sau đó hoàn toàn tiếp quản địa bàn ma tâm cốc, mức độ huyết tinh làm người khiếp sợ, không có thế lực nào có thể đối kháng, bởi vì toàn bộ người phản đối đều bị đánh chết. Một loạt hành động lôi đình của phi linh môn đã lộ ra tín hiệu, phi linh môn chính thức quật khởi, thực lực cường hãn đủ đưa vào hàng ngũ nhất lưu đỉnh phong, những thế lực bình thường vốn không ai trêu chọc được nổi. Phi linh môn có hành động lớn như vậy, làm không ít thế lực nhị lưu tam lưu đều chăm chú quan sát động tác của bốn đại sơn môn, không ít người đều suy đoán, phi linh môn quật khởi cường thế như vậy, dù là linh thiên môn không quản, thậm chí còn vui vẻ nhìn thấy, nhưng hóa vũ tông lan lăng sơn trang, hắc sát giáo nhất định sẽ có hành động. Trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, ba đại thế lực rốt cục đã có hành động, bắt đầu đại quy mô phân phái nhân mã trấn thủ địa bàn bên ngoài, làm không khí cả cổ vực bắt đầu căng thẳng. Đối với chuyện này, phi linh môn cũng không có phản ứng, ở không ít địa phương, sau khi cường giả phi linh môn xử lý xong việc trong tay, đều nhanh chóng chạy về phi linh môn. Thời gian chậm rãi trôi qua, phía sau núi thuộc phi linh môn, chỉ thấy thiên địa một mảnh trắng xóa, tuyết rơi lả tả, núi non bao phủ một tầng trắng tuyết, cả mặt đất tràn ngập màu trắng tinh khôi. Trong đại tuyết xen lẫn gió lạnh, gió càng lúc càng lớn, bão tuyết dần dần che phủ không trung, chỉ một lát sau không trung đã tối đen. Hết thảy đều không còn nhìn thấy. Bên trong vùng núi, ở địa phương có chút bằng phẳng, một đạo quang quyển đỏ nhạt bao phủ phạm vi 10 thước, bão tuyết rơi xuống nháy mắt hóa thành hư vô, biến thành một cảnh sắc riêng trong đại tuyết đầy trời. Bên trong quang quyển, một thân ảnh khoanh chân ngồi, thân ảnh đã ngồi hơn 10 ngày thời gian, vẫn chưa hề động đậy, uyển như lão tăng đang nhập định. Suy, thân ảnh chợt mở mắt, thủ ấn kết xuất, chân khí cấp tốc vận chuyển, năm ngón tay gấp khúc. Thậm chí còn xuất hiện một ít tàn ảnh, khuôn mặt chợt đỏ lên, trên trán hiện mồ hôi, xem ra tiêu hao chân khí cực kỳ khủng bố. Tê thiên liệt địa chảo. Thanh niên chợt quát một tiếng, chảo ấn hình thành độ cong quỷ dị, ầm ầm xuyên phá không trung, chân khí mạnh mẽ tràn ra, năng lượng hỏa hệ hội tụ, nháy mắt không gian nóng cháy vô cùng, mà bạo tuyết lập tức tiêu tán trong vô hình. Hưu. Năng lượng hỏa hệ bao trùm đầy trời, chảo ấn đột nhiên đánh ra. Giống như ngọn lửa đỏ tươi xích hồng mang theo khí thế sắc bén lướt tới, không gian vặn vẹo, giống như đang bị xé nát. Ca ca. Chảo ấn rơi xuống, trực tiếp vỡ áp giữa không trung, nhất thời vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Phanh phanh. Mặt đất nhất thời run rẩy, kinh khí khủng bố khuếch tán, xé rách cả không gian ba văn, mặt đất lộ ra vết nứt dài tới ngàn thước, đá vụn kích tán, toàn bộ tảng đá cây cối ven đường đều hóa thành mảnh nhỏ, uy lực kinh khủng dọa người. Chỉ sợ vũ vương nhất trọng bình thường bị đánh chúng cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Còn chưa tu luyện thành công vũ kỹ, chỉ có thể miễn cưỡng thúc dục đi ra, nhưng đã có được uy lực như thế, trong lòng Lục Lâm Thiên có chút cảm thán, có thể tưởng tượng được một khi tới đại thành sẽ có uy lực bậc nào, vũ kỹ địa cấp cùng huyền cấp hoàn toàn là hai cấp bậc khác hẳn. Nhất định phải nhanh chóng tu luyện thành công.
Lục Lâm Thiên lẩm bẩm, nếu gặp phải cường địch, vũ kỹ này sẽ có công dụng. Lão đại, người đã tu luyện thành công vũ kỹ địa cấp này hay sao? Tiểu Long hóa thành hình người đi tới, nhìn thấy khe nứt dưới đất, cực kỳ kinh ngạc. Còn chưa được, kém xa đâu, vũ kỹ địa cấp đâu dễ tu luyện như vậy. Lục Lâm Thiên nói, ca ca, trưởng môn. Hắn vừa dứt lời vài thân ảnh xinh đẹp đi tới, Lục Tâm Đồng, Bạch Toa Toa, Nhan Kỳ cùng Tân Hiểu Kỳ đều xuất hiện. Có việc gì vậy? Lục Lâm Thiên mỉm cười hỏi, ánh mắt nhìn Lục Tâm Đồng có chút kinh ngạc, a đầu này lại đột phá, tốc độ tu luyện quả thật rất nhanh. Ca ca, Lưu trưởng lão, Ngô trưởng lão, Lộc Sơn cung phụng cùng đường chủ các đường đều đã về. Lục Tâm Đồng nói, đã trở lại sao? Lục Lâm Thiên hỏi. Phỏng chừng đã xử lý xong việc bên ngoài, đợi mình an bài xong hết thảy cũng nên đi Vân Dương Tông một chuyến, sau đó đi Ma Vân Thành xử lý công việc cho sư phụ, tìm kiếm hổ âm yêu tinh cho Nam Thúc. Sau một lát, nhóm người Hoa Mãn Lâu được triệu tập tới đỉnh viện sau núi, sau khi báo cáo tình hình gần đây, Lục Lâm Thiên tìm hiểu rõ ràng, hết thảy đều giống như trong dự đoán của hắn. Một lúc lâu sau, Lục Lâm Thiên nói, chư vị trưởng lão đường chủ đều quay về nghỉ ngơi trước. Phân phó toàn bộ đệ tử hạch tâm, tối nay tới đại điện. Trưởng môn, tối nay có chuyện gì cần tuyên bố sao? Thanh hỏa lão quỷ hỏi. Đêm nay luận công ban thưởng. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Luận công ban thưởng. Sắc mặt mọi người mừng rỡ, chẳng lẽ lại có bảo vật phân phối, trong lòng đều cảm thấy chờ mong. Sau khi mọi người tán đi, trong đình viện chỉ còn lại Đông Vô Mệnh, Bạch Oánh, Lục Tâm Đồng cùng Tiểu Long. Đông Vô Mệnh lấy ra ba giới chỉ đưa cho Lục Lâm Thiên, nói. Lâm Thiên, đây là thu hoạch trong huyền thiên bí cảnh lần trước, hai năm qua ta chưa động tới, chỉ chờ ngươi về xử lý, lúc này nếu cần luận công ban thưởng, hẳn sẽ dùng tới đi. Lục Lâm Thiên tiếp nhận, lại cười nói. Đêm nay luận công ban thưởng, cũng không cần dùng thứ này, nhưng đêm nay Oánh tỷ cùng Đông Lão đừng nhìn nhầm, có thứ tốt đâu. Còn có thứ tốt gì? Ta có được hồn linh khải giáp địa cấp đã thấy đầy đủ. Đông Vô Mệnh cười hắc hắc nhìn Lục Lâm Thiên, địa cấp hồn khí, cho dù là cường giả linh tôn cũng không vài người có được. Hắn có được hồn linh khải giáp đã có chỗ dựa lớn nhất, hiện tại với thực lực linh vương tam trọng, nếu động thủ, linh vương cùng vũ vương ngũ trọng cũng không làm gì được hắn. Gì, lại ở trong này. Đông Vô Mệnh vừa dứt lời, Lục Lâm Thiên kinh ngạc kêu lên. Chuyện gì vậy? Bạch Oánh nghi hoặc hỏi. Vũ kỹ địa cấp. Lục Lâm Thiên lấy ra một hộp gấm, ban đầu ở trong thạch thất tại huyền thiên bí cảnh, hắn nhớ rõ mình có thu được một bộ vũ kỹ thổ hệ địa cấp, sau khi thoát hiểm hắn từng tìm qua giới chỉ của mình nhưng mãi không tìm được, còn tưởng rằng bị Vân Thiếu Thiên lấy đi, không nghĩ tới nằm trong giới chỉ của Đông Vô Mệnh. Mở ra hộp gấm, một cỗ năng lượng thổ hệ tràn ngập, trong phòng cũng run lên, chính là vũ kỹ thổ hệ địa cấp sơ giai mà hắn nhìn thấy lúc trước. Cũng may không mất. Lục Lâm Thiên kích động mỉm cười, cũng may vẫn còn lưu lại. Vũ kỹ địa cấp này luôn nằm trong tay ta, ngươi kích động cái gì chứ? Đông Vô Mệnh liếc mắt nói. Ta tưởng bị Vân Dương Tông cầm đi đâu. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc thu vào, cẩn thận kiểm tra ba giới chỉ một lần, mặc dù có không ít bảo vật nhưng cũng không làm cho hắn chú ý. Vào đêm, Phi Linh Môn đèn đuốc sáng ngời, toàn bộ đệ tử hạch tâm đều có mặt. Có thể đi vào trong đại điện đều là đệ tử hạch tâm chân chính, các vị trưởng lão, hộ pháp đều tới, có Trịnh Anh, Chu Ngọc Hậu, Hồ Nam Sinh, Đinh Thành Kiệt còn có Trương Thiếu, Lưu Á Lôi. Nhóm người Thanh Hỏa lão quỷ đều đã trở lại, sau khi hành lễ liền tách ra ngồi hai bên. Mà nhóm yêu thú Thiên Độc Yêu Long đều đã tới. Ngoài ra còn có Sát Phá Quân, Hổ Viêm Thiên Vương, An Cát Tú Na, Khấu Phi Yến, Khoái Kiếm Vương cũng được gọi tới, Vũ Vương nhất trọng của Song Đao Môn. Hai vũ vương nhị trọng cùng một nhất trọng của Bách Linh Tông, một linh vương nhị trọng cũng có mặt, mà vũ suất cùng linh suất đầu hàng chỉ có phân đà chủ Đỗ Thiên Thành, những người khác không có tư cách vào đại điện. Những cường giả quy hàng nhìn thấy thực lực hạch tâm của Phi Linh Môn, sắc mặt kinh ngạc, đúng là cực kỳ cường hãn, vũ suất linh suất đông đảo, còn có vũ vương linh vương không ít, quan trọng nhất là yêu đường của Phi Linh Môn mới làm người thêm kiêng kỵ, đại quân yêu thú đã tới mức vô cùng khủng bố. Hoa Mãn Ngọc an bài đệ tử đóng cửa đại điện, nhất thời mọi người đưa mắt nhìn nhau, cường giả Phi Linh Môn cũng biết trưởng môn dự định luận công ban thưởng, nhóm cường giả quy hàng lại nổi lên nghi ngờ. Lục Lâm Thiên thở sâu, lần đầu tiên cảm thấy thực lực Phi Linh Môn thật không tệ,
dù đối diện với cảnh càng như bốn đại sơn môn tuy không địch lại nhưng cũng làm bốn đại sơn môn trả giá đắt. Chư vị khổ cực. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn toàn trường, lên tiếng. Trưởng môn nói gì vậy, chúng ta đều là một phần tử của phi linh môn hùng mạnh, chúng ta mạnh, phi linh môn có chỗ tốt, chúng ta cũng có, đâu có gì gọi là vất vả. Thanh Hỏa lão quỷ cười hắc hắc, âm dương quái khí nói. Trưởng môn, phi linh môn đều thuộc về mọi người, ra sức vì bổn môn có gì vất vả. Ngô Dũng nói. Ngay lập tức mọi người đều nói chuyện. Không ai cho rằng công việc của mình là vất vả, bởi vì họ cũng không phí bao nhiêu công sức bên trong. Lục Lâm Thiên mỉm cười, khuôn mặt biến thành nghiêm túc, nói. Hôm nay chư vị ngồi ở đây đều là người đáng tín nhiệm nhất của phi linh môn, hết thảy chuyện kế tiếp ta hy vọng mọi người đừng tiết lộ ra ngoài, nếu không bất kể là ai, giết không tha. Ánh mắt hắn hữu ý vô ý đảo qua người của Song Đao Môn cùng Bách Linh Tông đã quy phục. Những cường giả mới gia nhập mặc dù đã dùng phệ huyết hóa cốt đan của Đông Vô Mệnh, nhưng Lục Lâm Thiên vẫn âm thầm lo lắng có người sẽ phản bội. Ai dám phản bội phi linh môn, ta là người đầu tiên không buông tha cho hắn. Thanh Hỏa lão quỷ âm lệ nói, lúc trước hắn bị bức gia nhập phi linh môn, nhưng cho tới bây giờ đã sớm sát nhập trung thành cùng phi linh môn. Phản bội phi linh môn, ta cho hắn muốn sống không được. Đông Vô Mệnh lạnh nhạt nói, trong đại điện tràn ngập lãnh ý. Mà mọi người nói chuyện ánh mắt không tự chủ được dừng ở nhóm cường giả quy hàng, đương nhiên trong thời gian ngắn đôi bên không cách nào dung nhập lẫn nhau, muốn nói phản bội đương nhiên sẽ hoài nghi bọn họ. Ánh mắt của mọi người làm nhóm cường giả quy phục có chút khó chịu, nhưng không ai ngu ngốc, cũng hiểu rõ ràng mình có thể tiếp xúc với sự việc hạch tâm phi linh môn, xem như đã cấp cho họ cơ hội, họ là người quy hàng, muốn được người chấp nhận tự nhiên không thể trong thời gian ngắn, sau này muốn sống yên trong phi linh môn. Nhất định phải nắm chắc cơ hội. Chư vị không cần quá khẩn trương, ta chỉ tùy tiện nói mà thôi, đã mời chư vị vào đây, tự nhiên là có thể tin tưởng được, sau này cần nhờ chư vị cố gắng nhiều hơn. Lục Lâm Thiên nói, ánh mắt ra dấu cho Hoa Mãn Ngọc. Hoa Mãn Ngọc hiểu ý, cùng vài hộ pháp chấp sự nâng mấy bàn lớn vào giữa đại điện, lúc ban ngày Lục Lâm Thiên cũng đã dặn dò chuẩn bị sẵn sàng. Người mới tới vô cùng nghi hoặc, mà những người cũ lại kích động. Không biết lần này trưởng môn sẽ lấy ra bảo vật gì, bởi vì đồ vật trong tay trưởng môn đều là thứ tốt. Lục Lâm Thiên nhíu mày, chậm rãi đứng dậy đi tới cạnh bàn, nói. Tôn chỉ của phi linh môn luôn có phúc cùng hưởng, có công tất thưởng, có sai tất phạt, gần đây thực lực bổn môn chướng lớn, điều này đều nhờ có chư vị, ta có chút vũ kỹ cùng linh kỹ, còn có chút đan dược, mọi người lựa chọn một ít đi. Dứt lời hắn mỉm cười nhìn quanh mọi người. Trong tay lập tức xuất hiện vài chữ vật giới chỉ, tâm thần lập tức xâm nhập vào. Hoa lạp. Trong ánh mắt kinh ngạc lẫn chờ mong của mọi người, Lục Lâm Thiên vung tay lên, nhất thời một mảnh tiếng vang truyền ra, năng lượng thuộc tính lan tràn khắp đại điện, từng đạo lưu quang hiện lên, đột nhiên đồ vật trong giới chỉ hiện đầy trên bàn lớn, thật nhiều ngọc giản vũ kỹ, linh kỹ còn có đan dược. Hơn ngàn ngọc giản, toàn bộ đều là trình tự huyền cấp, năng lượng thuộc tính tràn ngập, đan dược tràn đầy hương thơm. Thấp nhất cũng tới ngũ phẩm, mà đống đan dược thất phẩm tràn đầy năng lượng nồng đậm, khiến người nhìn chăm chú. Cả núi đan dược, vũ kỹ linh kỹ chất đống trên bàn như ngọn núi nhỏ, năng lượng kinh người khiến hơi thở mọi người ngừng lại, thực lực thấp thậm chí thấy khó thở, sắc mặt đỏ lên. Sắc mặt mọi người đại biến, trợn mắt cứng lưỡi. Là đan dược thất phẩm sơ giai, thật nhiều thất phẩm sơ giai. Còn có thất phẩm trung giai. Là vũ kỹ huyền cấp trung giai, nhiều như vậy. Trời ạ, một đống này đều là vũ khí huyền cấp cao giai. Linh khí huyền cấp cao giai. Mọi người đứng bật dậy nhào tới cạnh bàn, không ngừng kiểm tra đan dược cùng vũ khí linh khí. Đối với một ít người mà nói đều biết đây là thu hoạch trong huyền thiên bí cảnh, nhưng đại bộ phận không biết, bởi vì sau khi trở về Đông Vô Mệnh đã ra lệnh phong tỏa tin tức. Mà lúc này nhóm người Trịnh Anh, Hồ Nam Sinh, Trương Tiếu, Lưu Á Lôi đều run rẩy đứng lên. Lập tức đi tới bên cạnh bàn lớn tiếp tục vũ kỹ đan dược, tuyệt đối chưa từng tiếp xúc qua bao giờ trong đời. Nhưng bởi vì có nhóm người Thanh Hỏa lão quỷ đứng bên cạnh, cho nên họ cũng không dám tới gần. Những cường giả quy hàng đều cứng lưỡi, có sơn môn nào có thể lấy ra nhiều vũ kỹ huyền cấp cùng đan dược thất phẩm tới như vậy, cả Bách Linh Tông lẫn Song Đao Môn có được 20-30 bộ vũ kỹ huyền cấp đã là rất giỏi, về phần vũ kỹ huyền cấp trung giai có vài bộ đã là không tệ. Mà linh kỹ vũ kỹ cao giai càng không cần nói, tuyệt đối không dễ dàng có được.
Sắc mặt bọn họ cực kỳ rung động, phi linh môn thật sự làm người ta sợ hãi, linh khí vũ kỹ trình tự như vậy quả thật nhìn qua chẳng khác gì hàng hóa bình thường, dù là bốn đại sơn môn cũng chưa chắc hào khí ngất trời lấy ra được nhiều tới như thế. Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh vốn không có bao nhiêu kinh ngạc, nhưng sau khi nhìn kỹ lại mới phát hiện thu hoạch trước đó vốn không có nhiều huyền cấp cao giai như thế, đây đều là do Lục Lâm Thiên thêm vào, còn có đan dược thất phẩm, cũng không phải đồ vật bên trong ba chữ vật giới chỉ. Hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhìn qua Lục Lâm Thiên, thật sự quá dọa người. Sát Phá Quân cực kỳ rung động, nhưng với tu vi của hắn cũng mạnh mẽ thu liễm cảm xúc, nhưng trong ánh mắt lại không cách nào thản nhiên trở lại. Mà hiện tại không có cảm xúc chỉ có người của Yêu Đường, ánh mắt Thiên Độc Yêu Long híp lại, đây đều là bảo vật, nhưng lại không tác dụng gì với hắn, chỉ có đan dược còn có một chút công dụng, nhưng cũng không giống như nhân loại. Thân là yêu thú chỉ có thể trực tiếp dùng thiên địa dị bảo hoặc linh dược mới đạt được chỗ tốt lớn nhất. Phát tài, lần này phát tài. Trong đại điện, nhóm người Thanh Hỏa lão quỷ than thở không thôi, cả người đều run rẩy lên. Toàn bộ những người tu vi Vũ Vương Linh Vương đều lựa chọn hai bộ vũ khí huyền cấp cao giai đi, Linh Suất Vũ Suất chọn hai bộ huyền cấp trung giai, dưới Vũ Suất Linh Suất lựa chọn huyền cấp sơ giai. Về phần đan dược, toàn bộ Vũ Vương Linh Vương dựa theo trình tự tu vi lựa chọn 5 viên đan dược thất phẩm, Vũ Suất Linh Suất dựa theo tu vi lấy 5 viên đan dược lục phẩm, dưới Vũ Suất Linh Suất lấy 20 viên đan dược ngũ phẩm, toàn bộ cung phụng dựa theo trình tự tu vi chọn thêm 3 viên, vũ kỹ linh kỹ thêm 1 bộ, trưởng lão cũng như thế. Lục Lâm Thiên cười nói, phản ứng của mọi người đều nằm trong dự liệu của hắn. Đa tạ trưởng môn, nhóm người Thanh Hỏa lão quỷ cũng không khách khí. Kỳ thật đã chọn lựa xong vũ khí vừa ý, về phần đan dược đều tự cầm lên, mà Lộc Sơn lão nhân cùng Thanh Hỏa lão quỷ cũng là cung phụng, cầm lấy 8 viên đan dược thất phẩm sơ giai. Sau khi mọi người chọn xong, ánh mắt vẫn còn lưu luyến, người của Song Đao Môn cùng Bách Linh Tông đều nhìn thấy bọn họ cầm lấy bảo vật, ánh mắt nóng cháy nhưng e ngại nên không tiện đi tới lựa chọn. Ánh mắt Khoái Kiếm Vương cũng nóng rực, nhưng vì hắn quy hàng, tuy mấy ngày nay đã được một số người thừa nhận, nhưng vẫn còn có chút hạn chế, không tiện đi tới lựa chọn, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đống vật phẩm trên bàn. Lưu Kiếm trưởng lão, ngươi là trưởng lão phi linh môn, còn không đi lấy sao, nếu không đi sẽ không còn thứ tốt. Lục Lâm Thiên nhìn Lưu Kiếm, theo sự quan sát gần đây mà xem, người này cũng một lòng muốn gia nhập phi linh môn, khi đối phó xong Đao Môn cùng Bách Linh Tông đã tận sức lập công không ít, trong lòng Lục Lâm Thiên đã chậm rãi thừa nhận hắn. Đa tạ trưởng môn. Sắc mặt Khoái Kiếm Vương vui vẻ, trưởng môn đã điểm danh hắn, lập tức xông tới cạnh bàn lựa chọn trong đống vũ kỹ. Khấu phó trưởng môn, An Cát trưởng lão, chẳng lẽ chư vị không muốn lựa chọn sao, nếu đều là người của phi linh môn, vậy cũng có phần. Lục Lâm Thiên nhìn nhóm người Khấu Phi Yến nói. Tuy trước kia Khấu Phi Yến cùng An Cát Tú Na đều là người đứng đầu thế lực nhất lưu, đương nhiên từng gặp qua không ít vũ kỹ linh kỹ, nhưng trường hợp này tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhiều vũ kỹ linh kỹ huyền cấp cao giai, còn có đan dược thất phẩm, sau thoáng do dự An Cát Tú Na cùng nhóm cường giả quy hàng cũng đi tới cạnh bàn kích động lựa chọn. Nhưng dù sao Khấu Phi Yến cũng là phó trưởng môn, có chút câu nệ thân phận nên dằn nén không đi tới, mà ánh mắt Hổ Viêm Thiên Vương cũng nóng cháy, lại ngại thân phận nên không đi qua. Lục Lâm Thiên nhìn thấy phản ứng của họ chỉ cười không nói. Sau một lát, khi nhóm người An Cát Tú Na lựa chọn xong bảo vật, Trịnh Anh bọn họ đều lao tới lựa chọn phần của mình, cũng không ai dám tham lam, phần của họ đã đủ cho họ sử dụng, với tu vi của họ đã đủ dùng. Nhóm người Lưu Kiếm nhìn thấy ưu đãi của Thanh Hỏa lão quỷ bọn họ, trong lòng hâm mộ, phúc lợi của phi linh môn thật quá tốt, nếu gia nhập thời gian càng lâu dài, càng được trưởng môn xem trọng, ưu đãi sẽ càng nhiều. Chư vị đều lựa chọn xong sao? Lục Lâm Thiên hỏi. Đều lựa chọn xong, đa tạ trưởng môn hậu thưởng. Mọi người cung kính hành lễ, kích động nói. Vậy là tốt rồi, bây giờ luận công ban thưởng. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Luận công ban thưởng. Mọi người kinh ngạc, không phải đã phân phối vũ khí cùng đan dược rồi sao, còn ban thưởng vật gì? Lưu Kiếm trưởng lão, lần này ngươi lập công, ta đã nói sẽ luận công mà thưởng, ngươi cầm đi. Một đạo lưu quang bắn ra, rơi lên người Khoái Kiếm Vương, hào quang thu liếm, đó là một thanh kiếm dài 3 xích. Bí văn hiện lên, chân khí sắc bén lan tràn làm cả đại điện khẽ run lên, chân khí bàng bạc nhất thời khuếch tán. Ánh mắt Lưu Kiếm run lên, kích động cầm lấy trường kiếm, tiếng kiếm minh truyền ra,
chân khí sắc bén bạo tuôn, giờ khắc này khí tức của Lưu Kiếm đã khác hẳn lúc trước. Võ linh khí huyền cấp. Các cường giả vừa nhìn thấy lập tức kinh động, thanh kiếm kia là võ linh khí huyền cấp. Lộc Sơn cung phụng, Thanh Hỏa cung phụng, đây là của các ngươi. Hai đạo lưu quang lại rơi vào trước mặt hai người Thanh Hỏa lão quỷ. Võ linh khí thổ hệ huyền cấp. Võ linh khí hỏa hệ huyền cấp. Thanh Hỏa lão quỷ cùng Lộc Sơn lão nhân nhất thời cả kinh, lập tức mừng rỡ như điên. Lưu Tinh Hà trưởng lão, Linh trưởng lão, Phú trưởng lão, Tả trưởng lão, Hoa đường chủ, Hoa phó đường chủ, Âu Dương đường chủ, Khang đường chủ, Úc phó đường chủ, Diệp đường chủ, Diệp phó đường chủ, đây là của các ngươi. Lục Lâm Thiên đánh ra 12 đạo lưu quang, hào quang thu liếm, lộ ra 10 kiện võ linh khí huyền cấp cùng 2 kiện hồn khí huyền cấp. 12 người thu lấy vũ khí trước mặt mình, sắc mặt cực kỳ kích động, ánh mắt không dám tin. Dù Tả Thiên Khung đã có được Thiên La Viêm Võng, nhưng chỉ tới trình tự hoàng cấp mà thôi, trong tay Úc Khánh cũng chỉ có hồn khí hoàng cấp đã luyện chế qua, lúc này lại nhận được hồn khí huyền cấp. Lại xuất ra 12 kiện linh khí huyền cấp, cộng thêm 3 kiện linh khí huyền cấp khác, một màn này làm Đông Vô Mệnh, Bạch Oánh, Hổ Viêm Thiên Vương, Khấu Phi Yến thậm chí là Sát Phá Quân cũng mất bình tĩnh. 15 kiện linh khí huyền cấp, đây là khái niệm gì, dù là Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường cũng tuyệt đối không làm được như vậy. Xung động, mọi người đều bị chấn kinh, Đông Vô Mệnh nhìn Lục Lâm Thiên như gặp quỷ, thật sự không biết tiểu tử này lại phát tài lớn như vậy ở đâu, trên đời này lại có bao nhiêu người làm được như thế. Tương Phó Đường Chủ, Lý Phó Đường Chủ, Lục Lâm Thiên lại gọi tên, tổng cộng là 14 người, trong đó ngoại trừ Tương Viễn Quan cùng Lý Chỉ Chính. Còn có 6 trưởng lão, 6 hộ pháp đều có tu vi vũ xuất, mỗi người lại có một kiện linh khí. Linh khí hoàng cấp. Đều là linh khí hoàng cấp. 14 người thu linh khí vào trong tay, thân hình run lên, đây đều là linh khí, không phải vật bình thường, có bao nhiêu vũ xuất lại có được linh khí như thế. Lúc này toàn bộ mọi người kể cả người quy hàng đã không còn bình tĩnh được nữa, linh khí đối với Lục Lâm Thiên chẳng khác gì binh khí bình thường, căn bản không đáng giá tiền. Lại là 14 kiện linh khí hoàng cấp, lần này đã lấy ra 29 kiện linh khí, thật sự quá kinh khủng. Cô, những người quy hàng không nhịn được hít sâu một hơi lạnh, thanh âm nuốt nước bọt truyền ra. Trương Cung Phụng, đây là của ngươi, xem có thích hợp hay không. Lục Lâm Thiên đánh ra đạo lưu quang, rơi xuống trước người Hổ Viêm Thiên Vương, đó là một chữ vật giới chỉ. Ánh mắt Hổ Viêm Thiên Vương ngẩn ra, trong việc phân chia bảo vật vừa rồi. Trong lòng hắn đã sớm nóng bỏng, khi còn ở Bách Linh Tông, hắn cũng không có được đãi ngộ như vậy. Trong Bách Linh Tông chỉ có một kiện hồn khí hoàng cấp mà thôi, còn nằm trong tay Khấu Phi Yến, hắn là võ giả cũng không thể dùng chung, hơn nữa nghiêm khắc mà nói hắn là tán tu, mặc dù có Bách Linh Tông nhưng thực lực Bách Linh Tông không cách nào ủng hộ đồ vật cho hắn tu luyện, thực lực Vũ Vương thất trọng cần có cấp bậc đan dược ít nhất phải lên tới thất phẩm trung kỳ, cho dù là Khấu Phi Yến cũng không cách nào luyện chế ra. Mà vũ khí huyền cấp sơ giai cũng có một ít, lại không nhiều, vũ khí huyền cấp cao giai căn bản không có. Chỉ có 2 bộ linh khí huyền cấp cao giai. Tiếp nhận chữ vật giới chỉ, Hổ Viêm Thiên Vương vừa dò xét, vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng, bên trong giới chỉ có 5 viên đan dược thất phẩm trung giai, 2 viên cao giai, 3 bộ vũ khí huyền cấp cao giai, quan trọng nhất là còn có một kiện võ linh khí huyền cấp hỏa hệ. Thân hình Hổ Viêm Thiên Vương run lên. Đồ vật trong giới chỉ giá trị vô cùng khủng bố, hắn nhìn Lục Lâm Thiên, hiểu rõ mình đã có ước hẹn với Phi Linh Môn, chỉ ở lại nơi này 10 năm mà thôi, 10 năm sau mình sẽ rời đi, không nghĩ tới Lục Lâm Thiên vẫn tặng cho mình số bảo vật giá trị thế này, đủ chứng tỏ Lục Lâm Thiên thật tâm muốn mình gia nhập Phi Linh Môn. Hổ Viêm Thiên Vương tu luyện được thực lực hôm nay, tâm trí đương nhiên không tầm thường, hắn hiểu rõ ràng Lục Lâm Thiên muốn thu mua hắn, nhưng dùng số bảo vật như vậy thu mua hắn. Đủ đại biểu toàn bộ thành ý của Lục Lâm Thiên. Đa tạ trưởng môn. Hổ Viêm Thiên Vương cúi người thi lễ, không nói thêm lời gì, kỳ thật trong lòng đã sớm có tính toán, nhưng tính toán đã càng thêm kiên định, trong nội tâm hắn đã có một số việc cũng đang thay đổi. Lục Lâm Thiên nhìn Hổ Viêm Thiên Vương, từ trong ánh mắt cảm giác được người này chủ động hành lễ đã chứng tỏ thành ý của mình gây ra hiệu quả, cuối cùng sẽ như thế nào phải xem sau này, nên làm mình đã làm, nếu người này đồng ý ở lại. Tự nhiên là chuyện đáng mừng, nếu không được thì cũng nên buông tha, dù thực lực mạnh mẽ bao nhiêu nhưng lòng không ở lại thì cũng không nên đau lòng. Chư vị, Phi Linh Môn xưa nay có công tất thưởng, có phúc cùng hưởng, gặp nạn cùng chịu,
những kiện võ linh khí này xem như phi linh môn có lời khẳng định đối với chư vị. Lục Lâm Thiên đảo mắt nhìn qua, cuối cùng nhìn qua An Cát Tú Na. Chưa có được võ linh khí, chỉ cần lập công cho phi linh môn, tự nhiên sẽ có khen thưởng. Đa tạ trưởng môn hậu thưởng. Nhóm người Lộc Sơn lão nhân đồng thanh nói. Nhóm cường giả quy hàng tuy không có võ linh khí, nhưng nhìn thấy phi linh môn tài đại khí thô, võ linh khí nhiều vô số, bắt đầu nghĩ làm sao lập công. Theo họ biết Lưu Kiếm mới gia nhập phi linh môn chưa bao lâu, lúc này đã có được võ linh khí huyền cấp, vậy họ cũng làm được. Hiện tại họ đã biết đãi ngộ của phi linh môn, quả thật vượt ngoài tưởng tượng, tài nguyên tu luyện như thế, ngay cả bốn đại sơn môn còn chưa được hào phóng như thế đi. Có cái gì, ta có thể dùng hay không? Thiên Độc Yêu Long buồn bực, nhìn thấy mọi người đều hưng phấn, nhưng hắn là yêu thú, lấy cũng vô dụng, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Độc Long huynh, hình như cũng không có vật gì có tác dụng cho ngươi. Lục Lâm Thiên cười khổ nói, hắn có thật nhiều bảo vật, nhưng không có tác dụng với yêu thú, dù là đan dược cũng chỉ vô ích. Ai? Thiên Độc Yêu Long không khỏi thở dài một hơi. Lục Lâm Thiên mỉm cười đứng dậy, thu lại đồ vật còn lưu trên bàn, sau đó tuyên bố một sự tình, chính là thừa nhận Khấu Phi Yến trở thành phó trưởng môn, Hổ Viêm Thiên Vương là cung phụng, đồng thời để Hắc Hùng cùng Huyết Mị trở thành phó đường chủ yêu đường, hai linh vương Bách Linh Tông cũng gia nhập linh đường. Lục Lâm Thiên luôn có ý định luyện chế yêu linh đan thất phẩm, nhưng linh vương của phi linh môn chỉ có một mình Đông Vô Mệnh, thực lực của người khác không đủ khả năng, mà bây giờ đã có linh vương gia nhập linh đường, phỏng chừng có thể nhanh chóng luyện ra yêu linh đan thất phẩm, như vậy yêu thú thất giai cùng linh thú thất giai đều có thể nhanh chóng đột phá, đại quân yêu thú của phi linh môn sẽ trở thành lực lượng trung kiên của bổn môn. Không ít linh suất mới quy phục đều được an bài vào trong linh đường hỗ trợ. Sau khi an bài xong mọi chuyện Lục Lâm Thiên cho mọi người tán đi, đêm nay ai cũng có được chỗ tốt thật lớn, mặc dù có đại bộ phận người không có được võ linh khí cùng hồn khí, nhưng trong lòng rất rõ ràng chỉ cần lập công cho phi linh môn, ưu đãi tuyệt đối sẽ không thiếu. Lục Lâm Thiên lưu lại sát phá quân, Đông Vô Mệnh, Bạch Oánh, Lục Tiểu Bạch còn có Lưu Nhất Thủ, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long, Thiên Độc Yêu Long. Lục Tiểu Bạch, đây là của ngươi. Trong tay Lục Lâm Thiên hiện ra một võ linh khí huyền cấp hỏa hệ, đây là võ linh khí trường côn màu đỏ đậm, tuyệt đối đã tới gần địa cấp, Lục Lâm Thiên đặc biệt lưu lại cho Lục Tiểu Bạch, mà Lục Tiểu Bạch đã là vũ xuất tứ trọng, vừa rồi khi chọn lựa vũ khí chỉ miễn cưỡng lấy vũ khí huyền cấp trung giai, Lục Lâm Thiên lại cho hắn thêm vài bộ vũ khí huyền cấp cao giai cùng không ít đan dược. Nhưng làm Lục Lâm Thiên ngoài ý muốn chính là Lục Tiểu Bạch chỉ yêu thích linh khí huyền cấp mà thôi. Sau thoáng sửng sốt, hắn lập tức hiểu ý, có lẽ Nam Thúc cũng cho Lục Tiểu Bạch bảo vật, trên người Nam Thúc chỉ có thứ tốt. Lưu Nhất Thủ, người tu luyện như thế nào mà vẫn chỉ có chút thực lực ấy? Lục Lâm Thiên thật bất đắc dĩ, tới bây giờ Lưu Nhất Thủ chỉ mới đột phá vũ phách mà thôi, đây là người có thực lực yếu nhất trong toàn bộ đường chủ cùng trưởng lão phi linh môn. Trưởng môn, thiên phú của ta kém, ta thật sự không dám trông cậy vào việc tu luyện của mình. Lưu Nhất Thủ bất đắc dĩ nói. Nguyên bản hắn gầy như que củi, hiện tại ngày càng béo, cơ hồ biến thành một đoàn thịt mập mạp. Lưu Nhất Thủ, ngươi nên giảm béo. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ trừng mắt nhìn hắn, thực lực người này thật quá thấp, lần trước mặc dù giao cho hắn 5 khôi lỗi, cấp bậc vẫn còn cực thấp, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lục Lâm Thiên lại đem toàn bộ khôi lỗi thu được từ tay thanh niên hoa phục đưa cho Lưu Nhất Thủ, cũng bố trí cả linh hồn ấn ký. 3 bộ khôi lỗi tương đương 3 người có tu vi vũ xuất bát trọng cửu trọng, 3 bộ khôi lỗi lục cấp hậu giai làm Lưu Nhất Thủ mừng như điên. Lục Tiểu Bạch không còn lời để nói, mình vất vả tu luyện cũng không bằng thực lực 3 bộ khôi lỗi trong tay Lưu Nhất Thủ. Lục Lâm Thiên cũng hết cách, đường đường phó đường chủ kim đường, thực lực thấp tới như vậy, thật sự có chút không ổn, vạn nhất gặp phải nguy hiểm thậm chí không có chút lực đối kháng, có được 3 bộ khôi lỗi xem như có chút bảo đảm. Lục Lâm Thiên lại đưa 3 bộ khôi lỗi lục cấp đã luyện chế giao cho Lục Tiểu Bạch, để cho hắn tổ chức hội đấu giá, phỏng chừng sẽ gây ra oanh động không nhỏ. Đông lão, Oánh tỷ, ở đây có chừng 30 kiện linh khí, nếu có tác dụng thì hai người tuyển đi, còn có đan dược, vũ khí, linh khí cũng tự mình tuyển. Lục Lâm Thiên mỉm cười lấy ra một đống chữ vật giới chỉ giao cho hai người. Vẫn còn 30 kiện linh khí. Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh đưa mắt nhìn nhau, hít sâu một hơi. Kinh ngạc nhìn Lục Lâm Thiên, lập tức kiểm tra chữ vật giới chỉ, chẳng những còn thật nhiều đan dược thất phẩm lục phẩm, còn có thật nhiều vũ khí huyền cấp,
tài liệu luyện khí, linh dược luyện đan, mấy chục kiện linh khí, đây chính là đại bảo tàng, thật sự làm hai người như ngừng thở. Tiểu tử, người phát tài ở đâu vậy? Đông Vô Mệnh hỏi. Hắc hắc, vô ý chiếm được mà thôi. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc, lập tức nghiêm mặt nói. Đông lão, oánh tỷ, hôm nay ta phải đi xa một chuyến, ánh mắt của Hắc Sát giáo, Hóa Vũ Tông cùng Lan Lăng Sơn Trang hẳn còn chưa có ý nghĩ đụng tới phi linh môn chúng ta, tạm thời không cần lo lắng, nếu thật sự có việc vậy nếm chút thiệt thòi cũng không sao, chờ ta trở lại tiếp tục an bài, phi linh môn giao cho hai vị. Ngươi lại muốn phủi tay nữa rồi. Bạch oánh nói. Ngươi vừa trở về không bao lâu, lại muốn đi đâu? Trước đi Vân Dương Tông, sau đó đi Đông Hải Ma Vân Thành một chuyến. Lục Lâm Thiên đáp. Lâm Thiên, người đi Ma Vân Thành phải cẩn thận. Sát Phá Quân nói. Sư huynh, chuyện trong phi linh môn còn cần ngươi trấn thủ, vất vả ngươi. Lục Lâm Thiên nói. Ta dự định bế quan một lát, ngươi cứ yên tâm đi. Sát Phá Quân trả lời. Mọi người thương nghị không ít chuyện, sau đó mới rời đi, trong lòng Lục Lâm Thiên cũng đã yên tâm. Hôm sau trong phi linh môn răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt, các đệ tử nếu có thời gian đều quay về bổn môn, không ít thế lực nhị lưu hay nhất lưu có quan hệ thân thiện với phi linh môn đều được mời tới dự lễ. Hôm nay là nghi thức nhập môn của phó trưởng môn cùng không ít trưởng lão phi linh môn, trình độ náo nhiệt thế nào liền có thể nghĩ. Nghe nói trưởng môn Lục Lâm Thiên đã lấy được thứ nhất trong cuộc thi đấu 10 đại cường giả trẻ tuổi tại Cự Giang Thành, một mình đấu 9 người bất bại, còn là linh vũ song tu, khiếp sợ đại lục. Còn có đại tiểu thư phi linh môn Lục Tâm Đồng đâu, cũng là người bài danh thứ 3 trong 10 đại cường giả trẻ tuổi, nghe đồn còn chưa đầy 18 tuổi, là Lục Tâm Đồng dẫn đầu tiêu diệt ma tâm cốc, phi linh môn đúng là nơi nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Hiện tại phi linh môn đã đem tuyệt đại bộ phận thế lực nhất lưu cổ vực thu thập, không biết bước tiếp theo lại có hành động gì, nghe nói Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông cùng Hắc Sát giáo đã an bài vòng vây với phi linh môn. Bốn đại sơn môn tuy lợi hại, nhưng phi linh môn cũng không phải ngồi không, Sát Phá Quân đã là vũ tôn, nghe đồn còn có cường giả linh tôn chấn thủ, ta thật không tin ba đại sơn môn kia dám tùy tiện động phi linh môn. Đương nhiên là không dám tùy tiện, ngươi đừng quên quan hệ giữa linh thiên môn, Vân Dương Tông với Lục Lâm Thiên thật sự không đơn giản a. Trong đám người, Giao Hải Thành Lưu gia cũng ở bên trong, mà Lục Tiểu Bạch đang bồi bên cạnh một nữ tử tuyệt mỹ, vẻ mặt nàng sáng sủa, khôn khéo. Đây chính là đại tiểu thư Lưu gia đã bị Lục Tiểu Bạch chung ý, nhưng với địa vị hiện tại của Lục Tiểu Bạch trong phi linh môn, xem như tuyệt đối xứng đôi với nàng. Ngày lành tháng tốt đã tới, các cường giả phi linh môn liền lộ diện, mỗi người ăn mặc lộng lẫy, tinh thần sáng lạn, chỉ nói các thế lực cùng đại gia tộc tới xem lễ đã lên tới mấy ngàn người. Ra mắt trưởng môn. Khi thân ảnh Thanh Y xuất hiện, toàn bộ đệ tử phi linh môn liền hành lễ, thanh âm quanh quẩn giữa không trung. Những người tới xem lễ đều bị áp chế trong vô hình, không ít nữ đệ tử đến từ các thế lực nhị lưu hay tam lưu đều lộ vẻ nóng cháy. Lục Lâm Thiên phát biểu vài câu ngắn gọn, bắt đầu nghi thức nhập môn, Hổ Viêm Thiên Vương trở thành cung phụng, Khấu Phi Yến trở thành phó trưởng môn, tiếp theo là An Cát Tú Na cùng nhóm người Khoái Kiếm Vương. Nhìn thấy lại có nhiều cường giả gia nhập phi linh môn, các thế lực tới xem lễ đều cực kỳ rung động, thực lực bây giờ của phi linh môn đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Nghi thức kéo dài tới buổi trưa mới kết thúc, phi linh môn lại mời người tới xem lễ dự tiệc chiêu đãi. Bên trong phi linh môn phi thường náo nhiệt, mãi tới hôm sau khách nhân mới lục tục rời đi. Sáng hôm sau, Lục Lâm Thiên từ trong trạng thái lĩnh ngộ tỉnh lại, khóe môi mỉm cười, hiển nhiên tiến bộ không nhỏ. Trưởng môn, có người tới tìm ngươi. Bạch Toa Toa đi tới, cung trang màu đỏ bó sát người, chân mang ủng ra bó sát làm thân hình càng thêm hấp dẫn. Ai tìm ta? Lục Lâm Thiên ngẩng đầu hỏi, nhìn nha đầu này không còn giống như tiểu cô nương đơn thuần ngày trước. Không biết, hình như là hai thiếu nữ, có một người tên là Hoàng Đan. Bạch Toa Toa nghĩ nghĩ nói. Tới rồi sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày, người của Hoàng gia tới thật nhanh. Trưởng môn, hai thiếu nữ kia rất xinh đẹp, chẳng lẽ có quan hệ với ngươi sao? Bạch Toa Toa hỏi. Lục Lâm Thiên sửng sốt, cười thật tà khí. Toa Toa, hiện tại ngươi biết ý tứ quyển quyển xoa xoa rồi sao? Trưởng môn, ngươi lại giễu cợt ta. Bạch Toa Toa thẹn thùng nhìn Lục Lâm Thiên, lập tức rời đi. Ha ha! Lục Lâm Thiên cười ha ha đi thẳng tới đại điện. Trong đại điện có vài người đang ngồi,
Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, Hoa Mãn Ngọc đều có mặt, mà ba người khác bộ dáng phong trần mệt mỏi, chính là Hoàng Đan, Hoàng Hân cùng Hoàng Chí Lương. Từ Cự Giang Thành trở lại Vạn Hạp Thành, Hoàng gia lập tức xử lý toàn bộ cửa hàng gia sản, lập tức khởi hành đi Phi Linh Môn, cả tộc di chuyển ước chừng tới hơn ngàn người, không ít trưởng lão không đồng ý, nhưng Hoàng Đan cùng Hoàng Chí Lương đã quyết định, nếu không muốn đi thì cứ tiếp tục lưu lại Vạn Hạp Thành, cuối cùng không còn ai kiên trì, đành đi theo mọi người. Hoàng gia vừa tới Phi Linh Môn, còn chưa kịp ổn định tộc nhân, ba người Hoàng Đan đã lập tức tới cửa. Không nghĩ tới Hoàng gia chủ tới nhanh như vậy. Lục Lâm Thiên vào đại điện liền nói. Ra mắt Lục trưởng môn. Ba người Hoàng gia hành lễ, Hoàng Đan mỉm cười, nói. Trưởng môn, đành phải làm phiền ngươi. Không phiền toái. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Không biết Hoàng Đan cô nương dự tính ổn định Hoàng gia ở nơi nào? Ở Hoa Môn Thành được chứ? Hoàng Đan nói, Hoa Môn Thành chính là đại bản doanh của Phi Linh Môn, mức độ phồn hoa đã vô cùng khủng bố. Hoàng Đan đã tìm hiểu qua, ở trong Hoa Môn Thành có Phi Linh Môn, trừ phi Phi Linh Môn biến mất, bằng không các thế lực cùng gia tộc bình thường không thể đi vào Hoa Môn Thành. Hoa Phó Đường Chủ, việc của Hoàng gia ngươi hỗ trợ an bài, hết thảy dựa theo ý tứ của Hoàng Đan cô nương đi. Lục Lâm Thiên lập tức nhìn Lục Tiểu Bạch cùng Lưu Nhất Thủ nói. Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan cô nương cũng là trưởng lão Phi Linh Môn, sau này sẽ tới Kim Đường hỗ trợ, các ngươi không được lãnh đạm. Dạ, trưởng môn. Ba người đáp, trong lòng đều kinh ngạc, được trưởng môn an bài như thế, quan hệ giữa Hoàng gia cùng trưởng môn thật không đơn giản. Đa tạ trưởng môn. Hoàng Đan mỉm cười, những động tác gần đây của Phi Linh Môn nàng đều nghe nói qua. Lần này cả tộc di chuyển về công 24 nàng đều lựa chọn không sai. Hàn huyên một lúc, Lục Lâm Thiên rời đi, mà ba người Hoàng gia còn cần dàn xếp ngàn tộc nhân đi theo, đi cùng Hoa Mãn Ngọc an bài tới Hoa Môn Thành. Tiểu Bạch, hai vị tiểu thư của Hoàng gia thật sự không sai, đặc biệt là Hoàng đại tiểu thư Hoàng Đan, rất mê người. Trong đại điện, Lưu Nhất Thủ nuốt nước bọt híp mắt nói. Ta lại cảm thấy Hoàng Hân tiểu thư đẹp hơn. Lục Thiếu Bạch nhận chân nói, đột nhiên ngẩn ra. Ban tử, người đừng nghĩ ngợi, người không nhìn qua quan hệ giữa Hoàng gia tỷ muội cùng công tử không tầm thường sao, vạn nhất cho nên người đừng nghĩ nhiều, bằng không công tử sẽ đem người ngũ mã phân thây. Tiểu Bạch, ý của ngươi là hai vị Hoàng gia tiểu thư đều là nữ nhân của trưởng môn hay sao, vậy không phải là trưởng môn phu nhân sao? Trong mắt Lưu Nhất Thủ toát ra tinh quang, trên trán tuôn mồ hôi lạnh. Nữ nhân của trưởng môn hắn cũng không dám động, nhìn cũng không dám, cũng may hắn còn chưa nghĩ ngợi lung tung. Hẳn còn chưa phải. Lục Tiểu Bạch nói. Nhưng ta xem công tử tuyệt đối có quan hệ với Hoàng gia tiểu thư. Chẳng lẽ cả hai tỷ muội đều có quan hệ với công tử à? Lưu Nhất Thủ híp mắt tà ác nói. Vậy thì có sao, công tử chính là cái đồ gà mờ. Anh minh uy phong nhất, Hoàng gia tỷ muội tuyệt đối có ý tưởng với công tử. Lục Tiểu Bạch cười hắc hắc nói, hai người cùng lộ nụ cười đáng khinh. Vào đêm, hàn ý dần dần lan tràn, thân ảnh Lục Lâm Thiên đi tới mật thất đại điện. Lâm Thiên, lần này ngươi đi Đông Hải Ma Vân Thành, hết thảy phải cẩn thận, cường giả Ma Vân Thành không ít, còn khá hỗn loạn, mặc dù thực lực ngươi không xem là quá yếu, nhưng không được khinh thường. Nam Thúc nói, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được thể hiện, cường giả Ma Vân Thành không ít đâu. Ta sẽ chú ý. Lục Lâm Thiên đáp, nhìn thân ảnh hư ảo của Thánh Thủ Linh Tôn nói. Lần này đi Ma Vân Thành, sư phụ còn có chuyện gì cần đệ tử đi làm? Việc thứ nhất là phục chế một phần thiên linh lục giao cho Đoan Mộc gia tộc, suốt mấy ngàn năm nay không biết họ thế nào, nếu cần ngươi giúp đỡ thì giúp một phần. Thánh Thủ Linh Tôn nói. Đệ tử hiểu được. Lục Lâm Thiên gật đầu, việc này lúc còn ở Vũ Đô Sơn Mạch sư phụ đã từng nhắc nhở qua. Còn có một việc, trong chữ vật giới chỉ ta đưa cho ngươi có một khối lệnh bài còn lưu giữ đi. Thánh Thủ Linh Tôn hỏi. Sư phụ, là lệnh bài này phải không? Lục Lâm Thiên đưa ra khối lệnh bài giống bách thú lệnh của bách thú cốc như đúc. Đúng rồi, chính là vật này. Thánh Thủ Linh Tôn mỉm cười nói. Sư phụ, lệnh bài này giống bách thú lệnh của bách thú cốc như đúc, chẳng lẽ ngài có quan hệ với bách thú cốc sao? Lục Lâm Thiên chợt hỏi. Bách thú cốc, Thánh Thủ Linh Tôn giống như đang suy tư, nhíu mày nói. Ta nhớ ra rồi, người nói chính là bách thú cốc của Hoa Gia huynh muội đi,
Vài ngàn năm trước Bách Thú Cốc là một phân đà của Thánh Linh Giáo tại cổ vực, thiếu chút nữa đã quên mất. Sư phụ, vậy ngài cùng Thánh Linh Giáo? Lúc trước là ta cùng vài bằng hữu âm thầm thành lập Thánh Linh Giáo, thực lực cũng không yếu. Thánh Thủ Linh Tôn khẽ mỉm cười nói. Ta nhớ được ngươi cũng biết một ít tin tức về Thánh Linh Giáo từ người của Bách Thú Cốc, lần này đi Đông Hải Ma Vân Thành chuyện ta muốn ngươi làm cũng có quan hệ với Thánh Linh Giáo. Nguyên lai Đoan Mộc Huynh là giáo chủ Thánh Linh Giáo. Ánh mắt Nam Thúc ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Thánh Thủ Linh Tôn, khẽ thở dài nói. Nam Thúc, ngài cũng biết Thánh Linh Giáo. Lục Lâm Thiên tò mò hỏi. Nam Thúc nhìn hắn, nói. Vài ngàn năm trước, thực lực Đông Hải Ma Vân Thành đâu chỉ có tứ các tứ đảo như hiện tại, lúc ấy tổng cộng có tứ các tứ đảo Nhất Bang Nhất Môn, ngoại trừ tứ các tứ đảo, còn có Hải Long Môn cùng Khánh Thủy Bang, thế lực chỉ kém hơn một chút mà thôi. Nhưng về sau bị một cỗ thế lực thần bí tiêu diệt trong vòng một tháng, nghe lời đồn đãi là do Thánh Linh Giáo gây nên, nhưng chuyện mấy ngàn năm trước ta chỉ vô ý nghe được một lão quỷ kể lại, có phải như vậy hay không thì không biết được. Thực lực Thánh Linh Giáo mạnh như vậy. Lục Lâm Thiên ngây người. Ngươi cũng biết Thánh Linh Giáo sao, suốt mấy ngàn năm thật không biết Thánh Linh Giáo thế nào. Thánh Thủ Linh Tôn nhìn Nam Thúc, mỉm cười nói. Không nghĩ tới chuyện mấy ngàn năm trước lại vẫn còn người nhớ rõ, lúc trước đúng là do Thánh Linh Giáo diệt Hải Long Môn cùng Khánh Thủy Bang, hai lão gia hỏa của hai môn phái kia cầu ta luyện chế hộ sơn đại trận, sau khi luyện thành lại tiếc rẻ thù lao, ta giận dữ liền đem bọn hắn tiêu diệt, nhưng Thánh Linh Giáo trả giá không ít, khôi lỗi do ta luyện chế cùng yêu thú bị khống chế hầu như tiêu vong không còn. Lời vừa dứt cả Nam Thúc lẫn Lục Lâm Thiên đều ngẩn người, Thánh Thủ Linh Tôn nói vài câu thật nhẹ nhàng. Nhưng trong lòng Lục Lâm Thiên có thể tưởng tượng được cảnh tượng kia kinh thiên động địa như thế nào. Không biết gần đây có tin tức về Thánh Linh Giáo hay không? Thánh Thủ Linh Tôn hỏi. Ta chỉ nghe nói qua mà thôi, đã vài chục năm không ra bên ngoài, không biết nhiều lắm, nhưng có thể khẳng định một điều, Thánh Linh Giáo vẫn còn tồn tại, nhưng người biết họ chỉ sợ cực nhỏ. Nam Thúc nói. Phỏng chừng là do Thánh Linh Giáo không còn được như xưa đi, lúc trước có vài bằng hữu. Đã qua hơn 5.000 năm, phỏng chừng đều đã chết, trừ phi đột phá tới võ đế cùng linh đế. Thánh Thủ Linh Tôn nói, nhìn Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, lần này ngươi đi Ma Vân Thành, đi tiếp quản Thánh Linh Giáo trước đi, sau này ngươi chính là giáo chủ đời thứ hai của Thánh Linh Giáo. Cái gì? Lục Lâm Thiên sửng sốt. Mặc dù thực lực của ngươi còn yếu một chút, nhưng ta chỉ có một đệ tử là ngươi, Thánh Linh Giáo đương nhiên là của ngươi, nếu Thánh Linh Giáo còn thực lực ngày trước. Cũng không cần lo lắng người của bốn đại sơn môn, nhưng ngươi đừng nghĩ quá nhiều, hiện tại chỉ sợ Thánh Linh Giáo cũng có không ít phiền toái, mấy ngàn năm không có giáo chủ, chỉ sợ đã chia thành năm bè bảy mảng, ban đầu khi ta rời đi, đã phong ấn toàn bộ tài nguyên tu luyện trong mật thất, suốt mấy ngàn năm nay không đủ tài nguyên, phỏng chừng tình huống thế nào cũng nghĩ ra được. Thánh Thủ Linh Tôn nói, Lục Lâm Thiên cười khổ, không nghĩ tới sư phụ muốn hắn đi tiếp quản Thánh Linh Giáo. Thật sự vượt ngoài ý liệu. Đoan Mộc Huynh, để tiểu tử này tiếp nhận Thánh Linh Giáo, chỉ sợ không có mấy người sẽ chịu phục đi. Nam Thúc nhíu mày nói. Ta không biết hiện tại trong Thánh Linh Giáo có những người nào, nhưng với thực lực của Lâm Thiên chỉ sợ không mấy người hàng phục, nhưng có chút thủ đoạn có thể khắc chế, về phần có thể tiếp quản hay không, phải xem bản lĩnh của hắn. Thánh Thủ Linh Tôn nói. Sư phụ, có ngài đi theo bên người. Muốn tiếp quản Thánh Linh Giáo không có vấn đề gì lớn chứ? Lục Lâm Thiên hỏi. Lần này ta không đi với ngươi, ta cùng Nam Thúc cần nghiên cứu phương pháp điều hòa hổ âm yêu tinh cùng Long Dương Linh Quả, ngươi lưu lại Linh Ngọc Sàng, một mình ngươi đi Ma Vân Thành, trong mật thất Thánh Linh Giáo còn có hổ âm yêu tinh, chỉ cần dùng lệnh bài giáo chủ cùng phối hợp với lệnh bài bốn đại trưởng lão mới có thể mở cửa mật thất, bên trong ngoại trừ không có thần khí, thu hoạch chỉ sợ còn nhiều hơn ngươi lấy được trong huyền thiên bí cảnh. Thánh Thủ Linh Tôn nói, Lục Lâm Thiên sửng sốt, một mình đi Thánh Linh Giáo, muốn họ thần phục mình thật không khả năng, nhưng nghe nói trong Thánh Linh Giáo còn bảo tàng, trong lòng hắn lập tức mong đợi, bảo tàng còn nhiều hơn cả huyền thiên môn, tuyệt đối là khủng bố. Tóm lại ngươi phải cẩn thận. Thánh Thủ Linh Tôn nói, Thánh Thủ Linh Tôn kể lại không ít chuyện liên quan tới Thánh Linh Giáo, lúc trước những người có thực lực mạnh nhất trong giáo ngoại trừ Thánh Thủ Linh Tôn. Còn có hai cường giả linh tôn lục trọng, một cường giả vũ tôn thất trọng, một vũ tôn bát trọng chấn thủ, mặt khác còn có vũ tôn linh tôn đê giai không ít, hơn 10 vũ vương linh vương, yêu thú linh thú thất giai trên trăm,
Khôi lỗi thất giai càng không cần nói, thực lực như vậy làm Lục Lâm Thiên trợn mắt cứng lưỡi, đem phi linh môn so sánh, quả thật cái rắm cũng không phải. Nghe xong lời dặn dò của sư phụ, đã qua nửa đêm, Lục Lâm Thiên cũng đã biết không ít chuyện về Thánh Linh giáo cùng Đoan Mộc gia tộc. Lâm Thiên, lần này ngươi đi Đông Hải Ma Vân Thành, phỏng chừng thời gian không ngắn, lấy ra tinh nguyệt thiên sát đại trận, ta giúp ngươi bố trí, như vậy ngươi có thể yên tâm. Dặn dò xong Thánh Thủ Linh Tôn lại nói. Vất vả sư phụ. Lục Lâm Thiên cũng không khách khí, hắn đã có quyết định này, bây giờ hoàn thành cũng yên tâm hơn. Mãi tới giờ tí, bên trong phi linh sơn mạch, ánh trăng như nước trải dài khắp núi non, vài thân ảnh xuất hiện, chính là Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Nam Thúc, Sát Phá Quân cùng linh hồn thể của Thánh Thủ Linh Tôn. Sư phụ, sát khí trong tinh nguyệt thiên sát đại trận đã tiêu tán, còn có thể phát huy ra uy lực của nó sao? Lục Lâm Thiên lăng không đứng thẳng, hỏi. Tinh nguyệt thiên sát đại trận là do tinh nguyệt đại trận cùng thiên sát đại trận tạo thành, công thủ có đủ, còn có thể tự mình thành trận, mà tinh nguyệt đại trận là trận pháp phòng ngự, thiên sát đại trận là công kích, phân biệt lấy tinh nguyệt lực cùng sát khí thúc dục. Tinh nguyệt đại trận vô tình phù hợp thiên lang phá nguyệt, hai bên vòng vòng đan xen, luận phòng ngự trong thiên hạ khó có đại trận so sánh được với nó, mà thiên sát đại trận dựa vào sát khí thúc dục, sau khi bố trí đại trận sẽ tự động hấp thu sát khí hội tụ. Người cũng có thể thu thập hài cốt chuyển vào phi linh sơn mạch, như vậy sát khí tới càng nhanh hơn. Nói xong, thân hình hư ảo của Thánh Thủ Linh Tôn kết xuất thủ ấn, vài đạo lưu quang đánh ra, lướt qua bầu trời đêm yên tĩnh, biến mất khắp cả phi linh sơn mạch. Oanh long long. Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, cả không gian phi linh môn lung lay như sắp đổ, trong không gian đột ngột xuất hiện thật nhiều năng lượng quang quyển, hô ứng cùng ánh trăng trên bầu trời, cực kỳ huyền ảo. Người của phi linh môn đều bị kinh động, chân khí không ngừng phóng lên cao. Toàn bộ đệ tử phi linh môn không cần kích động, đang bày trận, ở yên trong phòng đừng ra ngoài. Thanh âm Lục Lâm Thiên vang vọng khắp sơn môn, vừa nghe tiếng của hắn mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại. Giữa không trung, ánh trăng lưu chuyển, năng lượng quang quyển ngày càng chói mắt, cả không gian đột nhiên sáng ngời. Thánh Thủ Linh Tôn không ngừng đánh ra thủ ấn, mỗi thủ ấn đều kéo theo thiên địa năng lượng, lưu quang bạo lướt, thân hình của hắn lại càng thêm mơ hồ. Oanh long long, cả không gian lung lay sắp đổ, ánh trăng bao phủ, trong phạm vi ngàn dặm có một cỗ năng lượng vô hình lan tràn, đem ánh trăng tụ tập, cả phi linh môn tràn ngập ánh trăng, quầng sáng dâng lên, diện tích càng lúc càng lớn, xen lẫn thiên địa năng lượng dày nặng, giống như một tầng cương cháo bao phủ xuống dưới. Bên ngoài ngàn dặm không gian đột nhiên tối đen, thiên địa hoàn toàn tăm tối, năng lượng dao động vô hình khiến mặt đất chao đảo, dã thú kinh hãi chạy trồm, mặt nước nổi lên sóng to gió lớn, nhất thời làm vô số người kinh hãi. Không ít cường giả nhìn về phương xa, đó chính là phương hướng của phi linh môn, chỉ thấy bên cạnh vụ đô sơn mạch có một mảnh quang trụ phóng lên cao, ánh trăng đầy trời nhưng không thể tiết lộ ra ngoài, làm cả thiên địa biến sắc. Oanh long long. Trong ngàn dặm địa bàn phi linh môn không ngừng chấn vang, năng lượng hô ứng cùng vầng trăng trên bầu trời, bao phủ cả không gian. Một đạo quang quyển khổng lồ từ trên 9 tầng trời bao trùm xuống phạm vi ngàn dặm bên dưới, từng thân ảnh vội vàng nhảy ra ngoài thoát thân. Oanh long long. Cường quang phóng lên thiên không, dao động thiên địa năng lượng, cả phi linh môn đột nhiên biến mất không còn nhìn thấy, giống như chưa từng xuất hiện qua bao giờ. Hết thảy cảnh tượng này chỉ có Sát Phá Quân, Lục Lâm Thiên, Tiểu Long còn có Nam Thúc chứng kiến. Tinh Nguyệt Thiên Sát Đại Trận thật là lợi hại. Nam Thúc lộ vẻ khiếp sợ, Sát Phá Quân trợn mắt cứng lưỡi. Mở. Thánh Thủ Linh Tôn phất tay đảo qua, phi linh môn đột nhiên xuất hiện. Lục Lâm Thiên trợn mắt há hốc mồm, Tinh Nguyệt Thiên Sát Đại Trận thật sự quá mức khủng bố, có trận pháp này làm hộ sơn đại trận, hắn có thể hoàn toàn yên tâm, dù là Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang cùng Hắc Sát Giáo muốn đối phó phi linh môn, cũng không cần quá sợ hãi, trừ phi bọn hắn muốn hoàn toàn tiêu diệt, nhưng chỉ sợ Vân Dương Tông cùng Linh Thiên Môn sẽ nhận được tin tức, tới lúc đó ba sơn môn kia nhiều ít có chút băn khoăn. Đoan Mộc Huynh, ngươi nhanh nghỉ ngơi, tiêu hao quá nhiều sẽ ảnh hưởng việc ngươi khôi phục ngày sau. Nam Thúc lên tiếng. Lục Lâm Thiên quay đầu nhìn lại, liền thấy thân hình sư phụ hư ảo như lá mỏng, chân khí uể oải hơn không ít. Bố trí tinh nguyệt thiên sát đại trận tiêu hao thật không bình thường, gánh không được. Vẻ mặt Thánh Thủ Linh Tôn lộ vẻ cười khổ, lập tức nói. Vì tiểu tử ngươi, linh hồn thể của ta tiêu hao quá nhiều lần.
Đệ tử hổ thẹn, vất vả sư phụ. Lục Lâm Thiên hành lễ nói. Được rồi, ta cần phải nghỉ ngơi, ngươi đi Ma Vân Thành tự mình cẩn thận, những gì ta dặn ngươi nhớ kỹ là tốt rồi. Thánh Thủ Linh Tôn nói. Đệ tử nhớ kỹ. Lục Lâm Thiên gật đầu. Hôm sau, vài đầu yêu thú phi hành lục giai khổng lồ vỗ cánh lên không, biến mất giữa không trung. Sáu đầu yêu thú phi hành lướt nhanh, đi đầu chính là Thiên Sĩ Tuyết Sư, năm đầu còn lại là yêu thú lục giai của yêu đường. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Thiên Độc Yêu Long, Hắc Hùng, Huyết Mị, Khoái Kiếm Vương, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Hoàng Phủ Kỳ Tùng, bốn vũ vương của Song Đao Môn, Mã An Cát Tú Na, hai linh vương Bách Linh Tông cùng Khấu Phi Yến lưu lại trong Phi Linh Môn. Trên lưng năm đầu yêu thú phía sau cũng có 500 đệ tử võ đường, khí thế bất phàm, mỗi đệ tử đều là tinh anh, làm người ta không dám khinh thường. Trưởng môn, lần này võ đường cần đi chấp hành nhiệm vụ gì? Hoàng Phủ Kỳ Tùng hỏi, cho tới bây giờ hắn cũng chỉ biết lần này Lục Lâm Thiên muốn đi Vân Dương Tông mà thôi. Đi Hạo Dương Thành, diệt Triệu gia. Lục Lâm Thiên khoanh tay đứng thẳng, sát ý lan tràn, ai cũng suy đoán chỉ sợ Triệu gia là cửu nhân của trưởng môn. Bởi vì chưa từng nhìn thấy trưởng môn lại có sát ý lớn như vậy bao giờ. Trưởng môn, Hạo Dương Thành là địa bàn của Vân Dương Tông, chúng ta đi tiêu diệt Triệu gia, Vân Dương Tông có gây phiền toái hay không? Lúc này cũng chỉ có Thanh Hỏa Lão Quỷ lên tiếng hỏi. Không cần băn khoăn Vân Dương Tông, lần này không ai cứu được Triệu gia. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm. Triệu Vô Cực, lão cẩu ngươi chờ đó cho ta, lần này ta nhất định lấy mạng chó của ngươi. Sau một lát, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh ngộ phong thuộc tính, gió lớn không ngừng gào thét lướt qua, muốn lĩnh ngộ phong hệ sẽ có kết quả rất tốt. Bên trong một đình viện yên tĩnh, một tử bào lão giả thân hình cao lớn, vẻ mặt âm lệ khoanh chân ngồi, người này chính là Triệu Vô Cực. Hô hô, thở ra một hơi chọc khí, Triệu Vô Cực mở mắt, khí tức cũng đã lên tới vũ vương nhất trọng. Gần đây sao lại thế này, cảm giác tâm thần không yên. Triệu Vô Cực lẩm bẩm, sắc mặt hiện vẻ hồ nghi, lập tức híp mắt, lạnh lẽo nói. Lục Lâm Thiên, cho dù ngươi là người đứng đầu 10 đại cường giả trẻ tuổi thì thế nào, làm trưởng môn phi linh môn thì sao, còn là linh vũ song tu, nhưng chỉ cần ta ở trong Vân Dương Tông, ta cũng không tin ngươi dám động ta. Nhớ tới Lục Lâm Thiên, Triệu Vô Cực không khỏi nghiến răng nghiến lợi, mỗi lần nghe được tin tức của Lục Lâm Thiên, đều làm tim hắn như bị đao cắt. Tạp chủng kia không nghĩ tới đi cổ vực càng hỗn càng tốt, còn trở thành con rể linh thiên môn, lại là trưởng môn phi linh môn nổi bật gần đây. Nghe lời đồn đãi trong phi linh môn thậm chí còn có linh tôn cùng vũ tôn chấn thủ. Năm đó băng mộc vương giả sát phá quân lúc này cũng ở phi linh môn, vừa nghe được tin Lục Lâm Thiên trở thành người đứng đầu 10 đại cường giả trẻ tuổi. Còn là linh vũ song tu, Triệu Vô Cực tức giận tới đập vỡ toàn bộ đồ vật trong phòng. Nhìn thấy người mình hận nhất đã trở nên cường đại tới mức bản thân mình chỉ có thể nhìn lên, trong lòng hắn oán hận thế nào liền có thể nghĩ. Nhớ tới con, cháu trai, con gái đều bị Lục Lâm Thiên giết chết, càng nghĩ càng giận, sắc mặt Triệu Vô Cực tràn đầy hận ý, nhưng cũng không thể tránh được, nghiến răng nói. Lục Lâm Thiên, ta nhất định sẽ không bỏ qua tên tạp chủng như ngươi, nếu có cơ hội, ta sẽ khiến cho ngươi trả giá thảm trọng. Trên Vân Dương Tông, núi non chập trùng liên miên. Đã đầu mùa xuân, đỉnh núi xanh sương mù bao phủ, từ xa nhìn lại giống như bức tranh sơn thủy tuyệt mỹ. Trên một đỉnh núi cao ngất, có một đình viện tinh xảo, trong đình viện có 5 thân ảnh, chính là Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, Lục Trung còn có La Lan Thị, cùng nha hoàn bên cạnh Vân Hồng Lăng. Vân Hồng Lăng đứng bên cạnh La Lan Thị kể lại tin tức tại Cự Giang Thành, hết thảy mọi chuyện quan hệ tới Lục Lâm Thiên, La Lan Thị mỉm cười, có vẻ vừa mừng vừa sợ. Nương. Lần này Lâm Thiên lấy được vị trí đứng đầu trong 10 đại cường giả trẻ tuổi đâu, 30 năm trước cha con chỉ lấy được thứ hai. Vân Hồng Lăng kéo tay La Lan Thị thân mật nói. Vậy sao, chỉ cần lần này các con không sao, mẹ yên tâm rồi. La Lan Thị mỉm cười nói. Không nghĩ tới thực lực của Lâm Thiên đã tiến bộ nhanh như vậy, còn là linh vũ song tu trong truyền thuyết, muội sinh đứa con trai giỏi. Lục Trung cảm thán. Không phải cũng là của huynh sao? La Lan Thị mỉm cười hỏi. Phải rồi mẹ, thực lực của Tâm Đồng cũng rất lợi hại đâu, chưa đầy 18 tuổi đã tới linh vương nhất trọng, lần này còn lấy được vị trí thứ ba, thực lực còn mạnh hơn con cùng Vô Song tỷ. Vân Hồng Lăng nói.
Con nói nghĩa nữ của mẹ sao, đã nhiều năm như vậy không gặp nàng, thật sự nhớ quá. Ánh mắt La Lan Thị lộ vẻ chờ mong, hỏi. Đúng rồi, Lâm Thiên có nói khi nào mang Tâm Đồng trở về hay không? Mẹ, Lâm Thiên nói gần đây sẽ trở lại, lúc đó Tâm Đồng cũng về thăm mẹ. Lục Vô Song chậm rãi đi tới, khí chất thanh nhã không mấy người có thể so sánh. Có các con, đời này của mẹ đã không còn tiếc nuối. La Lan Thị nhìn hai con dâu, nghĩ cuộc sống gần đây, tất cả mọi chuyện giống như đang nằm mơ, so sánh với ngày trước cách biệt một trời, xem như đã không còn gì đáng mong ước. Không biết có điều tra ra được cha mẹ ruột của mình là ai không, nếu đang tìm mình, hẳn ngày xưa cũng sẽ không cố ý vứt bỏ, không biết cuộc sống hiện giờ của họ ra sao, họ có hình dáng như thế nào. Ánh mắt Lục Vô Song mờ ảo nhìn ra phương xa. Trên bầu trời, vài đạo lưu quang cấp tốc lướt qua không trung, đó là vài đầu yêu thú phi hành khổng lồ, đi đầu là một yêu thú màu trắng, chính là Thiên Sĩ Tuyết Sư. Hô! Lục Lâm Thiên thở ra một hơi chọc khí, trong mắt bắn ra tinh mang. Trưởng môn, phía trước không xa chính là Hạo Dương Thành. Thanh âm Lộc Sơn lão nhân truyền tới, lúc này đã sớm xuyên qua Vụ Đô Sơn Mạch, tốc độ cũng rất nhanh. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm kiến trúc liên miên trước mắt. Tính thời gian cũng đã qua nửa tháng, từ cổ vực Phi Linh Môn xuyên qua Vụ Đô Sơn Mạch đi tới Hạo Dương Thành của Vân Dương Tông, nếu là yêu thú tam giai tứ giai cũng mất gần 2 tháng thời gian, mà lục giai chỉ dùng nửa tháng cũng đã tới. Sắp tới rồi sao? Lục Lâm Thiên lẩm bẩm, thở sâu một hơi, sát khí lan tràn, món nợ kéo dài nhiều năm lần này nên tính cho xong. Hạo Dương Thành nằm trong thế lực của Vân Dương Tông, là một đại thành gần biên cảnh, giáp giới với Thiên Kiếm Môn. Dân cư cực kỳ đông đúc, lại là vị trí của hai thế lực lớn cạnh nhau, vì thế càng thêm phồn hoa. Triệu gia trong Hạo Dương Thành là thế lực cường thế nhất, dù mấy năm trước Triệu gia gặp phải đả kích nặng trong Thanh Vân Trấn, chết hơn phân nửa, thế lực giảm mạnh, mà Triệu gia huynh đệ đều bị đánh chết, nhưng vẫn không có ai dám động Triệu gia, bởi vì Triệu Vô Cực còn sống, vẫn là trưởng lão Vân Dương Tông, vì vậy mấy năm nay Triệu gia khôi phục không ít thực lực. Trong Hạo Dương Thành, Triệu gia cơ hồ lũng đoạn toàn bộ ngành sản xuất, là nhất bá trong thành, thậm chí người của Vân Dương Tông cũng không dám làm gì Triệu gia, bởi vì Triệu Vô Cực là trưởng lão Vân Dương Tông. Nơi địa phương phồn hoa nhất Hạo Dương Thành, đình viện Triệu gia chiếm diện tích thật lớn, có quảng trường mênh mông, mặt đất quảng trường trải đá phiến sáng bóng có thể chứng kiến cả bóng người, đủ chứng tỏ địa vị của Triệu gia trong Hạo Dương Thành. Giờ phút này đã là giữa trưa, trong Hạo Dương Thành dòng người như mắc cửi, vô cùng náo nhiệt. Nhưng đúng ngay lúc này vài đầu yêu thú phi hành khổng lồ từ ngoài thành bay tới, căn bản xem thường cảnh cáo không cho yêu thú phi hành vào thành, thanh âm yêu thú vỗ cánh như cuồng phong gào thét lướt qua, không ít người trong thành đều ngẩng đầu lên bầu trời quan sát. Xuất hiện trước mắt mọi người là 6 yêu thú phi hành khổng lồ, đi đầu là một yêu thú trắng như tuyết, chân khí làm người áp lực, hai cánh vỗ mạnh đẩy khai cả không gian ba văn khuếch tán. Trời ạ, đó là yêu thú lục giai. Toàn bộ đều là yêu thú lục giai, sao lại nhiều như vậy? Đó là ai, hình như muốn đi vào Hạo Dương Thành. Trong Hạo Dương Thành, không ít đệ tử Vân Dương Tông nhìn thấy 6 yêu thú khổng lồ trên bầu trời, sắc mặt đại biến, nhìn thấy có người tự tiện xông vào Hạo Dương Thành, vốn định đuổi theo, lại có người kinh hãi kêu lên. Mau thông chi thành chủ, không biết là người nào xông vào Hạo Dương Thành. 6 đầu yêu thú bay nhanh, Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn chằm chằm phía trước. Khoanh tay đứng thẳng, sát khí ngày càng dày đặc. Sắp tới Triệu gia, mọi người chuẩn bị, chỉ cần là người của Triệu gia, không buông tha một người nào, nếu chạy một người, hỏi tội các ngươi. Thanh âm Lục Lâm Thiên tràn ngập rét lạnh làm mọi người không nhịn được dùng mình. Dạ, trưởng môn. Mọi người đồng thanh đáp. Đệ tử võ đường nghe lệnh, diệt Triệu gia, không lưu lại một tên, giết không tha. Hoàng Phủ Kỳ Tùng quát to. Đệ tử tuân lệnh. Trên 5 yêu thú tổng cộng có 2.500 đệ tử võ đường đồng thời hô to. Là yêu thú lục giai. Những người này đằng đằng sát khí, chẳng lẽ là muốn xông vào Hạo Dương Thành? Hạo Dương Thành là địa bàn của Vân Dương Tông, ai lại có lá gan lớn như vậy? Phương hướng kia hình như là chỗ Triệu gia. Triệu gia, vẫn náo nhiệt như trước, người của Triệu gia xưa nay vẫn luôn xem mình tài trí hơn người. Nhanh, các ngươi nhanh lên. Nếu còn không nhanh một chút, hôm nay lão tử đánh ngươi. Vài tiểu đầu mục Triệu gia đang trách mắng người hầu, một đám diễu võ dương oai vô cùng uy phong.
Hô hô, cuồng phong gào thét, như bao phủ cả không trung, vài đầu yêu thú phi hành khổng lồ nháy mắt đã tới, khí thế kinh người từ thật xa đã làm người ta ngạt thở. Vài tiểu đầu mục của Triệu gia đang giễu võ dương oai, nghe thanh âm liền ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ cùng kinh hãi, bọn hắn chưa từng nhìn thấy yêu thú khổng lồ khủng bố tới như vậy. Triệu gia, thiếu nợ phải trả, hôm nay chó gà không tha, người không quan hệ lập tức rời đi. Đúng lúc này một thanh âm quanh quẩn giữa không trung, sát khí vô hình khuếch tán, sát khí quá mức nồng đậm khiến cả không gian đều yên tĩnh, thậm chí không gian giống như bị đông cứng lại. Ai dám cản rỡ ở Triệu gia? Một thanh âm hét lớn truyền ra, nháy mắt một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, người kia mặc cẩm phục khoảng 60 tuổi, ánh mắt âm lệ, nhìn thấy 6 đầu yêu thú lục giai trước mắt, nhất thời sắc mặt hoảng hốt. Triệu vô pháp. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, từ trong linh hồn ký ức của Triệu Kình Hải lưu lại, người này chính là nhị đệ của Triệu Vô Cực tên Triệu Vô Pháp, mà tam đệ đã bị đánh chết tại Lục gia, thực lực người trước mắt đã tới vũ xuất lục trọng. Là ai dám cản rỡ ở Triệu gia? Cửa lớn mở rộng, mấy trăm người tràn ra, tay cầm vũ khí, khoảng 700 người, thực lực không đều, có vũ tướng, vũ phách, trên trăm vũ sư, ngoài ra còn có vũ sĩ. Siêu siêu. Lại hai tiếng xé gió truyền tới, có thêm hai vũ xuất lao ra, một nhất trọng còn một nhị trọng. Đã tới đông đủ rồi sao? Lục Lâm Thiên lạnh lùng quát. Sát khí thật khủng khiếp. Ba vũ xuất Triệu gia cảm giác được sát ý trên người Lục Lâm Thiên, đột nhiên có cảm giác không tốt, sắc mặt run rẩy, nhìn 6 đầu yêu thú lục giai trước mặt, trong lòng vô cùng kinh hoàng. Các hạ, người rốt cục là ai? Ánh mắt Triệu Vô Pháp bất an hỏi. Nhớ kỹ, món nợ mà Triệu gia thiếu lục gia, hiện tại nên trả lại. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lạnh băng đảo qua, thanh âm vô cùng băng xương. Ngươi là người của Lục gia, chẳng lẽ ngươi là Lục Lâm Thiên? Người của Triệu gia hoảng sợ biến sắc. Giết cho ta, một tên cũng không để lại, giết không tha. Thanh âm Lục Lâm Thiên lạnh băng quanh quẩn trên không. Đệ tử tuân lệnh. Thanh âm vang vọng như sấm sét nổ tung, 2500 đệ tử võ đường nhảy xuống, không chút trì hoãn, chân khí linh lực tuôn tràn, nháy mắt lao thẳng tới. Giết! Toàn bộ cường giả cũng lao xuống, đặc biệt là vũ vương của Song Đao Môn cùng Bách Linh Tông, ai cũng muốn lập công, họ đều cảm giác được Triệu gia có thâm thù đại hận với trưởng môn, đương nhiên không muốn buông tha cơ hội, mà họ vừa ra tay chính là tàn sát. 6 đầu yêu thú đều lao thẳng tới trước, hướng người của Triệu gia xông qua. Hống hống! Cạc cạc! Cả Hạo Dương Thành đều chấn động, yêu thú vô cánh, khí lưu dựng lên, giống như long quyển phong gào thét khuếch tán, vô số đá nhỏ bị trộn vỡ thành nát vụn. Lúc này trên lưng Thiên Sí Tuyết Sư chỉ còn lại Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long còn chưa động thủ, thậm chí cả Thiên Độc Yêu Long cũng đi tham gia náo nhiệt. A! À, trên quảng trường, tiếng kêu rên thê thảm vang lên không dứt, mùi máu tanh không ngừng khuếch tán. Chết đi! Khoái Kiếm Vương vung mạnh trường kiếm. Kiếm quang trực tiếp xé rách không gian, nháy mắt vài vũ tướng cùng hơn chục vũ sư Triệu gia đã bị chém thành mảnh nhỏ. Cường giả vũ vương, yêu thú thất giai, nhiều vũ vương cùng yêu thú thất giai như vậy. Nhìn thấy một màn trước mắt, ba vũ xuất Triệu gia vẻ mặt xám như cho tàn. Tới đây đi. Thân hình như tháp sắt của Thiên Độc Yêu Long lướt ngang không trung, long tu run lên, vỗ mạnh một trường về hướng Triệu Vô Pháp. Ánh mắt Triệu Vô Pháp hoảng hốt. Trong tích tắc muốn trốn nhưng phát hiện không gian đều bị phong tỏa, thân hình không cách nào di động. Phanh phanh, thanh âm trầm đục vang lên, thân hình Triệu Vô Pháp bị một chưởng nện xuống đất lõm xuống hố to. Phốc, máu tươi phun ra, thực lực Triệu Vô Pháp làm sao là đối thủ của Thiên Độc Yêu Long, nếu không phải Thiên Độc Yêu Long muốn lưu nhân chứng sống, hắn đã sớm bị một chưởng đánh thành thịt vụn. Chết đi, thân ảnh thanh hỏa lão quỷ mang theo thanh mang lướt nhanh qua không gian. Chỉ chớp mắt chảo ấn vặn vẹo hư không, bao phủ lên người vũ xuất nhị trọng, ngọn lửa nóng cháy bao phủ, vũ xuất kia lập tức biến thành mảnh huyết vụ. Phanh phanh, cách đó không xa, một đạo năng lượng cực lớn phá không, một vũ vương nhị trọng của Bách Linh Tông hung hăng đánh ra một đạo trưởng ấn, vũ xuất còn lại của Triệu gia lập tức bị đánh thành bánh thịt. Chưa đầy nửa khắc thời gian, toàn bộ người của Triệu gia không còn ai sống sót, mà đệ tử Phi Linh Môn cũng lao vào trong Triệu gia. Nhất thời từng tiếng thét thê thảm vang vọng khắp nơi. Vào lúc này bên ngoài Triệu gia tụ tập không ít người vây xem, bọn họ kinh hãi chứng kiến hết thảy,
có thể tiêu diệt cả Triệu gia, những cường giả thần bí kia lại là ai? Lục Lâm Thiên cũng không phải muốn giết cả lão yếu trẻ con trong Triệu gia, nhưng nếu không diệt cỏ tận gốc, ngày sau Lục gia còn được yên ổn sao? Còn một người sống, giao cho ngươi. Thiên Độc Yêu Long đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên, trong tay xách theo Triệu Vô Pháp. Siêu siêu. Thanh âm tiếng vỗ cánh truyền tới, vài đầu yêu thú tam giai đi qua, có hơn trăm người xuất hiện, đều có trình tự vũ sư cùng vài vũ phách, còn có một vũ tướng cửu trọng, một bát trọng. Oanh long long. Mặt đất chao đảo, đại đội nhân mã xa xa chạy tới, ước chừng phải hơn 3.000 người, đều là đệ tử Vân Dương Tông. Người của Vân Dương Tông vừa nhìn thấy tình cảnh bi thảm của Triệu gia, sắc mặt đại biến, mà vài yêu thú lục giai xoay quanh trên bầu trời lại họ hít sâu một hơi khí lạnh. Siêu siêu. Chỉ thoáng chốc sau bên trong Triệu gia đã sóng êm gió lặng, nhưng trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, chứng minh hết thảy chuyện vừa xảy ra. Lục Lâm Thiên liếc mắt nhìn người của Vân Dương Tông, cũng không để ý, lập tức đem Triệu Vô Pháp nắm trong tay. Người tới là ai, dám cản rỡ trong Hạo Dương Thành, Vân Dương Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vũ tướng cửu trọng đứng trên yêu thú tam giai nhìn Lục Lâm Thiên, sắc mặt run rẩy hỏi. Lục gia giải quyết ân oán với Triệu gia, không quan hệ với Vân Dương Tông, việc này ta sẽ đích thân đi Vân Dương Tông, các ngươi không có việc gì thì lui đi. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói, trong tay chợt dùng sức, chân khí run lên, không gian vặn vẹo, Triệu Vô Pháp lập tức hóa thành huyết vụ phiêu tán giữa không trung. Lục gia. Vũ tướng cửu trọng biến sắc, vội hỏi. Xin hỏi các hạ có phải là Lục Lâm Thiên? Lục Lâm Thiên nhướng mày. Chính là ta, việc này tự mình tới Vân Dương Tông giải thích, không quan hệ tới các ngươi, đều về đi. Là Lục Lâm Thiên, vị hôn phu của đại tiểu thư, năm đó đoạt quán quân trong đại hội Tam Tông Tứ Môn, gần đây nghe nói đoạt được thứ nhất trong 10 đại cường giả trẻ tuổi. Đệ tử Vân Dương Tông nhất thời kêu lên, cả Vân Dương Tông vô cùng chú ý người này. Nếu có ai không biết hắn xuất thân từ Vân Dương Tông, thì không phải người của bổn môn. Vị vũ tướng cả kinh, trước kia hắn là đệ tử thân truyền trong tông, nhưng chưa được thu vào dưới môn hạ trưởng lão mà thôi, vì vậy mới đi qua Hạo Dương Thành đảm nhiệm chức chấp sự ngoại môn kiêm thành chủ, tự nhiên hiểu rõ về Vân Dương Tông, hắn tuyệt đối không thể trêu chọc Lục Lâm Thiên, tuy hiện tại người này đã thoát khỏi bổn môn nhưng vẫn là đệ tử của vũ trưởng lão, còn là vị hôn phu của đại tiểu thư, vì vậy không dám nói thêm lời nào. Huống chi thực lực của đối phương đã bày ra trước mắt. Các ngươi đi thôi. Vị vũ tướng nhìn Triệu gia, lập tức xoay người nói với đệ tử. Mọi người nghe lệnh, thu thập hết thảy. Hô hô. Trong ánh mắt kinh ngạc của người vây xem, mấy ngàn đệ tử phi linh môn nhảy lên yêu thú phi hành, lập tức rời khỏi Hạo Dương Thành, người của Vân Dương Tông cũng không ngăn cản, lại không đủ khả năng cản trở, đệ nhất gia tộc Triệu gia của Hạo Dương Thành đã bị diệt môn. Từ bắt đầu tới kết thúc còn chưa đầy 2 khắc thời gian, thậm chí có người còn chưa kịp phản ứng, vẫn nghĩ mình đang nằm mơ. Là Lục Lâm Thiên, ta nghe nói qua người này, hắn là trưởng môn phi linh môn tại cổ vực, còn là người thứ nhất trong 10 đại cường giả trẻ tuổi, vốn là đệ tử thân truyền của Vân Dương Tông, quán quân đại hội Tam Tông Tứ Môn. Nghe nói Lục gia có thù sâu nặng với Triệu gia, mấy năm trước Triệu gia tổn thất thảm trọng, chính là vì đối phó Lục gia, hai nhà vốn là thông gia. Không biết vì sao lại biến thành như bây giờ. Triệu gia hoàn toàn xong đời. Chưa chắc, Triệu Vô Cực còn đang ở trong Vân Dương Tông đâu, hắn là trưởng lão, nhất định sẽ không bỏ qua. Lục Lâm Thiên còn là con rể của trưởng môn đâu, Triệu Vô Cực khó làm gì được hắn. Lục Lâm Thiên thật quá kiêu ngạo, cũng quá độc ác, chó gà không tha a. Ngươi sẽ nhân từ với cửu gia của mình sao? Thế lực của Lục Lâm Thiên quá kinh khủng, thật nhiều vũ vương. Tựa hồ còn có yêu thú thất giai. Phỏng chừng Triệu gia có hối hận cũng không còn kịp rồi, sớm biết Lục gia sẽ có hôm nay, chỉ sợ lúc trước cũng không dám đi trêu chọc Lục gia đi. Giữa không trung, Lục Lâm Thiên khoanh tay đứng thẳng, sát ý thu liếm, cuối cùng hắn đã tiêu diệt Triệu gia. Thực lực, hết thảy đều nhờ thực lực, nếu mình không có thế lực như hôm nay, làm sao có thể thực hiện được nguyện vọng này. Lão đại, mối thù này cuối cùng đã báo. Tiểu Long ngẩng đầu nói. Vẫn còn một tên. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước, lập tức quay đầu nói. Các ngươi quay về phi linh môn đi. Dạ, trưởng môn. Nhóm người thanh hỏa lão quỷ liền cáo lui, dọc đường đi Lục Lâm Thiên đã nói qua, sau khi tiêu diệt Triệu gia mọi người có thể quay về sơn môn trước. Lâm Thiên, tiểu bất điểm,
Ta đi đây, các ngươi cẩn thận một chút, sớm quay về. Thiên độc yêu long nhảy qua lưng một yêu thú lục giai, vốn định đi theo Lục Lâm Thiên, nhưng bởi vì hắn đang chờ đợi việc chế tạo yêu linh đan thất phẩm, cho nên phải ở lại sơn môn. Đại trùng tử, ngươi cần phải cố gắng tu luyện. Tiểu long đảo mắt, nói. Lục Lâm Thiên mỉm cười phất tay, lần này đi Vân Dương Tông hắn không mang theo Hắc Hùng cùng Huyết Mị, bởi vì hiện tại Phi Linh Môn đang gấp gáp chế tạo yêu linh đan thất phẩm, chờ yêu linh đan luyện chế thành công. Những yêu thú thất giai trong bổn môn sẽ đột phá rất nhanh, mà chuyến đi này của hắn thời gian không ngắn, mang theo Hắc Hùng cùng Huyết Mị sẽ làm ảnh hưởng tu vi của bọn họ. Yêu Hoàng, chúng tôi cáo lui. Nhóm yêu thú nghịch lân yêu bằng cũng hành lễ với Tiểu Long. Giữa không trung mọi người chia tay, Lục Lâm Thiên nhìn theo mọi người rời đi, lát sau mới quay đầu. Ca ca, còn bao lâu nữa chúng ta mới tới Vân Dương Tông, muội nhớ nghĩa phụ nghĩa mẫu. Lục Tâm Đồng chờ mong nói. Khoảng 10 ngày nữa đi. Lục Lâm Thiên cười nói, lần này Lục Tâm Đồng muốn đi cùng, hắn cũng không có lý do cự tuyệt, dù sao cũng phải cho nàng đi ra ngoài tôi luyện tốt hơn. Ca ca, huynh nói nghĩa phụ nghĩa mẫu có thích muội hay không a? Lục Tâm Đồng lo lắng hỏi. Nha đầu ngốc. Lục Lâm Thiên mỉm cười mắng. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, sau một lát Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh ngộ phong thuộc tính. Quanh thân bao phủ một vầng quang quyển trong suốt. Bên trong một không gian yên tĩnh, nơi này mang theo cảm giác an tường, lại có vẻ tang thương, tường trắng ngói xanh, cửa gỗ sàn đá, nhìn qua như đào nguyên, sừng sững trường tồn theo thời gian năm tháng. Siêu! Một tiếng xé gió vang lên, nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Bên trong một đình viện màu trắng, một thân ảnh cao lớn khoanh chân mà ngồi. Tộc trưởng, Thiên Địa Các đưa tới tin tức. Bên ngoài đình viện truyền vào một thanh âm. Suy. Thân ảnh kia mở mắt, ánh mắt vô cùng thâm thúy, vung tay một chảo, một khối ngọc giản rơi vào trong tay, thậm chí không tạo ra chút không gian ba văn dao động nào. Tâm thần vừa truyền vào, ánh mắt người kia đột nhiên dao động kịch liệt. 28 năm, rốt cục tìm được, còn tại nhân thế là tốt rồi. Người kia kích động lẩm bẩm, ánh mắt ướt át. Tộc trưởng. Tin tức của Thiên Địa Các chẳng lẽ là về chuyện 28 năm trước sao? Bên ngoài truyền vào một thanh âm già nua. Truyền mệnh lệnh của ta muốn đích thân đi Linh Vũ Đại Lục Vân Dương Tông một chuyến. Thân ảnh chợt nói. Tộc trưởng, làm vậy không được, trong tộc phải có người trấn thủ, có chuyện gì hãy để cho ta đi là được rồi. Thanh âm già nua lên tiếng. Nhanh chóng trở về, mở ra không gian trùng điệp đi Linh Vũ Đại Lục, đi Vân Dương Tông đón tiếp đại tiểu thư. Thân ảnh nói, không trung xanh thẳm, Thiên Sĩ Tuyết Sư vỗ cánh bay nhanh, lướt qua bầu trời như tia chớp. Hô, không biết qua bao lâu, Lục Lâm Thiên chợt mở mắt. Ca ca, phía trước hình như có động tĩnh. Lục Tâm Đồng thở ra một hơi nhìn chằm chằm dãy núi cách đó không xa. Hình như có người động thủ, còn có yêu thú. Tiểu Long nhíu mày nói, chúng ta đi qua xem. Lục Lâm Thiên nói, đã vào đầu mùa xuân. Núi rừng xanh biếc, đi tới gần liền nghe được tiếng thú giống như sấm sét, vô số loài chim kinh hãi bay quanh, vô hình chung làm không khí căng thẳng hơn rất nhiều. Nơi này có một khe sâu, bên trong khe sâu có một đám người vây quanh, ước chừng phải hơn 100 người. Vài người đứng đầu có nam nữ, ánh mắt nhìn chằm chằm thân ảnh phía trước, bên trong khe núi còn có một đầu yêu thú khổng lồ lớn hơn 400 thước, nhìn qua như ếch trâu, bộ dáng dữ tợn, trên người có lớp giáp thịt màu vàng, lưng có hai cánh. Nhưng đã bị trọng thương không thể bay lượn, toàn thân đầm đìa máu tươi, theo chân khí mà xem hẳn là yêu thú ngũ giai trung kỳ, còn là một đầu phi dực yêu hoa phi hành thổ hệ. Tộc trưởng, chúng ta nên làm gì bây giờ? Mấy nam nữ đứng phía trước chân khí không kém, một phụ nhân chừng 40 tuổi hỏi một lão giả 50 tuổi. Vẻ mặt lão giả đầy vẻ tàn nhẫn, nhìn chằm chằm thân ảnh phía trước, bọn hắn vây bắt phi dực yêu hoa đã 3 ngày đêm, không nghĩ tới lại bị người kia ngăn cản. Xem chân khí cũng biết không dễ trêu chọc. Các hạ là ai? Chúng tôi vây bắt phi dực yêu hoa đã nhiều ngày, chẳng lẽ các hạ muốn nhúng tay sao? Ánh mắt lão giả lạnh lẽo nhìn thân ảnh kia. Ta nói rồi, ở trước mặt của ta, không hy vọng nhìn thấy có người vô duyên cớ đánh chết yêu thú, các ngươi đi đi. Thân ảnh mặc áo bào cho, có chút hỗn độn, sau lưng đeo thanh trọng kiếm bản rộng. Các hạ thật quá đáng, nếu ngươi tiếp tục che chở yêu thú này, ta sẽ không khách khí.
Ánh mắt lão giả dữ tợn nhìn đối phương. Tộc trưởng, hãy để ta giết tiểu tử này đi. Một thanh âm âm trầm truyền tới, theo sau chân khí vũ tướng bát trọng nháy mắt bắn ra, quyền ấn mang theo tiếng xé gió kinh người lao thẳng tới thân ảnh kia. Đừng buộc ta giết ngươi, lui ra. Ánh mắt người kia trầm xuống, một đạo quyền ấn thổ hệ tung ra, hoàn toàn không hề tránh né, ánh mắt thậm chí không có chút dao động. Hai đạo quyền ấn va chạm, chân khí tuôn tràn, kinh khí sắc bén đánh bay một tầng bùn đất bên dưới. Phanh! Một thanh âm trầm đục truyền ra, năng lượng ba văn lan tràn. Phốc! Vũ tướng bát trọng phun ra ngụm máu tươi, thân hình bị đánh bay, hung hăng nện xuống ngoài mấy chục thước. Thật mạnh! Hơn trăm người đều hóa đá, cường giả nhất nhì trong gia tộc không ngờ không tiếp nổi một chiêu của đối phương. Thật mạnh! Sắc mặt lão giả đại biến, nhìn đối phương ra tay liền biết thực lực sâu không lường được, với tu vi của hắn cũng không thể nhìn thấu được tu vi đối phương, đủ chứng tỏ đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều. Ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là Dương Quá huynh đệ. Nhưng đúng ngay lúc này, một tiếng nói vang lên cao ngất, vừa dứt lời, một đầu yêu thú khổng lồ màu trắng vỗ cánh bay tới. Siêu siêu, ba thân ảnh nhảy xuống đất, một nam một nữ một tiểu đồng, nhẹ nhàng hạ xuống phía trước. Đó là yêu thú lục giai thiên sĩ tuyết sư. Hơn trăm người trợn mắt há hốc mồm, chân khí của yêu thú màu trắng kia thật bức người. Mà giờ khắc này thanh niên áo cho ngơ ngẩn nhìn ba người, sắc mặt có chút biến hóa. Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng, thì ra là các ngươi, sao các ngươi tới đây? Ta vừa mới đi qua, không nghĩ tới Dương Quá huynh đệ cũng ở đây. Lục Lâm Thiên nhìn lướt qua khe sâu, nói. Chuyện gì xảy ra vậy? Những người này muốn giết Phi Dực Yêu Oa, tỷ tỷ ta thường dặn ta nếu không có nguyên nhân thì đừng tùy tiện giết yêu thú. Cũng đừng giết người, cho nên ta yêu cầu họ rời đi. Dương Quá nói. Các ngươi còn không đi, nếu không đi thì không cần đi nữa. Lục Lâm Thiên lạnh lùng nói. Đi, đi nhanh lên. Lão giả lớn tiếng hô, nhìn thấy thiên sĩ tuyết sư, sắc mặt hoảng sợ, làm sao còn dám do dự, lập tức rời khỏi. Phi Dực Yêu Oa, người đi thôi. Sau khi nhóm người kia đã đi, Dương Quá đi tới trước mặt Phi Dực Yêu Oa. Lấy ra gốc linh dược nhét vào miệng nó nói. Đa tạ các ngươi, nhân loại. Phi Dực Yêu Oa nhìn Dương Quá cùng ba người Lục Lâm Thiên, nuốt linh dược, uể oải biến mất trong khe núi. Lục Lâm Thiên nhíu mày, người này thật có chút quái dị, nhưng có thiên phú hơn người, lai lịch cực kỳ bí ẩn, không nghĩ tới gặp lại trên Linh Vũ Đại Lục. Các ngươi muốn đi đâu? Dương Quá ngẩng đầu hỏi. Chúng ta đi Vân Dương Tông. Lục Lâm Thiên nói. Dương Quá huynh đệ muốn đi đâu? Ta cũng không biết, ta muốn đi tìm tỷ tỷ của ta, nhưng tìm thật lâu cũng không tìm được. Đúng rồi, lần trước ta nghe nói ngươi là trưởng môn Phi Linh Môn, hẳn quen biết nhiều người, có thể giúp tìm tỷ tỷ của ta. Dương Quá hỏi. Không thành vấn đề, nhưng ngươi phải nói cho ta lai lịch của ngươi, ngươi là ai mới được? Lục Lâm Thiên nói. Trong mắt Dương Quá lộ tia nghi hoặc. Tỷ tỷ chính là tỷ tỷ, chúng ta ở cổ mộ. Từ nhỏ đã ở chung một chỗ, tỷ tỷ dạy ta tu luyện, dạy ta rất nhiều đồ vật, nhưng có một ngày tỷ tỷ đột nhiên đi rồi, nàng không quan tâm ta. Vẻ mặt Dương Quá ủy khuất như một đứa trẻ. Đến từ cổ mộ, dạy ngươi tu luyện từ nhỏ. Lục Lâm Thiên nhíu mày nói. Dương Quá huynh đệ, tỷ tỷ ngươi không phải tên Tiểu Long nữ đi. Làm sao ngươi biết tỷ tỷ của ta sao? Nghe được câu hỏi của Lục Lâm Thiên. Dương Quá lập tức vén mái tóc sang hai bên, lộ ra đôi mắt to đen nhánh, ánh mắt thật thà phúc hậu hưng phấn nhìn Lục Lâm Thiên, bộ dáng kia giống như đã tìm được tỷ tỷ của mình. Lục Lâm Thiên tuôn mồ hôi lạnh, không nghĩ tới thật sự có tên này. Ta chưa từng gặp qua tỷ tỷ của ngươi, ta chỉ suy đoán. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ nói. Vậy hình dáng của tỷ tỷ ngươi như thế nào, nếu có thể vẽ ra bức họa, ta sẽ giúp ngươi tìm xem. Tỷ tỷ của ta là người đẹp nhất mà ta đã gặp, không ai so sánh được với nàng, nhưng ta hình dung không được. Dương Quá thật thà phúc hậu nói. Vậy ngươi tại sao đi lạc với tỷ tỷ ngươi đây? Lục Lâm Thiên có chút bất đắc dĩ, thực lực người này cường hãn nhưng đầu óc có chút không tinh minh. Ta! Dương Quá lộ vẻ mặt khó sống, cực kỳ uể oải nói. Trước kia chúng ta đã nói, sẽ ở chung với nhau cả đời, chiếu cố nhau cả đời. Nhưng có một ngày ta nói với tỷ tỷ, ta muốn vĩnh viễn ở chung cả đời với nàng, tỷ tỷ đã biến mất,
nàng không quan tâm ta. Ca ca, Dương quá thật đáng thương, huynh để ám đường giúp tìm tỷ tỷ của hắn đi. Nhìn vẻ mặt thật thà phúc hậu khó sống của Dương quá, Lục Tâm Đồng có chút xúc động nói. Huynh tận lực thôi. Lục Lâm Thiên nói, không có manh mối gì, muốn tìm người chẳng khác gì biển rộng tìm kim. Đa tạ ngươi, ngươi là người tốt nhất mà ta đã gặp. Dương quá nói, bộ dạng nhận chân cùng cảm kích. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ, lần đầu tiên có người nói hắn là người tốt, tự kỷ cho rằng tuy mình không phải người tốt, nhưng còn chưa phải hạng người đại gian đại ác, như vậy đã không tệ rồi. Đúng rồi, Dương quá huynh đệ, hiện tại ngươi định đi đâu? Lục Lâm Thiên hỏi. Ta cũng không biết, ta nhất định phải tìm được tỷ tỷ. Dương quá kiên nghị nói. Một mình ngươi làm sao tìm người, không bằng đi cùng chúng tôi đi, tới lúc đó ta để ca ca giúp ngươi tìm người, còn có thể làm cho tiểu linh tỷ, hồng lăng tỷ dùng người của Vân Dương Tông cùng Linh Thiên Môn giúp ngươi tìm người, tốt hơn một mình ngươi tự đi tìm. Lục Tâm Đồng nói. Thật sao? Dương quá ngẩn người, vui mừng nói. Vậy được rồi, hai người các ngươi thật tốt. Sau này các ngươi chính là bằng hữu của ta. Lục Lâm Thiên khẽ cười, người này thật sự đơn thuần, mang theo cũng không sao, thuận tiện cũng tìm hiểu lai lịch của hắn một chút, dù sao Vân Dương Tông cũng không còn bao xa. Thiên Sĩ Tuyết Sư vỗ cánh bay lên, tiếp tục bay về hướng Vân Dương Tông. Trên đường đi, Lục Lâm Thiên có hỏi thăm qua, mới biết Dương quá chưa từng đi ra thế giới bên ngoài, vẫn luôn sinh sống ở địa phương tên cổ mộ với tỷ tỷ, nơi đó chỉ có yêu thú cùng linh thú. Không một bóng người, gần 2 năm nay hắn mới đi ra, một đường chỉ muốn tìm kiếm tỷ tỷ, đã hơn 2 năm không có tin tức, lần trước tham gia cuộc thi đấu của thiên địa các chỉ vì hy vọng mình đủ nổi danh làm tỷ tỷ chú ý tới hắn. Dương quá sống chung với tỷ tỷ từ nhỏ, chỉ biết tu luyện, đối với hết thảy thế giới bên ngoài đều không hiểu biết, cho nên cực kỳ tò mò. Hôm sau, một mảnh núi non liên miên xuất hiện trước mắt, ở dưới chân núi là một mảnh vân phong nguy nga rậm rạp. Nhìn qua giống như cự long xoay quanh khắp cả núi non mở mang, dãy núi sừng sững hiểm trở, mây mù bao phủ, thấp thoáng nhìn thấy từng mảng lớn kiến trúc cung điện nằm khắp cả dãy sơn mạch hùng vĩ phía trước. Cuối cùng đã tới. Lục Lâm Thiên thở ra một hơi, khóe môi nhếch lên, lộ ra nụ cười, đây là địa phương quen thuộc a, trôi qua nhiều năm mình đã trở lại, trong Vân Dương Tông có phụ thân mẫu thân, sư phụ, Vô Song, Hồng Lăng, còn có vài bằng hữu chiến đao khuất đao tuyệt, Phi Ưng Lăng Phong. Bá Đao Long Tam. Chúng ta đi xuống thôi. Lục Lâm Thiên nói, hắn cũng không thể xông loạn trên Vân Dương Tông, vì vậy mọi người nhảy xuống Thiên Sĩ Tuyết Sư, Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng thu nhỏ thân hình, đi theo phía sau mọi người. Đây là Vân Dương Tông sao? Dương quá có chút tò mò, Lục Lâm Thiên cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Siêu siêu. Lục Lâm Thiên vừa nhảy xuống, bên ngoài cổng lớn xuất hiện mười mấy thân ảnh, trong tay đều cầm vũ khí. Bộ dáng chừng 20 tuổi, chân khí đều tới trình tự vũ sư. Các ngươi là ai, người ngoài không được tự tiện xông vào, nếu không giết không tha. Nhìn bốn người Lục Lâm Thiên, thanh niên đầu lĩnh nói. Nhìn thấy nhóm đệ tử, Lục Lâm Thiên mỉm cười, không khỏi nhớ lại ngày trước khi mình vào Vân Dương Tông, những đệ tử này phỏng chừng là tân đệ tử, chỉ sợ mới gia nhập Vân Dương Tông chưa bao lâu. Ta muốn vào bên trong nhìn xem. Lục Lâm Thiên cười nói. Tính ra nhóm đệ tử này cũng là sư đệ của hắn. Ngươi là ai, không thể xông loạn trong Vân Dương Tông, có phải ngươi tới tìm người hay không, cứ chờ ở đây, ta giúp ngươi thông báo. Đệ tử kia nói. Phải, ta tìm người. Lục Lâm Thiên mỉm cười đáp. Được rồi, ngươi muốn tìm ai, ta giúp ngươi thông truyền, có phải muốn tìm vị chấp sự nào hay không? Thanh niên đầu lĩnh nhìn thấy thái độ hòa nhã của Lục Lâm Thiên, thái độ cũng dễ dãi hơn không ít. Trong Vân Dương Tông có quy định, chỉ có chấp sự mới có thể đi ra tiếp khách, đệ tử bình thường phải được chấp sự đồng ý mới được. Ta không tìm chấp sự. Vậy ngươi muốn tìm hộ pháp sao? Thanh niên có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là thân nhân của vị hộ pháp nào? Ta cũng không tìm hộ pháp. Chẳng lẽ ngươi muốn tìm trưởng lão? Trưởng lão không rảnh để ý ngươi đâu, ngươi đừng tới quấy rối, đây chính là Vân Dương Tông. Ba người Long Tam, Lăng Phong. Khuất đao tuyệt có trong sơn môn hay không? Lục Lâm Thiên cười hỏi. Càn rỡ, người sao dám gọi tên ba vị hộ pháp? Thanh niên đầu lĩnh quát lớn. Nga, chẳng lẽ ba người này đều đã trở thành hộ pháp Vân Dương Tông hay sao? Lục Lâm Thiên sững sờ. Họ đang ở trong tông.
Ba vị hộ pháp mới chấp hành nhiệm vụ trở về hôm qua, tự nhiên đang ở trong tông, chẳng lẽ người thật sự nhận thức họ sao? Thanh niên nghi hoặc hỏi. Vậy thì được rồi. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc. Ngươi nhanh đi thông báo cho họ tới đón ta, nếu không tới ta sẽ không tha cho bọn họ. Thanh niên ngẩn ngơ, người này dám nói chuyện như vậy, rốt cục có quan hệ thế nào với ba vị hộ pháp? Chuyện gì vậy? Một tiếng hét lớn truyền tới, một đội ngũ hơn trăm người chỉnh tề đi qua, chân khí cực kỳ cường hãn, không ít người tu vi vũ tướng, ngoài ra đều là vũ phách, có nam có nữ, trang phục của Vân Dương Tông. Ra mắt chư vị sư huynh sư tỷ, những người này muốn tìm Khuất hộ pháp, Lăng hộ pháp còn có Long hộ pháp. Nhóm tân đệ tử lập tức hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Ai muốn tìm hộ pháp? Tiếng hét lớn truyền ra, vài thân ảnh dẫn đầu đi tới, người đi đầu mắt to, thân hình hơi béo, mặc hắc sam. Người thứ hai thật cao, tráng kiện, áo trắng mặc trên người như muốn nứt ra. Người thứ ba da ngăm đen, toàn thân đầy lực lượng, mắt nhỏ lộ vẻ thông minh. Người thứ tư thật mập mạp không nhìn thấy cả đôi mắt. Khi bốn người nhìn thấy Lục Lâm Thiên, chợt ngẩn ra, nhất thời run lên vui mừng. Một lát ta tính sổ với các ngươi, còn không nhanh đi thông chi ba vị hộ pháp xuống đây, phải rồi, mau nhanh thông chi đại tiểu thư cùng Vô Song sư tỷ, nói Lục Lâm Thiên sư huynh đã tới. Hắc sam thanh niên kêu lên. Lục Lâm Thiên sư huynh. Tân đệ tử sửng sốt, nhất thời kinh ngạc. Ở trong Vân Dương Tông nếu ai không biết Lục Lâm Thiên, vậy tuyệt đối không phải người trong Tông. Bốn vị huynh đệ, các ngươi cũng không nên khi dễ tân đệ tử. Lục Lâm Thiên cười nói, bốn người này chính là Bành Truyền Hùng, Nhạc Bất Quần, lại Dược Tính cùng Dương Vĩ, nhìn họ cũng không biến hóa bao nhiêu. Lâm Thiên huynh đệ, chúng ta nhớ ngươi muốn chết. Bốn người lập tức nhào tới. Ha ha, ta cũng nhớ các ngươi, gần đây thế nào? Lục Lâm Thiên ôm chầm lấy họ, trên mặt lộ ý cười. Là Lục Lâm Thiên sư huynh. Trên trăm đệ tử đều nhận ra Lục Lâm Thiên, kêu lên. Trời ạ, Lục sư huynh đã trở lại. Nghe nói đoạn thời gian trước một mình Lục sư huynh chiến đấu chín đại cường giả, lấy được vị trí đầu tiên. Vậy tính cái gì, Lục sư huynh đã là trưởng môn Phi Linh Môn, trở thành thế lực nhất lưu cổ vực. Trong tiếng nghị luận của mọi người, nhóm tân đệ tử kinh ngạc. Liền vội vàng chạy lên núi thông chi. Bốn vị huynh đệ, hỗn không kém nha, đều là chấp sự. Lục Lâm Thiên cười nói. Làm sao so sánh được với ngươi, Lâm Thiên huynh đệ, nghe nói ngươi là trưởng môn Phi Linh Môn, khi nào cũng kéo cả chúng ta đây. Nhạc Bất Quần cười hắc hắc nói. Tốt, nhưng nếu kéo các ngươi đi, chỉ sợ tông chủ tìm ta tính sổ. Lục Lâm Thiên cười nói. Lâm Thiên huynh đệ. Nghe nói lần này ngươi lấy được thứ nhất, thật sự là cường hãn a. Lại Dược Tính cười nói. Các ngươi còn không cho ta đi vào, muốn ta đứng mãi dưới chân núi sao? Sau một lát, Lục Lâm Thiên cười hỏi. Hắc hắc, đã quên. Dương Vĩ cười hắc hắc, lập tức nghênh đón bốn người Lục Lâm Thiên đi vào, nhìn địa phương quen thuộc trước mắt, làm trong lòng Lục Lâm Thiên cũng có chút cảm thán. Người kia là ai a, làm cho vài vị chấp sự nhiệt tình như vậy. Bên dưới núi đã tụ tập không ít tân đệ tử, xì xào bàn tán. Lục Lâm Thiên, người rốt cục đã trở lại sao, làm ta nhớ muốn chết. Ha ha, người trở về cũng không cho người báo trước một tiếng. Người đứng đầu 10 đại cường giả, người bảo ta làm sao chịu nổi a? Ba thanh âm vang lên giữa không trung, dứt lời ba thân ảnh lướt qua không gian cấp tốc bay tới, chỉ sau vài lần lắc mình đã xuất hiện trên không. Người đi đầu áo trắng, 30 tuổi. Ngũ quan như đao khắc, mày kiếm mắt sáng, áo trắng như tuyết, khí độ bất phàm, chân khí làm lòng người run rẩy. Người thứ hai thân hình cao lớn, lại như tháp sắt, tản ra khí phách tuyệt đối, làm mọi người cũng có chút áp lực. Người thứ ba trong mắt lộ ý cười, khuôn mặt trắng nõn, tuấn mỹ tuyệt luân, loại nam nhân này còn đẹp hơn cả nữ nhân, nếu có thể so sánh cũng chỉ có thánh tử thiên địa các Lam thập tam. Là chiến đao khuất đao tuyệt sư huynh. Bá đao long tam sư huynh. Trời ạ, Phi Ưng Lăng Phong sư huynh đã tới, thật mê người nha. Nhìn thấy ba người xuất hiện, hơn ngàn tân đệ tử bên dưới bắt đầu điên cuồng lên, đặc biệt là Phi Ưng Lăng Phong, làm cho toàn bộ nữ đệ tử si mê. Suy suy, ba thân ảnh nháy mắt hạ xuống, không gian ba văn tán khai, khí lãng khuếch tán, mang theo cỗ khí thế bất thường, chính là khuất đao tuyệt. Ha ha, khuất đao tuyệt,
vẫn tuấn tú như vậy à, Long Tam, mặt đất này trêu chọc ngươi hay sao, lại thích chơi trò trấn vụn, mà Lăng Phong ngươi, từ nam bán lão, phong vận do tồn, mị lực thật khác xưa à. Lục Lâm Thiên cười ha ha, Lăng Phong lao tới. Tiểu tử ngươi mới là từ nam bán lão, phong vận do tồn đâu, ta nghe nói đại tiểu thư Linh Thiên Môn cũng bị ngươi nát bét, còn không biết xấu hổ nói ta. Lăng Phong lớn tiếng hô, hai người nhất thời đụng vào nhau. Ha ha, tiểu tử ngươi vẫn luôn có hương vị như vậy, càng ngày càng thuận mắt. Long Tam cười lớn một tiếng, thân hình tháp sắt đánh tới. Tiểu tử, khi nào thì cùng ta một trận chiến? Thân ảnh khuất đao tuyệt cũng gia nhập bên trong, bốn người nhất thời xoay thành một đoàn. Nhóm tân đệ tử nhìn thấy đều cứng lưỡi, không nghĩ tới ba vị sư huynh bình thường luôn phong độ nhẹ nhàng, mười phần khí phách lại vẫn có tính cách như vậy. Đi, chúng ta đi uống rượu. Thanh âm Long Tam truyền ra. Được rồi, đi uống rượu, hôm nay không say không về. Lăng Phong phụ họa. Uống rượu cái gì, ai ra thiêu chủ ý. Nhưng đúng ngay lúc này giữa không trung có hai thân ảnh cấp tốc bay tới, hai thân hình xinh đẹp xuất hiện trên không, một người tóc đen như mực, trang phục màu đỏ, lộ ra vẻ tao nhã cùng cao quý, nhìn qua giống như trích tiên, làm người không dám nhìn thẳng. Một người dung nhan tuyệt mỹ, đang trừng mắt nhìn ba người Lăng Phong. Là đại tiểu thư cùng vô song sư tỷ đã tới. Đây là lần thứ hai ta nhìn thấy hai vị sư tỷ đâu, nếu thực lực của ta có thể so được với hai vị sư tỷ thì tốt rồi. Sao cả hai sư tỷ đều tới đây, đẹp quá à. Hắc hắc, Hồng Lăng sư muội, vừa rồi có người nào nói muốn uống rượu sao, không có đi, có sao? Lăng Phong cười hắc hắc nói. Không có, dù sao ta không có nghe được. Long Tam lớn tiếng nói. Ai, nhà đầu kia đã tới, hôm nay không uống rượu được rồi. Khuất Đao Tuyệt thấp giọng lẩm bẩm. Chị dâu, Lục Tâm Đồng lập tức chạy tới bên cạnh hai nàng. Vô Song tỷ, Hồng Lăng tỷ, Tiểu Long cũng đi tới. Tâm Đồng, Tiểu Long. Hai nữ tử cũng không thèm để ý Lục Lâm Thiên, cười nói. Dương Quá, sao ngươi lại ở đây? Vân Hồng Lăng nhìn thấy Dương Quá, ngoài ý muốn kêu lên. Sao các ngươi cũng ở đây? Dương Quá sửng sốt, cộc lốc cười nói. Thiếu chút nữa ta đã quên, đây là Vân Dương Tông, các ngươi là người của Vân Dương Tông. Dương Quá huynh đệ đi cùng chúng tôi. Lục Lâm Thiên đi tới trước mặt nhìn hai nàng, dù sao mới tách ra thời gian cũng không dài, nhưng trong lòng vẫn vô cùng tưởng niệm. Sốt cục huynh chịu tới rồi sao? Vân Hồng Lăng trừng mắt, nhưng trong mắt lộ ra ý cười, đi tới ôm lấy cánh tay Lục Lâm Thiên, chu miệng nói. Lần này xem như huynh chịu giữ lời. Lâm Thiên, nhanh đi gặp mẹ đi. Lục Vô Song mỉm cười nói. Chị dâu, nghĩa mẫu đâu? Muội muốn đi gặp nghĩa mẫu. Lục Tâm Đồng nhảy tới bên người Lục Vô Song kêu lên. Siêu siêu. Sau một lát vài thân ảnh bay lên giữa không trung. Lục Lâm Thiên, ba ngày sau trên đỉnh Địa Long, chúng ta cùng một trận chiến. Nhìn thiên không, thanh âm Khuất Đao Tuyệt truyền ra quanh quẩn. Còn có Long Tam này. Tính thêm Lăng Phong này một trận. Ha ha, ba ngày sau trên Địa Long đỉnh, chúng ta cùng một trận chiến. Lục Lâm Thiên cười lớn trả lời. Bên trong một đình viện trên núi, La Lan Thị đang cúi đầu thêu một trường bào màu xanh, mỗi mũi kim mũi chỉ đều tự tay bà làm ra, còn thêu những hoa văn xinh xắn. Lan muội, muội nghỉ ngơi một chút hãy thêu tiếp đi. Lục Trung nói. Vô Song cùng Hồng Lăng nói Lâm Thiên sắp trở lại, muội muốn làm quần áo cho Lâm Thiên, còn có nghĩa nữ Tâm Đồng, muội muốn tự tay may cho nàng bộ quần áo thật đẹp. La Lan Thị mỉm cười. Trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Muội cần gì tự mình làm kim đâm chảy máu như vậy, đi mua không được sao? Lục Trung mỉm cười ngồi xuống bên cạnh La Lan Thị. Vậy thì khác rồi, nam nhân các huynh không hiểu, mình tự tay làm quần áo mặc mới thoải mái, được rồi, huynh đừng quấy rầy, muội sẽ làm xong nhanh thôi. La Lan Thị cười nói. Mẹ, con đã trở về. Một thanh âm từ xa truyền tới. Lâm Thiên. Là Lâm Thiên đã trở lại. La Lan Thị ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bầu trời, thân hình run lên, bà đương nhiên quen thuộc thanh âm kia. Giờ phút này ánh mắt Lục Trung cũng nhìn về phương xa, nơi đó có vài thân ảnh đang bay nhanh tới. Mẹ! Thanh ảnh nháy mắt rơi xuống trước người La Lan Thị, nhìn nữ tử trung niên áo trắng trước mặt, Lục Lâm Thiên cẩn thận quan sát,
mấy năm nay mẫu thân tựa hồ đã mập mạp hơn một ít. Sao con đột nhiên trở lại, làm cho mẹ còn nghĩ mình nghe lầm đâu. Trong mắt La Lan thì chợt ướt át lẫn kích động, thân hình chậm rãi đứng lên. Mẹ, chẳng lẽ mẹ không hy vọng con sớm trở về sao? Lục Lâm Thiên mỉm cười hỏi. Hai từ này, mẹ đương nhiên hy vọng con sớm trở về. La Lan thị mỉm cười nói. Siêu siêu. Vài thân ảnh lần lượt hạ xuống bên dưới đình viện. Ca ca, đây là mẫu thân sao? Lục Tâm Đồng nhìn phụ nhân áo trắng trước mắt, có chút khẩn trương hỏi. Lâm Thiên, đây là... Lúc này La Lan thị cũng đang đánh giá thiếu nữ xinh đẹp, khả ái trước mặt. Ngũ quan tinh xảo, cái miệng nhỏ nhắn, hai hàng lông mi dài, má lúm đồng tiền, đích thực là một mỹ nhân tương lai mà. Tâm Đồng, đây là mẫu thân. Lục Lâm Thiên mỉm cười, lập tức nói với mẫu thân mình. Mẫu thân, đây là Tâm Đồng mà người hay nghe tới. Nữ nhi ra mắt mẫu thân. Lục Tâm Đồng nhìn phụ nhân hiền từ trước mặt, người này giống như trong tưởng tượng của nàng như đúc, nàng lập tức hành lễ. Con gái, mau đứng lên đi. La Lan thì kéo tay Lục Tâm Đồng, trong mắt vô cùng kích động. Có nước mắt bắt đầu xuất hiện, nhìn người con gái nuôi này nàng càng nhìn càng thấy thích. Lan Lan kéo tay Lục Tâm Đồng rồi nói. Mẫu thân cũng đã sớm nghe nói về con rồi, hôm nay mới được nhìn thấy, không ngờ lại cao như vậy, cũng đẹp như vậy. Người làm mẫu thân như ta quả thực có phúc lớn mới có một nữ nhi xinh đẹp như vậy. Mẫu thân, con cũng một mực nhớ tới người. Lục Tâm Đồng cũng vô cùng thân thiết ỉ ôi nằm trong lòng Lan Lan thị. Trước mặt phụ nhân hiền lành này, nàng không có một chút cảm giác mới lạ nào. Được rồi Tâm Đồng, mẫu thân nghe nói con sắp tới cho nên cố ý đi mua cho con vài thứ, con nhìn xem có thích không. La Lan thị vội vã móc từ trong lòng ra một hộp gấm. Trong hộp gấm có một kiện dây chuyền tinh xảo, nhìn dáng vẻ dường như giá trị cũng xa xỉ, dù sao mấy năm nay trên người Lan Lan thị cũng không thiếu kim tệ. Cảm ơn mẫu thân. Lục Tâm Đồng tức thì vui vẻ tiếp nhận dây chuyền rồi đeo vào cổ. Cha! Lục Lâm Thiên nhìn mẫu thân và Lục Tâm Đồng rồi mỉm cười đi tới bên người Lục Trung. Tầng ngăn cách giữa phụ tử hai người cũng đã sớm biến mất. Mấy năm nay có khỏe không? Nhìn nhi tử, Lục Trung không nói nhiều, cũng có thể giữa nam nhân với nhau cũng không cần nói nhiều lắm. Thế nhưng ngay từ đầu ánh mắt hắn vẫn luôn đặt trên người Lục Lâm Thiên. Không có việc gì, như thế này không tốt sao? Lục Lâm Thiên cười nói. Ra mắt phụ thân. Lục Tâm Đồng cũng đi tới trước mặt Lục Trung rồi hành lễ. Ta lại có thêm một nữ nhi ngoan rồi. Lục Trung kéo tay Lục Tâm Đồng, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Thực lực của người con gái nuôi trước mắt hắn đã sớm biết từ trong miệng Lục Vô Song và Vân Hồng Lăng. Cường giả Linh Vương không tới 18 tuổi, cường giả trẻ tuổi thứ 3 trong thập đại cường giả. Tự nhiên có một nữ nhi như vậy, ai mà không muốn cơ chứ? Người một nhà gặp nhau, tiếng cười vui mừng lập tức vang lên. Tiểu Long bình thường thích làm ầm ĩ lúc này cũng vui vẻ đứng bên cạnh mà mừng thay cho lão đại. Đồng thời trong mắt nó lại có chút cô đơn, trong lòng nhớ tới phụ mẫu của bản thân nó. Dương Quá nhìn mọi người vui vẻ, trong mắt đột nhiên có chút ướt át, đứng ở một bên mỉm cười. Khi Lục Lâm Thiên giới thiệu Dương Quá cho mọi người, nghe nói đây là Dương Quá bài danh thứ tư trong thập đại cường giả, sắc mặt Lục Trung lập tức đại biến, hầu như là líu lưỡi. Bởi vì thập đại cường giả trẻ tuổi hiện tại có 5 người trong đình viện. Nhìn 5 người thanh niên này, Lục Trung cũng vô cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Mà khi Lục Trung cùng La Lan thì biết Tiểu Long chính là con rắn nhỏ màu vàng khi trước luôn bên người Lục Lâm Thiên cũng kinh hãi không ngớt, hai người không thể tưởng tượng nổi. Người nhà gặp nhau đương nhiên đề tài nói chuyện sẽ không hết. Lan Lan thì càng thêm khoa trương không ngừng quan sát Lục Lâm Thiên, xem hắn có gầy hay không. Trong đình viện nơi Vân Khiếu Thiên ở, thân ảnh đại hộ pháp xuất hiện. Tông chủ, tiểu tử Lục Lâm Thiên kia vừa mới trở về đã lập tức náo nhiệt. Lại còn tạo thành không ít động tĩnh với đám người chiến đao khuất đao tuyệt. Dường như còn ước hội 3 ngày sau chiến một trận trên địa Long Đỉnh. Đại hộ pháp nói, ồ... Tiểu tử này nhanh như vậy đã xử lý xong chuyện ở Phi Linh Môn rồi sao? Tạo thành một chút động tĩnh cũng tốt, đệ tử Vân Dương Tông gần đây cũng không có xuất sắc như đám người khuất đao tuyệt. Để mấy đệ tử khác học hỏi một hồi cũng tốt. Vân Khiếu Thiên mỉm cười nói, ánh mắt có chút ngoài ý muốn. Tông chủ, từ tin tức mà chúng ta nhận được có nói,
Phi Linh Môn bằng vào thủ đoạn sấm sét đối phó với Bách Linh Tông, Song Đao Môn. Hiện tại lại kết minh với Thiên Âm Môn, ở trong cổ vực cũng có danh khí nho nhỏ. Cường giả trong môn cũng gia tăng không ít, Hổ Viêm Thiên Vương, Khấu Phi Yến, đám người An Cát Tú Na cũng được thu vào trong Phi Linh Môn. Đại Hộ Pháp nói, tiểu tử này quả thực đủ quyết đoán, để xem động tác của Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Môn Nhất Trang như thế nào. Vân Khiếu Thiên nở nụ cười thỏa mãn. Tông chủ, Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo có lẽ sẽ có động tác, liệu Phi Linh Môn có trở thành Huyền Thiên Môn thứ hai hay không? Đại Hộ Pháp có chút lo lắng nói. Huyền Thiên Môn khi trước tứ cố vô thân, tuy rằng thực lực rất mạnh, thế nhưng dù sao cũng chỉ có một mình. Phi Linh Môn tuy rằng thực lực không mạnh như Huyền Thiên Môn khi trước, thế nhưng cường giả ấn giấu phía sau Phi Linh Môn cũng cực kỳ kinh khủng. Mà Phi Linh Môn lại có Vân Dương Tông ta và Linh Thiên Môn hỗ trợ. Đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông còn chưa tới mức tùy tiện động vào Phi Linh Môn. Hơn nữa tất cả các Sơn Môn sợ rằng cũng không muốn đối phó với Phi Linh Môn. Chủ yếu chỉ muốn nhìn xem phía sau Phi Linh Môn này tiểu tử kia ẩn tàng bao nhiêu thực lực mà thôi. Vân Khiếu Thiên nói, trưởng môn, hôm nay tiểu tử Lục Lâm Thiên kia dẫn tới đây Lục Tâm Đồng và Dương Quá kia. Đại Hộ Pháp nói, Dương Quá bài danh thứ tư kia sao? Vân Khiếu Thiên nhíu mày rồi kinh ngạc hỏi. Không sai, chính là Dương Quá kia. Đại Hộ Pháp nói, Dương Quá kia và tiểu tử Lục Lâm Thiên này sao lại có quan hệ vậy? Vân Khiếu Thiên có chút hoài nghi, thế nhưng cũng không đoán ra được cái gì. Trạng vạng, trong đình viện lúc này có một mùi hương tỏa ra bốn phía. La Lan Thị đích thân xuống bếp làm một bàn thức ăn phong phú. Mặc dù lúc này đám người Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá không cần ăn cơm, dựa vào tu luyện, không cần dựa vào ăn cơm mà bổ sung năng lượng nữa. Thế nhưng dưới mùi hương này, cả đám đều nuốt nước bọt ngồi vây chung quanh bàn. Tiểu Long không chút khách khí, bụng giống như là không đáy không ngừng càn quét thức ăn. Nếu như không phải Lục Lâm Thiên trừng mắt nhìn nó, một bàn ăn lớn như vậy căn bản cũng không đủ để nhét kẽ răng. Mọi người khó có được lúc tụ tập đầy đủ cùng một chỗ, cho nên hôm nay cả đám vô cùng vui vẻ. Thế nhưng Dương Quá vẫn vô cùng kiệm lời, chỉ cười bồi mà thôi. Con trai, con cũng ăn nhiều một chút. Nhìn dáng vẻ của Dương Quá, Lan Lan thì cũng vô cùng thích. Mặc kệ là cường giả bài danh gì gì đó mà gắp thức ăn cho hắn. Mãi cho đến khi trong bát đầy tràn mới dừng tay. Đa tạ bá mẫu. Dương Quá vội vàng nói tạ ơn. Nhìn bát cơm. Trong mắt lại có chút ươn ướt, dường như là nhớ tới cái gì đó mà nước mắt không khống chế được cứ chảy ra. Con trai, con làm sao vậy? La Lan thì tức thì đứng dậy, đi tới trước mặt Dương Quá rồi nói. Có phải bá mẫu làm cơm không ngon hay không? Không phải, ngoại trừ tỷ tỷ ra, không ai đối đãi tốt với con như mọi người. Dương Quá tức thì nói. Vậy thì nhà con ở đâu? La Lan thì nói. Từ nhỏ con không có phụ mẫu. Vốn cùng tỷ tỷ lớn lên cùng một chỗ. Nhìn thấy mọi người, con cũng muốn có phụ mẫu. Chỉ là tỷ tỷ đã từng nói qua, phụ mẫu chúng con đã sớm mất đi rồi. Dương Quá nói xong, nước mắt lại chảy xuống. Hai tử ngoan, đừng khóc nữa. Nếu như không chê bá mẫu, sau này ta chính là mẫu thân của con cũng chính là thân nhi tử của ta. Sau này ta sẽ lo cho con. Nhìn Dương Quá lúc này Lan Lan thị lại bộc phát tình thương của người mẹ. Thật sao, con có thể gọi người là mẫu thân sao? Dương Quá ngẩng đầu hỏi La Lan Thị. Đứa nhỏ này, đương nhiên là có thể rồi. La Lan Thị cười nói. Hài nhi ra mắt mẫu thân. Dương Quá lập tức đứng dậy, cung kính hành lễ. Mau đứng lên đi, ăn cơm trước đi, đợi mẫu thân tìm y phục cho con thay. La Lan Thị mỉm cười nói. Khục khục, Lục Lâm Thiên ho sặc sụa, cảnh tượng này khiến cho Lục Lâm Thiên líu lưỡi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mẫu thân chỉ cần nói 3-4 câu là có thể thu một trong thập đại cường giả trẻ tuổi làm nhi tử, tốc độ này quá nhanh, quả thực có chút dọa người. Hai người Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng lúc này cũng nhìn nhau không biết nói gì. Chuyện này có mỗi hai gia hỏa Lục Tâm Đồng, Tiểu Long là người bình tĩnh nhất, hoàn toàn không để ý tới xung quanh, đang không ngừng cướp đoạt đồ ăn. Mà Lục Trung lúc này cái miệng hoàn toàn có thể nhét vừa một quả trứng gà. Một bàn đầy người. Thập đại cường giả có mặt lúc này có một là nhi tử của hắn. Hai người là con dâu, còn hai người nữa một người là con gái nuôi,
một người là con nuôi. Nghĩ vậy, Lục Trung không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. La Lan thì cũng không nghĩ tới mấy chuyện này, cũng không rảnh mà nghĩ tới. Bởi vì trong lòng của nàng, nhi tử và con dâu, hiện tại còn có con gái nuôi và con nuôi đều có thể khỏe mạnh, vui vẻ là nàng vui rồi. Thế nhưng nàng không biết, trong thập đại cường giả thì nàng là mẫu thân của 5 người, thân phận này nếu như đem ra bên ngoài, sợ rằng đủ để oanh động một phương. Vào đêm, bóng đêm bao phủ chu không, một vầng trăng xuất hiện trên bầu trời tỏa ra ánh sáng nhu hòa chiếu xuống Vân Dương Sơn Mạch. Trong một căn phòng có hai đạo thân ảnh ngồi đó, chính là Lục Lâm Thiên cùng Lục Vô Song. Lâm Thiên, có tin tức của thiên địa các truyền tới hay không? Lục Vô Song nhẹ nhàng ngồi xuống giường rồi nói. Còn chưa có, lần trước bọn họ nói một tháng là có tin tức, chẳng lẽ còn có chuyện gì xảy ra? Lục Lâm Thiên nói. Yên tâm đi, có tin tức thì thiên địa các sẽ truyền tới Vân Dương Tông rồi. Thiếp có chút khẩn trương, không biết phụ mẫu thân sinh thiếp còn khỏe mạnh hay không? Lục Vô Song lo lắng nói. Vô Song, phụ mẫu nàng có thể khiến cho thiên địa các tìm kiếm tin tức đương nhiên sẽ không phải là người bình thường. Nàng yên tâm đi. Lục Lâm Thiên nói, người có thể khiến cho thiên địa các tìm tin tức, bối cảnh chắc hẳn không tầm thường chút nào. Chỉ mong như vậy. Lục Vô Song khẽ nói, hai hàng lông mi nhíu lại khẽ thả lỏng. Có nghĩ tới ta hay không? Lục Lâm Thiên giang hai tay, từ phía sau ôm chặt lấy nữ tử thanh nhã. Ngửi mùi hương từ mái tóc đen nhánh sau đầu nàng rồi nhẹ nhàng nói. Chàng nói xem. Lục Vô Song khẽ nói. Nhìn nữ tử trước mặt, Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng. Hai mắt như thất thần nhìn vào khuôn mặt tinh xảo, xinh đẹp này. Còn chưa nhìn đủ sao? Lục Vô Song mỉm cười, ngón tay khẽ điểm một cái vào mũi Lục Lâm Thiên, miệng nở nụ cười quyến rũ. Cả đời đều không đủ. Lục Vô Song trả lời rồi cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng. Trong nháy mắt thân thể hai người đều run rẩy dữ dội. Cảm xúc mềm mại kia khiến cho toàn thân Lục Lâm Thiên run lên. Đầu lưỡi Lục Lâm Thiên giống như một con rắn không ngừng di chuyển, mở đôi môi mềm mại. Trong nháy mắt dây dưa với cái lưỡi thơm tho của Lục Vô Song. Hai người ôm lấy nhau, dưới phản ứng nguyên thủy này năm ngón tay Lục Lâm Thiên di chuyển, tùy ý chạy loạn trên cỗ thân thể mềm mại này. Hai đầu lưỡi còn đang giao hòa, Lục Vô Song ỉ ôi nằm trong lòng Lục Lâm Thiên. Một lát sau, trên giường y phục bay tứ tung, cảnh tượng trắng như tuyết hiện lên. Ngoài cửa sổ gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, trong phòng, đôi nam nữ này một lát sau đã hòa vào làm một thể, trong phòng xuân sắc vô biên. Một đêm trôi qua, ánh trăng sáng ngời dần biến mất, những cơn gió nhẹ đầu mùa xuân thổi qua, trên ngọn núi ngọn cây hơi đong đưa, trên bầu trời trong xanh, đàn ong mật có màu đồng xanh đang từ xa bay tới, ánh nắng ban mai trải một màu vàng tươi khắp các nơi nơi. Ồ, không tồi chút nào. Khi Lục Lâm Thiên rời giường nhìn thấy Dương Quá tức thì vô cùng kinh ngạc. Lúc này Dương Quá đã mặc một bộ trường bào mới tinh bao phủ lấy thân thể to lớn, màu da nâu, ngũ quan phân minh như đao khắc, có vẻ vô cùng tuấn mỹ, lại có chút cương nghị. Ánh mắt sáng sủa thâm thúy quả thực vô cùng xuất khí. Nhị đệ, buổi sáng tốt lành. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên, Dương Quá tức thì nở nụ cười có chút ý vị. Nhị đệ sao? Lục Lâm Thiên tức thì ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn Dương Quá. Đúng vậy, mẫu thân hôm qua có nói qua, ta so với đệ lớn hơn 2 tuổi, vì vậy ta sẽ là đại ca, đệ là nhị đệ của ta. Dương Quá chăm chú nhìn Lục Lâm Thiên, không có chút ý tứ đùa giỡn nào. Đúng vậy Lâm Thiên, Quá Nhi so với con lớn hơn 2 tuổi, sau này nó chính là đại ca của con. Đại ca con thành thật, con không được bắt nạt nó. Lan Lan thì chậm rãi xuất hiện rồi mỉm cười nói. Ai dám bắt nạt hắn a, hắn là Vũ Vương tứ trọng, con mới là Vũ Vương nhị trọng đây này. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, bản thân mình không ngờ tự nhiên lại có một ca ca. Hắn chỉ có thể âm thầm cười khổ một lát rồi mỉm cười nói. Mẫu thân, con biết rồi. Ha ha, sau này muội có 2 người ca ca rồi. Lục Tâm Đồng bước tới, vô cùng vui vẻ nói. Được rồi, nhanh tới ăn sáng đi. Trên một ngọn núi lớn của Vân Dương Tông, bên trên có một đám kiến trúc lớn. Khi Lục Lâm Thiên cưỡi Thiên Sĩ Tuyết Sư đi tới thì nhìn thấy bên trên có mấy đệ tử trẻ tuổi đang tu luyện vũ kỹ, cạnh đó còn có 2 đạo thân ảnh quen thuộc. Tham kiến 2 vị sư huynh. Lục Lâm Thiên nói, 2 người này chính là 2 đệ tử Mã Phương,
Quách Đông Dương của sư phụ hắn. Từ khí tức của hai người này hiện tại, khi trước Mã Phương là vũ tướng nhất trọng, lúc này cũng đã tới vũ tướng thất trọng, Quách Đông Dương trước đây là vũ phách bát trọng, lúc này cũng đã tới vũ tướng ngũ trọng. Là Lâm Thiên sư đệ sao? Đệ trở về khi nào vậy? Mã Phương, Quách Đông Dương nhìn thấy Lục Lâm Thiên tức thì kinh ngạc hỏi. Cả hai người đều nở nụ cười, bởi vì đây là tam sư đệ mà bọn họ vẫn luôn kiêu ngạo. Đệ trở về từ ngày hôm qua. Lục Lâm Thiên nói. Nhanh, mấy người các ngươi mau tới ra mắt tam sư huynh của các ngươi. Mã Phương tức thì nói với bảy thanh niên phía xa. Tham kiến tam sư huynh. Bảy người này hành lễ, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Đại danh của tam sư huynh Lục Lâm Thiên, thành tựu từ Vân Dương Tông tới cổ vực, thành cự giang, tất cả bọn họ đã sớm nghe sư phụ nói qua. Nghe nhiều tới mức thuộc luôn. Sư phụ bình thường dạy bảo bọn họ thường nói chuyện về vị tam sư huynh này khiến cho bọn họ cũng vô cùng chờ mong với tam sư huynh. Có người sư huynh như vậy bọn họ cũng vô cùng tự hào. Lúc này gặp mặt cả đám đều khẩn trương và kích động. Các sư đệ miễn lễ, tu luyện cho tốt đi, vì nhất mạch chúng ta mà tranh giành một phen. Lục Lâm Thiên cười nói. Vâng, sư huynh. Bảy người nghiêm túc đáp. Vội vàng tới đây, mấy khỏa đan dược này các sư huynh đệ nhận lấy đi. Lục Lâm Thiên từ trong nhẫn chữ vật móc ra 35 khỏa đan dược tứ phẩm cao giai. Cho mỗi sư đệ 5 khỏa, lại xuất ra 10 khỏa đan dược ngũ phẩm cao giai giao cho Mã Phương và Quách Đông Dương. Chút đan dược ấy đối với Lục Lâm Thiên hiện tại mà nói chính là chín châu mất một sợi lông. Thế nhưng đối với mấy người này lại cực kỳ khổng lồ. Tuy rằng tài nguyên tu luyện của Vân Dương Tông phong phú, bọn họ lại là đệ tử của Vũ Trưởng Lão, tài nguyên tu luyện càng không thiếu. Thế nhưng bằng vào thực lực của bọn họ muốn lấy được đan dược tứ phẩm và ngũ phẩm cao giai cũng không dễ. Huống chi Lục Thiếu Du lại cho mỗi người 5 khỏa. Đa tạ sư huynh. Mọi người hành lễ. Lâm Thiên, người đã trở về rồi sao? Lúc này, trên ngọn núi có một đạo thân ảnh xinh đẹp xuất hiện. Một vị phụ nhân cao gầy từ trên ngọn núi xuống. Người này tuổi chừng 60, thế nhưng làn da bảo dưỡng vô cùng tốt, trên khuôn mặt trắng nõn không có một nếp nhăn nào. Hai mắt sáng sủa. Nhìn qua nhiều nhất cũng chỉ có 50 tuổi. Người mặc một bộ cung trang màu xanh, khí chất thanh nhã bất phàm, người này chính là Tạ trưởng lão. Ra mắt Tạ trưởng lão. Lục Lâm Thiên hành lễ, trong lòng cũng có chút kỳ quái. Tạ trưởng lão này sao lại tới ngọn núi của sư phụ? Nhìn dáng vẻ của Tạ trưởng lão hiện tại, sắc mặt ửng hồng, khí sắc cũng không kém, nhìn qua giống như càng lúc càng trẻ. Lâm Thiên, ta còn có việc đi trước. Sư phụ ngươi ở trên đó, ngươi lên tìm sư phụ ngươi đi. Tạ trưởng lão nhìn thấy Lục Lâm Thiên xuất hiện lập tức vội vàng rời đi. Nghi hoặc một lát, Mã Phương và Quách Đông Dương cùng Lục Lâm Thiên đi tới đỉnh viện nơi Vũ Ngọc Tiền ở. Dọc đường đi từ trong miệng hai người Lục Lâm Thiên biết được gần đây tình sư phụ thay đổi không ít. Đã lâu không mắng ai, mà gần đây không biết có chuyện gì xảy ra, bình thường sư phụ hay chạy tới ngọn núi của Tạ trưởng lão. Mỗi lần còn phải chỉnh đốn trang phục một phen. Sư phụ, con đã trở lại. Đi vào trong đình viện, Lục Lâm Thiên cũng đã sớm phát hiện ra Vũ Ngọc Tiền có mặt trong đó. Lúc này nhìn thấy sư phụ, Lục Lâm Thiên cũng vô cùng kinh ngạc. Lúc này sư phụ hắn không bình thường chút nào, chính xác hơn là hình tượng không giống thường ngày. Toàn thân nhìn qua vô cùng sạch sẽ, sáng sủa, trên người không ngờ còn có mùi hương nhàn nhạt. Lâm Thiên, rốt cuộc con đã trở về. Con về vừa lúc, sư phụ cũng có một việc muốn nói cho con nghe. Nhìn thấy ái đồ của mình trở về, Vũ Ngọc Tiền có chút thần bí kéo Lục Lâm Thiên vào phòng. Mã Phương và Quách Đông Dương cũng thức thời lui xuống. Sư phụ, có chuyện gì mà thần bí như vậy? Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Lục Lâm Thiên lập tức hỏi Vũ Ngọc Tiền. Lâm Thiên, có chuyện ta định nói với con, thế nhưng con không được chê cười sư phụ. Vũ Ngọc Tiền cười hắc hắc nói. Lục Lâm Thiên ngẩn người, nụ cười của sư phụ hắn quá khó nhìn, lẽ nào, Lục Lâm Thiên dường như nghĩ tới cái gì đó, lập tức hỏi. Sư phụ, người nói đi, rốt cuộc là làm sao? Hắc hắc, sư phụ con định thành hôn. Vũ Ngọc Tiền nhìn Lục Lâm Thiên, có chút ngượng ngùng nói. Ồ, Lục Lâm Thiên sửng sốt, lập tức nói. Sư phụ, đây là chuyện tốt, chúc mừng người, không biết sư mẫu là ai. Cái này... Vũ Ngọc Tiền cười hắc hắc, có chút ngượng ngùng ngẩng đầu nói. Chính là Tạ trưởng lão. Lục Lâm Thiên tức thì trợn mắt,
Tuy rằng bản thân hắn đã suy đoán ra một ít, thế nhưng hắn cũng không thể tin được. Có người nói Tạ trưởng lão trên Vân Dương Tông là thạch nữ có tiếng. Khi trước còn trẻ có rất nhiều thanh niên tuấn kiệt truy cầu cũng không có được tâm mỹ nhân. Không nghĩ tới chừng này tuổi rồi lại muốn thành hôn, lại bị vị trưởng lão có thực lực thấp nhất trên Vân Dương Tông thu vào tay. Sư phụ, các người có, khục, có cảm tình từ bao giờ vậy? Lục Lâm Thiên thiếu chút nữa nói ra chữ gian tình. Chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi, quá mức chấn kinh. Chuyện này, Vũ Ngọc Tiền cười hắc hắc nói. Lần trước ở thành Cự Giang, ta thấy con thắng, hưng phấn quá không cẩn thận ôm hôn Tạ trưởng lão một cái. Sau khi trở lại Vân Dương Tông, Tạ trưởng lão đằng đằng sát khí muốn tìm ta tính sổ. Ta giải thích thế nào cũng được, dưới tình huống cấp bách ta lại ôm nàng hôn thêm vài cái. Ai biết lại xảy ra chuyện này, không nghĩ tới lại là lần đầu tiên của nàng. Sau đó Tạ trưởng lão không những không tìm ta gây phiền phức mà còn khóc lóc muốn ta phụ trách. Vì vậy ta đành. Vũ Ngọc Tiền nói xong, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ nói tiếp. Con biết rồi đó, sư phụ con là người có trách nhiệm, cho nên chỉ có thể thành hôn mà thôi. Lục Lâm Thiên nghe sư phụ Vũ Ngọc Tiền nói vậy, há hốc mồm một lúc lâu rồi lập tức đứng dậy cung kính thi lễ. Sư phụ à, người đúng là sư phụ con, đệ tử bội phục a. Lục Lâm Thiên thật sự bội phục sư phụ mình sát đất. Hoàn toàn chỉ có thể dùng một chữ châu để hình dung, quả thực sư phụ hắn quá nghiêu. Sau đó hai thầy trò lại hàn huyên không ít, bất chi bất giác trôi qua mấy canh giờ, Lục Lâm Thiên cũng biết được ba ngày sau sư phụ và Tạ trưởng lão cử hành hôn lễ, cũng không thông báo ra bên ngoài, chỉ thông chi người trong tông mà thôi. Rời khỏi nơi ở của sư phụ, Lục Lâm Thiên cưỡi Thiên Sĩ Tuyết Sư đi tìm nhạc phụ Vân Khiếu Thiên. Trong đình viện, sau khi Lục Lâm Thiên hành lễ xong, Vân Khiếu Thiên mang theo Lục Thiếu Du đi tới nội đường, ánh mắt Vân Khiếu Thiên nhíu lại rồi nói. Tiểu tử, hành động gần đây của con cũng không chậm, bước tiếp theo con có tính toán gì không? Nhạc phụ, vài ngày nữa con định đi tới thành Ma Vân ở Đông Hải. Chuyện phi linh môn phiền nhạc phụ chú ý giúp con một chút, con cũng yên tâm hơn. Lục Lâm Thiên nói. Ồ, tiểu tử con đi thành Ma Vân ở Đông Hải làm gì? Vân Khiếu Thiên hiếu kỳ hỏi. Có một chút việc nhỏ cho nên phải tới đó một chút. Từ Đại Lục Linh Vũ đi tới thành Ma Vân ở Đông Hải vô cùng xa, trên đường cũng vô cùng hỗn loạn. Trong thành Ma Vân cũng không phải là nơi an bình, con muốn tới đó phải cẩn thận một chút. Thực lực của con tuy rằng không kém, thế nhưng mạnh thì có người mạnh hơn. Hiện tại có lẽ có không ít người chú ý tới con, nói chung, tất cả mọi chuyện phải cẩn thận một chút. Vân Khiếu Thiên nói với Lục Lâm Thiên. Tiểu tế sẽ chú ý. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Từ đây đi tới Đông Hải vô cùng xa xôi, tất cả đều vô cùng hỗn loạn. Trên đường còn có không ít thế lực lớn. Tất cả chuyện này Lục Lâm Thiên đã sớm biết được từ trong miệng Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh và Sát Phá Quân. Con và Thiên Âm Môn kết minh. Vân Khiếu Thiên không nói thêm gì. Lục Lâm Thiên muốn đi thành Ma Vân, đương nhiên hắn sẽ không ngăn cản. Dù sao hiện tại cũng biết thực lực của tiểu tử này đã được liệt vào hàng cường giả, đi ra ngoài tôi luyện một phen cũng là chuyện tốt. Nhạc phụ, vị cơ trưởng môn kia đúng là thúc thúc của Hồng Lăng sao? Lục Lâm Thiên hỏi. Ai? Vân Khiếu Thiên thở dài nói. Hắn thực sự là thúc thúc của Hồng Lăng. Lần này từ thành Cự Giang trở về ta và Hồng Lăng cũng tới Thiên Âm Môn một chuyến. Vị nhị thúc này của Hồng Lăng từ trước đến nay không thích tranh giành mà chỉ thích âm luật. Thậm chí đối với chức vị tông chủ Vân Dương Tông khi trước cũng không chút hứng thú. Vì không muốn làm nhắc lên quan hệ với Vân Dương Tông cho nên hắn mới mang họ Cơ rồi tiến vào trong Thiên Âm Môn. Lục Lâm Thiên nhíu mày, thực sự là có việc này. Cơ Vô Thường này không thích tranh giành, ngay cả chức vị tông chủ của Vân Dương Tông cũng không thèm để ý. Người này cũng coi như là đặc thù. Nghĩ lại, ngay cả Lục Lâm Thiên cũng có chút ao ước. Trong nhân sinh. Làm được như vậy là một chuyện vô cùng tốt, chí ít cũng có bao nhiêu người muốn như vậy mà không được. Kỳ thực, như hắn cũng tốt, chí ít cũng dễ hơn nhiều, đôi khi ta cũng ước được như hắn. Vân Khiếu Thiên cảm thán nói. Nhạc phụ, người tọa trấn một phương, cũng có không biết bao nhiêu người ước ao đó. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Tiểu tử này, hiện tại con cũng là trưởng môn Phi Linh Môn. Bằng vào thực lực hiện tại của Phi Linh Môn coi như cũng không kém. Tọa trấn một phương con cảm thấy nhẹ nhàng sao? Vân Khiếu Thiên nhìn chăm chú về phía Lục Lâm Thiên rồi nói. Lục Lâm Thiên nhíu mày,
trong lòng hắn đương nhiên hiểu rõ. Chỗ cao không tránh được lạnh a. Người ta nói càng cao nước chảy càng xa. Thế nhưng chỉ có bản thân hắn mới biết ngồi càng cao thì càng lạnh. Sư phụ con 3 ngày sau thành hôn với Tạ trưởng lão, con có biết không? Vân Khiếu Thiên nói. Tiểu tế vừa mới biết được. Lục Lâm Thiên nói. Không nghĩ tới sư phụ con. Vân Khiếu Thiên mỉm cười, dường như cũng không biết nói gì khác, lại nói. Sư phụ con quả thực có chút bản lĩnh. Được rồi, Dương Quá kia vì sao lần này cũng bị con dẫn tới đây? Lẽ nào hắn ta có quan hệ với con? Bằng không con giúp ta hỏi một chút, người này có hứng thú gia nhập Vân Dương Tông ta hay không? Bằng vào tài nguyên tu luyện của Vân Dương Tông ta, tuyệt đối có thể khiến cho thực lực của hắn. Lục Lâm Thiên ngẩn người, hắn biết vị nhạc phụ này muốn gì, Lục Lâm Thiên liền lập tức ngắt lời Vân Khiếu Thiên rồi nói. Bẩm nhạc phụ, Dương Quá chính là đại ca của tiểu tế. Cái gì, là đại ca của con? Vân Khiếu Thiên ngẩn ra, nghi hoặc nhìn Lục Lâm Thiên. Chuyện này, Lục Lâm Thiên vuốt mũi nói. Con cũng không biết a, phần thân thích này là mẫu thân tiểu tế tìm tới. Dù sao hiện tại hắn là đại ca của con. Lục gia các ngươi còn để cho người khác sống hay không? Vân Khiếu Thiên bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên. Đám thanh niên hiện tại của Lục gia đều là hạng người kinh khủng, khiến cho hắn vô cùng phiền muộn. Sau khi rời khỏi đình viện của nhạc phụ Vân Khiếu Thiên đã là buổi chiều. Ban đêm, trong căn phòng Lục Lâm Thiên cảnh xuân lại vô hạn, bất quá lúc này nữ chủ nhân lại đổi thành người khác. Những ngày kế tiếp Lục Lâm Thiên cả ngày bồi tiếp mẫu thân và Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng. Hơn nữa có Lục Tâm Đồng và Dương Quá, mọi người khó có được ngày đoàn tụ, mỗi ngày đều có vẻ vô cùng ấm áp. Mà trong thời gian mấy ngày này, trong Vân Dương Tông vô cùng náo nhiệt. Có hai chuyện khiến cho đám đệ tử cũ và mới vô cùng chờ mong. Chuyện thứ nhất đó chính là chiến đao khuất đao tuyệt, phách đao long tam, phi ưng lăng phong sắp chiến một trận nữa với Lục Lâm Thiên trên địa long đỉnh. Đối với 3 người chiến đao khuất đao tuyệt, tất cả những người trong Vân Dương Tông đương nhiên đều biết. 3 người này cùng với tiểu thư Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song, còn có Hàn Phong, Đổng Phàm, quỷ thủ Đồ Tử Thuần là những người trẻ tuổi mạnh nhất Vân Dương Tông. Mà trong 6 người này, 3 người chiến đao khuất đao tuyệt, phách đao long tam, phi ưng lăng phong chính là người mà chúng đệ tử muốn đuổi kịp. Về phần Lục Lâm Thiên, đệ tử Vân Dương Tông đã nghe nhiều tới mức thuộc. Đệ tử đắc ý của Vũ trưởng lão. Quán quân đại hội tam tông tứ môn, vũ giả ngũ hệ, hô phu của tiểu thư. Trưởng môn phi linh môn trong cổ vực, linh vũ song tu, lại là người đứng đầu trong thập đại cường giả trẻ tuổi. Một chuỗi dài này đã đủ để dọa người. 4 người đại chiến trên địa long đỉnh một trận đừng nói là những đệ tử cũ và mới, ngay cả chúng chấp sự, hộ pháp, trưởng lão cũng vô cùng chờ mong. Mà chuyện thứ hai, Vũ Ngọc Tiền trưởng lão và Tạ trưởng lão đại hôn. Tin này khiến cho chúng đệ tử líu lưỡi. Trong Vân Dương Tông đã bắt đầu răng đèn kết hoa. Bằng vào địa vị của Vũ trưởng lão và Tạ trưởng lão tại Vân Dương Tông, 2 người thành hôn đương nhiên không thể qua loa. Tuy rằng không thông chi ra bên ngoài, thế nhưng trong Tông, Tông chủ đã hạ lệnh, nhất định phải vô cùng náo nhiệt. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã qua 3 ngày. Sáng sớm, ánh sáng chiếu xuống, từng ngọn núi xuyên qua tầng mây giống như một hòn đảo nhỏ trôi nổi trên bầu trời. Hiện ra một đỉnh núi màu xanh. Sương mù bốc lên, từ xa nhìn lại quả thực là một bức tranh vô cùng tuyệt mỹ. Một ngọn núi vô cùng cao nhìn qua bị người ta chặt đứt, hiện lên một đỉnh núi lớn. Lúc này là mùa xuân, 4 phía có không ít hoa dại dập dìu trong gió tràn ngập hương hoa, khiến cho lòng người thoải mái không ít. Trên địa long đỉnh mà không đệ tử nào không biết lúc này có không ít người đi tới. Địa long đỉnh này vốn chỉ có đệ tử thân truyền mới tiến vào. Lúc này đám người Lục Lâm Thiên, chiến đao khuất đao tuyệt đánh một trận, đệ tử cũ và mới cũng xin xỏ hộ pháp cho nên tất cả đều có thể tiến vào địa long đỉnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên địa long đỉnh lúc này nhân số còn đang chậm rãi tăng lên. Đoàn người nhộn nhạo 4 phía cùng với tiếng xôn xao không dứt khuếch tán ra chung quanh. Trình độ náo nhiệt vô cùng lớn. Mà ngay cả trong ngọn núi lúc này cũng có không ít chấp sự, hộ pháp, ngay cả đại hộ pháp cũng xuất hiện. Một lát sau, có vài đầu yêu thú khổng lồ xuất hiện. Chúng đệ tử ồ lên, ngay cả một vài trưởng lão cũng tới. Bình thường đệ tử thân truyền trên long bảng thi đấu cũng không có vị trưởng lão nào tới xem. Mau nhìn, Vương trưởng lão tới. Còn có Dương trưởng lão, sư phụ của khuất đao tuyệt, không nghĩ tới trưởng lão cũng tới.
còn có Tống trưởng lão và Ngô trưởng lão kia. Mau nhìn, Tạ trưởng lão và Vũ trưởng lão cũng tới. Ngày mai hai vị trưởng lão này sẽ thành hôn a. Tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Sắc trời vừa sáng không có bao lâu, trên địa Long đỉnh đã có vạn người tụ tập, nhân số còn đang tăng thêm. Đệ tử cũ mới, đệ tử thân truyền tất cả đều chạy tới đây từ sáng sớm. Mau nhìn, Hàn Phong sư huynh cũng tới. Nghe nói Hàn Phong sư huynh vốn có thể trở thành tông chủ tiếp theo, chỉ tiếc trong lúc thi đấu chọn thập đại cường giả lại không có thành tích quá tốt. Đồng Phàn sư huynh cũng tới. Có người nói Đồng Phàn sư huynh đã là linh xuất thất trọng rồi. Còn có Đỗ Tử Thuần sư huynh, có người nói năm đó hắn là cường giả top 10 long bảng. Mấy năm nay vẫn luôn bế quan, thực lực sợ rằng còn trên Đồng Phàn sư huynh a. Không nghĩ tới hôm nay những người khó gặp đều tới. Có lẽ hôm nay sẽ rất náo nhiệt nha. Từng thân ảnh khó gặp xuất hiện trên địa Long đỉnh khiến cho chúng đệ tử khẽ nghị luận. Những người này đều là cường giả tuyệt đối trên long bảng cũng để cho mọi người cảm thấy kích động. Có người nói, những đệ tử năm đó là những đệ tử có thực lực mạnh nhất. Trong đoàn người lúc này có hai thân ảnh xinh đẹp. Hai người này lập tức thu hút không ít ánh mắt. Trong đó có một người tuổi chừng 30, thế nhưng nhìn qua cũng không có vẻ già cả. Người này mặc một thân cẩm bào bao phủ đường cong mềm mại, thân thể thành thục phong vận 10 phần, vô cùng gợi cảm. Đặc biệt là bờ môi mang theo sự hương diễm cùng với mùi hương thoang thoảng nhìn qua vô cùng upsilon. Bộ ngực lớn khiến cho không ít nam đệ tử chung quanh chảy máu mũi. Mà một nữ nhân khác ước chừng 27-28 tuổi, thân thể mềm mại, có một mái tóc dài màu đen, giống như thác nước xõa xuống vai. Dáng dấp mang theo 3 phần thanh thuần, 3 phần khả ái, 3 phần phong tình và yêu mị. Nếu như Lục Lâm Thiên ở dưới này nhất định có thể nhận ra, hai người này chính là tỷ muội Dương Mạn và Dương Diệu của Dương gia. Muội muội, muội nói xem thực lực của Lục Lâm Thiên này có phải mạnh mẽ như trong lời đồn hay không? Dương Mạn hỏi Dương Diệu. Hẳn là thật, thực lực vô song tỷ cũng chỉ có thể đứng thứ 8. Lâm Thiên có thể bài danh đầu tiên trong thập đại cường giả, thực lực đương nhiên không cần phải nghĩ. Dương Diệu mỉm cười nói, hiện tại nàng ở trong Vân Dương Tông cũng đã trở thành một hộ pháp. Thân là vũ giả song hệ, thực lực lúc này cũng đã là vũ xuất ngũ trọng. Trong Vân Dương Tông cũng là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ là quang mang trên đám người khuất đao tuyệt quá mạnh mẽ cho nên mới che khuất ánh sáng trên người nàng. Mà lúc này bên người Dương Diệu cũng có rất nhiều người theo đuổi, thế nhưng cũng không có ai lọt vào trong mắt của nàng. Nghe nói Phi Linh Môn cũng không tệ lắm. Dù sao đi nữa một đoạn thời gian nữa ta cũng phải rời khỏi Vân Dương Tông. Không biết đi Phi Linh Môn phát triển có được không? Dương Mạn nhàn nhạt nói, nhất cử nhất động đều vô cùng mê hoặc đối với những nam đệ tử chung quanh. Siêu siêu! Trong bầu trời lúc này có 3 đầu yêu thú phi hành khổng lồ mang theo một cỗ khí lưu bay tới. Không khí thổi xuống khiến cho y phục trên người mọi người bay phất phới. Trong nháy mắt trên lưng 3 đầu yêu thú phi hành có 3 đạo thân ảnh từ trên cao đáp xuống trung tâm sân rộng. 3 đạo thân ảnh hạ xuống. Người thứ nhất đáp xuống, y phục trắng như tuyết, gợn sóng trong không gian khẽ động, một chút bụi bặm trên mặt đất cũng không bị kinh động. Đạo thân ảnh thứ hai trong nháy mắt hạ xuống mang theo một cỗ kình phong sắc bén khuếch tán. Hai chân đạp xuống mặt đất, tức thì trên mặt đất xuất hiện vài cái khe nhỏ. Đạo thân ảnh thứ ba thì giống như một chiếc lá rụng, trực tiếp nhảy từ trên cao xuống, thi triển phù quang lược ảnh của Vân Dương Tông, dưới chân có một vòng xoáy bằng chân khí vô hình. Dưới tiếng thét chói tai của nữ đệ tử toàn trường và ánh mắt nóng bỏng của một số người, dòng xoáy khuếch tán, thân ảnh này nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất vô cùng tiêu sái. Là Phi Ưng Lăng Phong sư huynh. Lăng Phong sư huynh. Không ít nữ đệ tử điên cuồng la lên, đạo thân ảnh thứ ba này không phải là ai khác mà chính là Phi Ưng Lăng Phong. Là tình nhân trong mộng của hầu hết nữ đệ tử trong Vân Dương Tông. Mặc dù cũng coi như có tuổi, thế nhưng nam nhân 30 tuổi là thời điểm có mị lực nhất. Phong độ, anh tuấn bất phàm, thực lực cường hãn. Hiện tại chính là hộ pháp của Vân Dương Tông, sau này tiền đồ không thể hạn lượng. Nam nhân như vậy đủ để những nữ đệ tử khác điên cuồng. Ba người đáp xuống đất, yêu thú phi hành tự mình rời đi. Ba người phân biệt đứng ở 3 hướng nhìn vào nhau không nói gì. Đều tự mình quay về phía trưởng lão và đại hộ pháp phía xa hành lễ. Cuối cùng nhắm mắt dưỡng thần. Ba người xuất hiện. Khí thế trên địa Long đỉnh tức thì không giống khi trước. Bầu không khí bắt đầu có chút nóng bỏng. Chiến ý thật mạnh mẽ.
tiền đồ của ba tiểu tử này thật không thể hạn lượng a. Trên đài cao, Tống trưởng lão nói. Luận thực lực, ba người này không phải là người trẻ tuổi mạnh nhất trên Vân Dương Tông. Luận thiên phú cũng không phải là người mạnh nhất, thế nhưng nói tới chiến ý và ý chí, trên Vân Dương Tông sợ rằng ngay cả Hồng Lăng cùng với Vô Song cũng kém ba tên tiểu tử này. Dương trưởng lão nói. Lời Dương trưởng lão nói khiến cho chúng trưởng lão hộ pháp không khỏi âm thầm gật đầu. Thiên phú và thực lực của ba người này không phải mạnh nhất. Thế nhưng luận chiến ý và ý chí, ba người này tuyệt đối mạnh nhất. Ba người xuất hiện, toàn trường vắng vẻ lập tức ầm ĩ. Thế nhưng tiếng ồn ào lại không chút ảnh hưởng tới ba người này. Ba người vẫn đứng nhắm mắt bất động. Tiểu tử này, vẫn luôn thích để người khác chờ như vậy. Trên đài cao, Dương trưởng lão nhíu mày, nhìn về phía trước. Giống. Ngay trong ánh mắt của mọi người, phía xa trong không trung vang lên tiếng thú giống. Tức thì hơn 20.000 ánh mắt lập tức nhìn về không trung. Lúc này đột nhiên có một đầu yêu thú phi hành khổng lồ màu trắng đang nhanh chóng bay tới. Là thiên sĩ tuyết sư, Lục Lâm Thiên đã tới. Trên Vân Dương Tông, tất cả những đệ tử cũ đều biết thiên sĩ tuyết sư là tòa kỵ của Lục Lâm Thiên. Trong tiếng nghị luận của mọi người, thiên sĩ tuyết sư đã xuất hiện trong bầu trời. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư lúc này có mấy đạo thân ảnh. Người đứng phía trước chắp tay đứng im, y phục màu xanh, ánh mắt kiên nghị, khóe miệng luôn treo nụ cười tà dị. Phía sau lưng người này có ba nữ tử tuyệt sắc và một tiểu đồng tóc vàng. Còn có một thanh niên anh tuấn, mặt khác còn có một nam tử trung niên, một mỹ phụ trung niên ăn mặc giản dị. Siêu! Hai cánh thiên sĩ tuyết sư rung lên tạo ra một cơn gió mạnh trên bầu trời rồi lập tức xoay quanh trong tầng trời thấp. Thiên sĩ tuyết sư lục giai a. Có tòa kỵ như vậy khiến cho những đệ tử khác ao ước không ngớt. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, nam tử áo xanh kia nhảy xuống. Thân thể từ từ hạ xuống, quanh thân vô hình chung có một cỗ khí lưu bài xích không khí. Chỉ lắc mình một cái đã trực tiếp đáp xuống trung tâm sân rộng. Ngay cả một chút không khí cũng không rung động. Thân thể đáp xuống đất, vừa vặn đứng ở giữa ba người chiến đao khuất đao tuyệt. Hắn hình như thay đổi không ít, thành thục hơn nhiều. Trong đoàn người, nhìn đạo thân ảnh quen thuộc mà xa lạ kia, Dương Diệu lẩm bẩm nói. Ra mắt sư phụ, trên lưng thiên sĩ tuyết sư, Lục Trung đi tới trước mặt Vũ trưởng lão rồi hành lễ. Ta đã sớm nói qua trục xuất ngươi ra khỏi sư môn rồi, bằng không bối phận sẽ rối loạn. Dù sao đi nữa ngươi cũng là cha của đồ đệ ta a. Vũ trưởng lão liếc mắt nhìn Lục Trung rồi cười hắc hắc đi tới trước mặt La Lan thị nói. La Lan muội tử, ngày mai ta thành hôn, muội nhất định phải đến sớm một chút. Chúc mừng Vũ trưởng lão. La Lan thị mỉm cười nói. Mẫu thân, người ngồi đi, con vừa tìm cho người một cái ghế. Dương Quá cũng không biết từ nơi nào tìm được một cái ghế, lập tức đặt bên cạnh La Lan thị. Mẫu thân, người nhanh ngồi đi. Lục Tâm Đồng vô cùng thân thiết đứng bên người La Lan thị nói. Dương Quá, Lục Tâm Đồng. Lần này, trên đài cao có mấy thanh âm kinh ngạc vang lên. Tạ trưởng lão, Tống trưởng lão, Phú trưởng lão, Ngô trưởng lão khi trước cũng có mặt ở thành Cự Giang, bởi vì bộ dáng hiện tại của Dương Quá Ngọc Thụ Lâm Phong, không giống dáng dấp lôi thôi khi dự thi cho nên mấy người còn chưa nhận ra. Thế nhưng sau khi nhìn kỹ đương nhiên không khó nhận ra. Đây chính là cường giả bài danh thứ tư trong thập đại cường giả. Trưởng lão Vân Dương Tông có mặt ở đây cũng không có mấy người mạnh hơn Dương Quá này. Ồ, các người đều biết con ta sao? La Lan thì có chút kinh ngạc hỏi. Con ngươi? Chúng trưởng lão Vân Dương Tông tức thì nuốt một ngụm nước bọt rồi nhìn nhau. La Lan muội tử, là nhi tử của muội sao? Vũ Ngọc Tiền càng thêm khoa trương, trợn mắt hỏi. Đúng vậy, còn có nữ nhi này của ta. Sau này mong chư vị trưởng lão chiếu cố nhiều hơn. La Lan thì kéo tay Dương Quá cùng với Lục Tâm Đồng rồi nói với chúng trưởng lão Vân Dương Tông. Khách khí rồi, khách khí rồi. Mọi người đổ mồ hôi lạnh, thực lực của Dương Quá và Lục Tâm Đồng mấy người đều biết. Dương Quá cường hãn không cần phải nói. Mà nha đầu Lục Tâm Đồng này, đừng nhìn thấy bộ dáng nàng khả ái hiện tại mà lầm, độc công trên người nàng, lại có thú hồn bát giai. Sợ rằng trong mấy người ở đây liệu có mấy ai có thể chống lại. Chiếu cố hai người này sao? Sợ rằng mấy người có mặt ở đây không có cái thực lực đó. Nhìn La Lan thị, chúng trưởng lão Vân Dương Tông không khỏi hít sâu một hơi. La Lan thị này vốn chỉ là một phụ nhân bình thường.
Thế nhưng hiện tại trong thập đại cường giả trẻ tuổi trên đại lục có 3 người là con của nàng, 2 người là con dâu của nàng. Người phụ nhân bình thường này hiện tại nếu như dậm chân một cái, có lẽ Vân Dương Tông cũng phải lung lay a. Lục Lâm Thiên sư huynh đã tới. Là người đứng đầu thập đại cường giả sao? Sắp bắt đầu rồi a. Tiếng nghị luận 4 phía hội tụ, 4 người ở giữa sân lúc này được vạn chúng chú mục. Siêu siêu. Lục Lâm Thiên xuất hiện, 3 cỗ khí thức giống như cự thú ngủ say thức tỉnh lan tràn ra trên sân, 3 người đột nhiên mở mắt, tinh quang trong mắt bắn ra. Lục Lâm Thiên, người mỗi lần đều thích tới muộn a. 3 người mở mắt, Phách Đao Long Tam nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Không phải ta tới muộn mà là 3 người các ngươi tới sớm. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Vậy thì bắt đầu đi. Ánh mắt Khuất Đao Tuyệt nhướng lên, trong mắt hiện lên chiến ý nóng bỏng. Lần này các ngươi muốn chiến thế nào đây? Lục Lâm Thiên mở miệng cười nói. Bằng vào thực lực của 3 người, chiến đao Khuất Đao Tuyệt dường như vừa mới đột phá vũ xuất thất trọng không lâu, khí tức chưa có ổn định. Mà Phách Đao Long Tam cùng Phi Ưng Lăng Phong đều là vũ xuất lục trọng đỉnh phong. Loại thực lực này Lục Lâm Thiên đương nhiên không có bao nhiêu áp lực. Thế nhưng Lục Thiếu Du cũng biết, thực lực và tu vi của 3 người này kém nhau không nhiều. Sợ rằng chiến đao Khuất Đao Tuyệt này thực lực đủ để tương đương với bát trọng thậm chí là vũ xuất cửu trọng. Mà 2 người Phách Đao Long Tam cùng với Phi Ưng Lăng Phong kia, thực lực cũng không yếu hơn vũ xuất bát trọng. Nực cười, người đã là người đứng đầu thập đại cường giả. Lẽ nào còn muốn một mình đấu với chúng ta sao? Vậy thì chúng ta chỉ có nước chờ bị ngươi chà đạp. Chúng ta đã thương lượng qua rồi, 3 người chúng ta liên thủ chiến với một mình ngươi. Phi Ưng Lăng Phong khẽ nói, khí chất lạnh nhạt kia khiến cho không ít nữ đệ tử chung quanh bị si mê. Hắc hắc, 3 người các ngươi liên thủ thì ta cũng có thể chà đạp các ngươi. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc, khóe miệng có chút tiếu ý nhàn nhạt nói. Thế nhưng nếu như các ngươi đầu hàng thì ta có thể hạ thủ nhẹ một chút. Nếu như ngươi không dùng toàn lực thì chính là khinh thường chúng ta. Dù sao đi nữa hôm nay chúng ta cũng không định sẽ thắng ngươi. Thế nhưng ngươi muốn thắng cũng không dễ như vậy đâu. Phách Đao Long Tam nói. Chính là các ngươi nói đấy nhé, ta không khách khí nữa. Lục Lâm Thiên xoa tay, đánh 3 tên này một chầu cũng là chuyện không tồi. Hóa ra 3 vị sư huynh cùng chiến với Lục Lâm Thiên một trận a. 3-1, không biết Lục Lâm Thiên có thể chống lại hay không? 3 người đều là cường giả, Lục Lâm Thiên này thật là ngông cuồng. Trong đám đệ tử mới có không ít người nghị luận. Ngươi không khách khí thì sao nào? Dù sao đi nữa hôm nay ta cũng không khách khí với ngươi. Phi Ưng Lăng Phong, Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt, Phách Đao Long Tam nhìn nhau, dường như đã đạt được một loại ăn ý. Nói xong, y phục trên người Phi Ưng Lăng Phong không gió tự tung bay, gợn sóng trong không gian bằng mắt thường cũng có thể thấy được đã bắt đầu xuất hiện. Trên người 2 người Long Tam và Khuất Đao Tuyệt cũng có một cỗ khí tức ba động, vô hình trung bắn về phía Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên thu hồi thiếu ý, đối mặt với 3 người này tuy rằng Lục Lâm Thiên không có áp lực. Thế nhưng cảm nhận cỗ khí thế kia, chiến ý trong người Lục Thiếu Du cũng khuếch tán ra. Đây là chiến ý thuần túy, chiến ý không nhiễm một chút nhân tố nào khác. Lục Lâm Thiên nhắm 2 mắt lại, một cỗ khí tức bắt đầu lan tràn. 4 người ở xa nhìn nhau, trong không gian lúc này đột nhiên có một cỗ khí tức quỷ dị tràn ra. Mặt đất giữa nơi 4 người đứng không biết từ khi nào đã nứt nẻ. Những cái khe nhanh chóng lan tràn về phía trước. Thật mạnh, mọi người chỉ có thể sợ hãi than, có thực lực như vậy đủ để khiến cho các đệ tử mơ ước. Khí thế bá đạo quanh người 4 người lúc này khiến cho không ít đệ tử cảm thấy run rẩy trong lòng. Cạch cạch, ngay khi những cái khe dưới chân 4 người tiếp xúc với nhau, trên mặt đất đột nhiên có lực lượng va chạm. Thanh âm trầm muộn đột nhiên không chút dấu hiệu vang lên. Phanh, toàn bộ không gian run lên sau một tiếng nổ vang, đá vụn bắn ra 4 phía. Siêu siêu, trong nháy mắt này, 3 đạo thân ảnh từ 3 góc đồng thời nhảy lên. Chân khí bạo phát. 3 đạo thân ảnh ầm ầm phóng lên cao rồi đánh ra 1 đạo trường ấn. Tiếng trầm muộn vang lên, 3 người đồng thời lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên, khí thế kinh người kia khiến cho những đệ tử đứng xem ở gần cảm thấy khó thở. Ha ha, tới tốt. Lục Lâm Thiên bỗng nhiên mở mắt, thủ ấn lặng lẽ được kết. Đột nhiên đánh ra 1 đạo trường ấn màu vàng, trong nháy mắt mấy đạo trường ấn trực tiếp va chạm vào nhau. Phanh phanh phanh, thân thể 3 người Khuất Đao Tuyệt,
Long Tam, Lăng Phong từ trên không trung bay ngược xuống. Chân khí cường hãn giống như mang theo gợn sóng trong không gian khuếch tán. Ba người xuất thủ một kích, ngay cả thân ảnh Lục Lâm Thiên cũng không làm lay động, sắc mặt ba người đại biến. Mấy hài tử này, không có chuyện gì lại đi đấu với nhau. Tự làm thương tổn tới bản thân mình à. La Lan Thị nhìn vào giữa sân, ánh mắt vô cùng lo lắng. Mẫu thân, một chút thương thế ấy không có việc gì đâu. Dương Quá nói. Phanh. Ba thân ảnh hạ xuống giữa sân, khuôn mặt trầm xuống. Trong tay chiến đao khuất đao tuyệt đột nhiên xuất hiện một thanh chiến đao. Chiến đao này toàn thân vàng óng, giống như do hoàng kim tạo ra. Quang mang lưu chuyển, sống đao dày rộng, lưỡi dao mỏng manh, hàn mang bắn ra bốn phía. Gợn sóng trong không gian chung quanh chiến đao lắc lư, một tiếng đao minh quanh quẩn trong không trung. Lục Lâm Thiên, ngươi nên cẩn thận một chút. Chiến ý nổi lên, đồng thời vừa nói xong, thân ảnh chiến đao khuất đao tuyệt lần thứ hai đánh tới. Chiến đao vung lên, gợn sóng trong không gian trước mặt trực tiếp bị bổ ra. Đao mang cắt vỡ không gian bắn tới. Một mảnh chân khí thuộc tính thổ cuồng bạo khuếch tán. Thân thể khuất đao tuyệt cũng xuất hiện trong tầm mắt của Lục Lâm Thiên. Trên đao mang kia mang theo một cỗ uy thế tuyệt đối. Còn có ta, đừng để cho hắn dễ chịu. Phách đao Long Tam vừa nói xong, khí thế trên thân thể to lớn kia khuếch tán. Bàn chân đạp mạnh mặt đất một cái, mặt đất nứt nẻ, chân khí cường hãn tràn ra chung quanh. Gợn sóng trong không gian rung động, trong bàn tay to lớn đột nhiên xuất hiện một thanh đại đao. Đại đao này dài chừng 2 xích, sống đao dày rộng, hàn mang trên lưỡi đao bắn ra bốn phía. Siêu siêu. Đại đao được chém ra, chân khí từ trong cơ thể tuôn ra. Khí tức đột nhiên đại tăng. Long Tam cũng nhảy lên, thân thể giống như một mũi tên rời cung, trường đao trong tay mang theo một đám đao mang xẹt qua không gian cùng với một đám tàn ảnh, kinh khí sắc bén, trong nháy mắt bổ về phía Lục Lâm Thiên. Tất cả vô cùng sắc bén, bá đạo. Lục Lâm Thiên, trước tiên ăn của ta một trường. Nói xong, thân ảnh Phi Ưng Lăng Phong đã xuất hiện phía sau Lục Lâm Thiên. Một đạo trưởng ấn trực tiếp được đánh về phía Lục Lâm Thiên. Tốc độ có thể nói là quỷ mị. Mặc dù chiến đao khuất đao tuyệt và phách đao Long Tam công kích đầu tiên, thế nhưng trên phương diện tốc độ lại không bằng Phi Ưng Lăng Phong. Thật không? Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, khóe miệng xuất hiện tiêu ý. Siêu siêu. Trong nháy mắt, một đạo trưởng ấn của Lăng Phong đánh tới, thân ảnh Lục Lâm Thiên tức thì bị phân thành 4-5 mảnh. Dọa cho Lan Lan Thị và không ít đệ tử mới sắc mặt đại biến. Tàn ảnh. Lúc này ánh mắt Lăng Phong đại biến, bản thân đã có dự cảm không tốt. Chân khí dưới chân chớp động, hòa thành một vòng xoáy cực lớn. Nơi thân ảnh đi qua tạo thành một đường vòng cung, giống như một cơn lốc, trực tiếp chạy trốn. Phanh phanh. Thế nhưng lúc này thân ảnh Lục Lâm Thiên đã xuất hiện. Không gian to lớn trực tiếp gấp khúc, sắc mặt Phi Ưng Lăng Phong đại biến. Đột nhiên cảm giác được thân thể không thể nhúc nhích. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ đột nhiên chút xuống, thân thể hắn bị đánh cho rơi xuống mặt đất. Phách đao quyết. Nhìn thấy Lăng Phong bị đánh rơi xuống mặt đất, phách đao Long Tam cũng lao thẳng tới. Khí thế bàng bạc tràn ra rồi bao phủ không gian trong sân rộng. Trên trường đao, quang mang đại thịnh, trường đao tạo thành từng đạo tàn ảnh ngập trời, đao mang cuồng bạo phô thiên cái địa bạo phát ra. Mỗi một đạo đao mang đều mang theo lực lượng xé rách không gian rốn như thực chất, trực tiếp bổ gợn sóng trong không gian ra. Chiến đao thức thứ nhất, phách không lạc địa đao. Thân ảnh khuất đao tuyệt cũng nhanh chóng xuất hiện. Hai người đem Lục Lâm Thiên vây công vào trong. Chiến đao trong tay bổ ra, đao mang bắn ra. Chỉ trong chớp mắt, đao mang mang theo khí thế sắc bén bao phủ không gian trước người Lục Lâm Thiên. Trong nháy mắt bổ về phía Lục Thiếu Du. Dưới khí thế như vậy, không gian rung động. Những người có mặt đều sợ hãi than liên tục, tất cả các đệ tử líu lưỡi. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lục Lâm Thiên không có một động tác gì, ngay khi hai đạo đao mang đánh tới, quanh người đột nhiên tràn ra một đám quang mang. Trong quang mang không gian bị gấp khúc, giống như thân thể được một tầng lá mỏng bao phủ vậy. Siêu siêu. Trong không gian này, đao mang kinh khủng của hai người khuất đao tuyệt, Long Tam đánh tới, khi động vào cỗ quang mang kia đột nhiên biến mất không còn tung tích. Mà ngay cả chân khí trong người khuất đao tuyệt và Long Tam lúc này cũng đình trệ, vô hình chung trực tiếp bị cấm chế. Hắc hắc, xuống dưới đi. Một đạo thanh âm hầu như cùng một lúc vang lên trong tai hai người. Hai người lập tức bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh bay xuống mặt đất. Phanh phanh.
tất cả chỉ trong chớp mắt mà thôi. Ba người hầu như rơi xuống mặt đất cùng một lúc. Một kích của ba người không ngờ lại bị Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng giải quyết như vậy, đồng thời cũng bị phản kích. Ta kháo! Phi Ưng Lăng Phong dẫn đầu ba người đứng dậy, trên người cũng không có thương thế gì. Tiếp tục! Một tiếng quát nhẹ từ trong miệng Phi Ưng Lăng Phong vang lên. Thân thể giống như quỷ mị nhảy ra, năm ngón tay uốn lượn, nam đạo chỉ ấn phá không được đánh ra. Nam đạo chỉ ấn mang theo kình phong cường hãn, tiếng xé gió nhanh như thiểm điện bắn về phía Lục Lâm Thiên. Hừ, lại ăn một đao của ta. Long Tam giơ đại đao lên, thanh âm cuồng bạo trong nháy mắt vang vọng. Đao mang đánh ra, từ bên trong đao mang khuếch tán ra lực lượng cuồng bạo. Đao mang đột nhiên khuếch tán khắp bầu trời rồi giống như lưu quang hội tụ. Dưới quang mang chói mắt, đao mang đột nhiên hóa thành một đạo đao mang hơn nghìn trượng giống như thực chất. Khí phách mạnh mẽ, khí thế trên người phách đao Long Tam lúc này đã tới đỉnh. Cánh tay giơ lên, đao mang cường hãn cuồng bạo xé rách không gian đánh về phía Lục Lâm Thiên. Thực lực như vậy, tuy rằng là vũ xuất lục trọng, thế nhưng tuyệt đối không yếu hơn vũ xuất bát trọng. Chiến đao thức thứ hai, tuyệt diệu ảnh đao. Ánh mắt khuất đao tuyệt trầm xuống, lần thứ hai huy vũ chiến đao trong tay. Khí tức khuếch tán ra chung cơ nơ, giống như là không gian đọng lại. Dưới đao mang, không gian bị chém ra từng vết. Trên toàn bộ sân rộng lúc này chỉ có lưu quang từ đao mang lóe lên. Ha ha, tới tốt. Lục Lâm Thiên mỉm cười. Thực lực mấy người này quả thực không kém. Nếu không phải hắn đã đột phá vũ vương, thì quả thực rất khó đối phó với ba người này. Hàn băng ấn. Ảm nhiên tiêu linh trưởng. Thử thôi phong trưởng của ta. Chiến đao thứ ba, thiên la địa võng đao. Thiên thủ liệt cương ấn. Đại địa cương thuẫn. Lục Lâm Thiên, ăn phong quyển tàn vân của ta. Phong quyển tàn vân ta cũng có. Trong lúc gió nổi mây phun, từng tiếng quát vang lên. Mấy đạo thân ảnh xuyên qua không gian hỗn loạn, từng đạo khí tức cuồng bạo cùng với thanh âm bạo liệt vang lên không ngớt trên sân rộng. Phanh phanh phanh. Long Tam, Lăng Phong, khuất đao tuyệt lần lượt bị đánh bay rồi lại đứng dậy công kích. Lục Lâm Thiên lưu thủ cho nên mỗi lần chỉ đánh bay ba người, cũng không tạo thành thương thế quá lớn. Phanh phanh. Đá vụn bắn tứ tung, ba người lần thứ hai bị đánh bay, tuy rằng không có thương thế quá nặng, thế nhưng mặt mũi cũng bị bầm dập, nhìn qua chật vật không ngớt. Ha ha, ta đã nói rồi. Ba người các ngươi liên thủ ta cũng có thể chà đạp các ngươi. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc rồi nói. Có thể chà đạp ba người này như vậy quả thực không dễ dàng. Hừ. Tiếp tục, ba người lại lần nữa lao tới, thế nhưng trong nháy mắt lại bị đánh bay xuống. Trên sân rộng, chúng trưởng lão và hộ pháp đều cười khổ. Thực lực ba người khuất đao tuyệt đã rất mạnh rồi, thế nhưng thực lực Lục Lâm Thiên lại vô cùng biến thái, cường hãn. Ba người kia cũng chỉ có thể bị chà đạp mà thôi. Lục Trung nhìn xuống giữa sân, thấy thực lực Lục Lâm Thiên hiện tại, trong mắt không khỏi hiện lên tiêu ý. Thực lực như vậy đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Vũ Ngọc Tiền khẽ mỉm cười, đệ tử của hắn đã hoàn toàn có thể chà đạp đệ tử của những trưởng lão khác khiến cho hắn vô cùng mát mặt. Nhị đệ bắt nạt mấy người bọn họ quá rồi. Đúng lúc này, Dương Quá trên khán đài nhìn thấy một màn kia, cũng không nhịn mà hét lớn một tiếng. Ba người các ngươi, ta đến giúp một tay. Thanh âm trầm thấp vang lên, một đạo thân ảnh màu xám lóe lên, trong lúc mọi người còn chưa nhìn thấy rõ ràng đã đáp xuống sân rộng. Một cỗ khí thế bắt đầu lan tràn ra chung quanh. Dương Quá. Trên đài, chúng trưởng lão tức thì nhíu mày. Lúc này trong Vân Dương Tông, tất cả các đệ tử cũng không nhận ra Dương Quá, thế nhưng cảm nhận cỗ khí thế trên người Dương Quá, đám đệ tử cũng không khó nhìn ra thực lực người này rất mạnh. Chỉ có Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, Lục Tâm Đồng là cười khổ, có Dương Quá gia nhập, sợ rằng càng thêm náo nhiệt. Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong. Long Tam dường như còn chưa biết thân phận của Dương Quá, cũng chỉ mới gặp Dương Quá ngày hôm qua mà thôi. Ánh mắt ba người đảo qua trên người Dương Quá, thực lực người này không ngờ ba người bọn họ lại nhìn không thấu, trong lúc mơ hồ, ba người đều có thể cảm giác được. Thực lực Dương Quá tuyệt đối cường hãn, khiến cho trong lòng bọn họ vô hình chung có cảm giác run sợ. Ha ha, tới đây đi. Lục Lâm Thiên mỉm cười, có Dương Quá gia nhập, chiến ý trong mắt hắn càng tăng lên. Lúc này mới có thể tận hứng. Đệ cũng nên cẩn thận. Dương Quá nhíu mày, chiến ý trong mắt bắn ra. Một cỗ chân khí thổ hệ từ trong cơ thể tràn ra. Cánh tay vung lên, một cỗ kình phong mạnh mẽ khuếch tán,
thổ bay bụi trên mặt đất. Một cỗ khí tức sắc bén lan tràn ra chung quanh. Thật mạnh mẽ. Khí thế của Dương Quá khiến cho sắc mặt ba người Khuất Đao Tuyệt kinh hãi, khí thế như vậy bọn họ còn xa mới có thể chống lại. Không ít đệ tử cũ chung quanh lúc này cũng cả kinh. Người này là ai, thật mạnh mẽ a. Trong đoàn người, quỷ thủ Đỗ Tử Thuần kinh ngạc nói. Thật mạnh, không phải là người bình thường a. Dương Diệu nhíu mày, cỗ khí tức trên người nam tử áo xám kia khiến cho nàng có cảm giác run sợ. Muội muội, muội có biết người nọ là ai không? Quả thực rất tuấn tú, rất có vị đạo. Nhìn Dương Quá, ánh mắt Dương Mạn sáng ngời, hai mắt nhìn chăm chú vào trên người Dương Quá. Hai tử này, vì sao cũng lên rồi? La Lan thì bất đắc dĩ than thở, nhìn thấy Dương Quá cũng lên đài khiến cho nàng vô cùng sốt ruột. Mẫu thân, yên tâm đi, hai ca ca đều không có việc gì đâu. Lục Tâm Đồng mỉm cười, thực lực của ca ca và Dương Quá nàng cũng biết. Siêu siêu, giờ phút này, giữa sân đã tràn ngập khí thế hung hãn. Chiến ý trên người Dương Quá tràn ra, chân khí thuộc tính thổ từ trong cơ thể bạo phát, cuối cùng giống như quang cháo bao phủ không gian quanh người. Trên người trong nháy mắt có một chiếc áo giáp bằng chân khí. Chiếc áo giáp này giống như nham thạch tạo thành. Năng lượng thuộc tính thổ chung quanh lúc này vô cùng trầm ổn, một cỗ khí thế ngất trời từ trên đó bạo phát ra. Khí tức của Vũ Vương, người này là Vũ Vương. Không ít đệ tử cũ là người biết hàng lập tức kinh ngạc, toàn trường ồ lên. Thanh Linh Khải Giáp. Lục Lâm Thiên biết thực lực của Dương Quá cho nên lập tức bố trí Thanh Linh Khải Giáp. Khí tức trên người hắn giờ phút này cũng thả ra, thực lực Vũ Vương nhị trọng nhanh chóng xuất hiện trong mắt mọi người. Hai cỗ năng lượng mạnh mẽ sinh ra uy áp lan tràn ra chung quanh. Tức thì khiến cho những người thực lực hơi yếu hô hấp có chút khó khăn. Trời a, mới qua bao lâu mà tiểu tử này đã là Vũ Vương nhị trọng rồi. Trên khán đài, Dương trưởng lão há hốc mồm. Khi trước trên thành Cự Giang, Lục Lâm Thiên mới là Vũ Vương nhất trọng mà thôi, lúc này đã là Vũ Vương nhị trọng. Thực lực thật mạnh mẽ. Đám người chung quanh sợ hãi than. Cảm nhận từng cỗ chiến ý phóng lên trời trong sân rộng khiến cho trong lòng mọi người chấn động. Vũ Vương, không ngờ lại là Vũ Vương, còn không phải là Vũ Vương bình thường. Khuất Đao Tuyệt cảm nhận khí tức trên người Dương Quá khiến cho hắn vô cùng sợ hãi. Trong mắt hắn, người hắn bội phục nhất vẫn chỉ có một mình Lục Lâm Thiên. Mà lúc này cảm nhận được khí tức của Dương Quá hắn mới biết được. Ở bên ngoài, cường giả trẻ tuổi quả thực không ít. Hắn chỉ ở trong Vân Dương Tông sợ rằng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Bắt đầu. Sóng gợn trong không gian bị đánh văng ra. Bầu không khí trầm ổn rốt cuộc bị phá tan. Siêu siêu. Thân ảnh Lục Lâm Thiên, Dương Quá lập tức thả người nhảy lên, tốc độ cực nhanh. Người có thể nhìn thấy rõ ràng thân ảnh của hai người sợ rằng cũng không nhiều. Tuyệt đại bộ phận người chỉ có thể nhìn thấy hai cái bóng không rõ mà thôi. Phanh phanh. Hai người giống như lưu tinh trực tiếp va chạm vào nhau mang theo lực lượng mạnh mẽ. Sóng gợn trong không gian nhộn nhạo, trong nháy mắt chấn động, tiếng trầm muộn kinh thiên vang lên, toàn bộ không gian lúc này giống như bị nghiền nát vậy. Thực lực thật mạnh mẽ. Chúng đệ tử há hốc mồm, thực lực như vậy cách bọn họ quá xa, căn bản không cùng một đẳng cấp. Lên, Khuất Đao Tuyệt, Long Tam, Lăng Phong nhìn nhau, có thể tham dự trận chiến như vậy. Đối với bọn họ mà nói chính là cơ hội khó cầu. Thân ảnh ba người lập tức nhảy lên. Lục Lâm Thiên, bốn người vây công ngươi cũng đừng nói chúng ta bắt nạt ngươi. Phi Ưng Lăng Phong hét lớn một tiếng, quanh thân xuất hiện một vòng xoáy thật lớn. Trong vòng xoáy vang lên tiếng gió thổi ô ô, dòng xoáy điên cuồng xoay tròn, giống như một cơn lốc khổng lồ. Cơn lốc khổng lồ này đột nhiên co rút lại còn trăm thước giống như một đạo quang trụ chọc trời. Sóng gợn trong không gian bị bài xích. Cả không gian gấp khúc. Bàn chân Long Tam đạp mạnh hư không một cái, thân ảnh bắn về phía trước mang theo một mảnh đao mang ngập trời đánh về phía Lục Lâm Thiên. Khuất Đao Tuyệt cũng không cam lòng yếu thế, khí thế bàng bạc tuôn ra, lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Ha ha, tới tốt. Lục Lâm Thiên cười ha ha, lúc này mới có thể tận hứng. Ánh mắt hắn nhíu lại, chân khí bàng bạc phô thiên cái địa từ trong cơ thể tuôn ra. Chân khí dưới chân chợt lóe. Thân thể Lục Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện trên sân rộng. Bàn tay trong nháy mắt vươn ra, trong không trung nhất thời có một cỗ năng lượng thuộc tính thổ phô thiên cái địa bạo phát tới. Cả không gian trực tiếp gấp khúc, trong không gian, ngoại trừ Lục Thiếu Du ra, áp lực trên người mọi người tăng lên.
Công kích kinh khủng của ba người Long Tam, Lăng Phong, Khuất Đao Tuyệt tức thì ảm đạm giống như ba người bị cấm chế vậy. Phá! Dương Quá hét lớn một tiếng. Năng lượng thuộc tính thổ quang người giống như thủy triều hội tụ vào trong trưởng ấn trong tay. Uy thế trong nháy mắt đại tăng. Trên bàn tay có một đạo trưởng ấn màu vàng mang theo tàn ảnh phóng lên cao, lập tức đánh vào trong không gian của Lục Lâm Thiên. Phanh phanh! Không gian của Lục Lâm Thiên tạo ra dường như bị chấn động, áp lực trên người ba người Lăng Phong, Khuất Đao Tuyệt mới giảm đi. Thân thể nhân cơ hội chạy ra. Phanh phanh! Năm người như thuấn di, tiếp tục đánh với nhau. Có Dương Quá gia nhập, áp lực của ba người Khuất Đao Tuyệt giảm đi không ít. Lục Lâm Thiên không thể dùng toàn lực của hắn đều là sát chiêu. Một khi vận dụng sẽ không còn là thi đấu bình thường. Do có Thanh Linh Khải Giáp và Bất Diệt Huyền Thể, hắn cũng không lo lắng quá. Thế nhưng uy hiếp Dương Quá tạo ra quá lớn, nếu như hắn không dùng toàn lực, muốn đối phó với Dương Quá sẽ không phải là chuyện dễ dàng. Mà Dương Quá trên phương diện lĩnh ngộ thuộc tính cũng rất mạnh. Trong lúc đấu Lục Lâm Thiên cũng phát hiện ra, khi chống lại Dương Quá, dưới năng lượng thuộc tính thổ của Dương Quá, lực áp chế của không gian thuộc tính thổ của hắn sẽ giảm đi. Trước mặt Dương Quá không còn tạo ra tác dụng quá lớn. Nguyên nhân trong đó chỉ cần suy nghĩ một lát là Lục Lâm Thiên cũng hiểu rõ. Trong không gian năng lượng thuộc tính, hoàn toàn là dùng năng lượng thuộc tính của bản thân áp chế đối thủ. Nếu như đối thủ lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính cũng rất mạnh mẽ thì lực áp chế sẽ yếu đi rất nhiều. Nếu như đối thủ lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính không kém bản thân là mấy, vậy thì cỗ lực áp chế này sẽ trực tiếp biến mất. Mà nếu như đối phương mạnh hơn bản thân mà nói, vậy thì bản thân sẽ bị năng lượng thuộc tính của đối phương áp chế lại. Phanh phanh! Dưới ánh mắt của bao người, từng đạo công kích va chạm vào một chỗ. Từng tiếng nổ mạnh kinh thiên ầm ầm vang lên trong sân rộng. Phanh phanh! Một cỗ kình khí cuồng bạo ầm ầm khuếch tán trên không trung. Kình phong cường hãn giống như một cơn lốc cuồng bạo thổi qua Địa Long đỉnh. Chiến đấu kịch liệt như vậy cũng khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt, đặc biệt là đám đệ tử mới, rốt cuộc mới biết được cái gì gọi là cường giả. Trong lòng mỗi người lúc này đều khắc sâu hình ảnh này, thầm nghĩ đây mới chính là mục tiêu mà sau này bọn hắn truy cầu. Nhìn cảnh tượng trước mắt, La Lan thị trợn mắt líu lưỡi. Đây là công kích do hai nhi tử của nàng tạo ra sao? Quá kinh khủng a! Lúc này Lục Trung cũng bị chấn động thật sâu. Thực lực như vậy, ngày có thể đăng đỉnh Vũ Tôn sợ rằng cũng không lâu. Chúng trưởng lão Vân Dương Tông trên khán đài than thở. Lão đại, đệ tới giúp huynh. Trên khán đài, thanh âm của Tiểu Long vang lên, thân ảnh trong nháy mắt bước lên trên không trung, giống như là một đạo quang mang ầm ầm phá không mà tới. Luận tốc độ của Tiểu Long ngay cả Lục Lâm Thiên ở thời điểm toàn lực thôi động huyễn ảnh thanh vũ cũng không dám nói có thể nhanh hơn Tiểu Long. Ăn một quyền của ta. Tiểu Long nói xong, thân ảnh đã tới trước người Phách Đao Long Tam. Thân thể nho nhỏ lăng không mà đứng, nắm tay nhỏ như ngọc trực tiếp đánh ra một quyền về phía Long Tam. Khí thế kinh người khiến cho không gian gấp khúc. Long Tam sửng sốt, dáng dấp của Tiểu Long khiến cho hắn kinh ngạc. Mà nhìn thấy cỗ khí thế trên người Tiểu Long, Long Tam lập tức đánh ra một đám đao mang ngăn trở trước mặt. Tiểu Long nhíu mày, quyền ấn trực tiếp đánh ra, hung hăng va chạm vào đao mang. Đao mang sắc bén của Long Tam tức thì giống như nước ba động, bị một đạo quyền ấn đánh vào làm cho gợn sóng rồi phân thành mấy phần. Tiếp theo, quyền ấn của Tiểu Long phá tan sự ngăn trở của đao mang, hung hăng đánh vào trên người Long Tam. Phanh phanh! Dưới một quyền nho nhỏ này, thân thể to lớn của Long Tam giống như diều đứt dây rơi xuống mặt đất. Mặt đất phía dưới nứt nẻ, sắc mặt Long Tam trắng bệch. Còn ngươi nữa! Tiểu Long không chút do dự, thân ảnh nhanh như thiểm điện bắn tới trước người Phi Ưng Lăng Phong. Lăng Phong lúc này còn đang kinh hãi, kết cục của Long Tam hắn tận mắt nhìn thấy. Thật sự hắn khó có thể tưởng tượng ra đó là việc mà một tiểu đồng có thể làm được. Nhìn thấy Tiểu Long đánh tới, cánh tay hắn đánh ra một đạo trưởng ấn bàng bạc, tuyệt đối không dám coi thường Tiểu Long. Chỉ là Phi Ưng Lăng Phong vẫn coi thường thực lực của Tiểu Long, nắm tay Tiểu Long nắm chặt, không gian chung quanh vô hình chung gấp khúc. Ầm ầm va chạm với một trưởng của Phi Ưng Lăng Phong. Phanh phanh, tiếng nổ quanh quẩn trong không trung giống như tiếng sấm, kinh khí bành trướng. Vô số phong nhận hỗn loạn bắn ra bốn phía. Dưới kình khí kinh khủng này vô số ánh mắt nhìn kỹ về trên sân rộng, cảnh tượng này khiến cho mọi người sợ hãi than, đồng thời cũng hít sâu một hơi. Phanh!
Tiếp theo một thân ảnh lớn từ trong kình khí cuồng bạo trực tiếp bị đánh bay ra rồi ngã xuống mặt đất. Mặt đất nứt nẻ, đá vụn bắn tứ tung. Khi bụi mù tiêu tán, Phi Ưng Lăng Phong tiêu sái bất phàm chật vật xuất hiện trong ánh mắt của mọi người. Toàn thân chật vật, sắc mặt trắng bệch, y phục trên người bị tàn phá, mái tóc mất trật tự, khóe miệng còn vết máu nhàn nhạt. Người thứ ba, Tiểu Long không dừng lại chút nào, thân thể nho nhỏ giống như một đạo lưu tinh trên không trung nhanh như thiểm điện bắn tới trước người Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt. Siêu siêu, Chiến Đao trong tay Khuất Đao Tuyệt dương lên, từng đạo đao mang trực tiếp đánh ra ngăn cản thân ảnh của Tiểu Long. Hừ, một đao này của ngươi thực sự quá yếu, ngãi ngứa cho ta còn kém một chút. Tiểu Long lạnh nhạt nhìn vào đao mang trong bầu trời, quanh thân đột nhiên có quang mang chợt lóe, thân thể lập tức được bao phủ bởi một vòng quang cháo. Bên trên còn có một cỗ hỏa diễm màu vàng quỷ dị. Không gian chung quanh hảo diễm màu vàng này trực tiếp bị đốt cháy, làm xuất hiện những cái khe màu đen trong không gian. Cạch cạch, một đao của Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt đánh xuống. Vòng quang cháo bằng hỏa diễm chỉ khẽ run lên một chút, căn bản không có ba động quá lớn. Đao mang lập tức biến mất, Khuất Đao Tuyệt trợn mắt líu lưỡi. Hắc hắc, người cũng xuống phía dưới đi thôi. Thân ảnh Tiểu Long trong chớp mắt này nhanh như thiểm điện bắn về phía Khuất Đao Tuyệt. Bàn tay nho như ngọc giống như sấm sét trong nháy mắt đánh vào trên người Khuất Đao Tuyệt. Phanh phanh, tiếng trầm thấp, kinh khí khuếch tán. Trong khoảnh khắc, thân thể Khuất Đao Tuyệt trực tiếp bị đánh rơi xuống mặt đất, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng cũng xuất hiện vết máu nhàn nhạt. Trời ạ, tiểu đồng này là ai, không ngờ lại có thể trà đạp ba vị sư huynh tới mức như vậy. Trong nháy mắt Tiểu Long đánh bay ba người Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam khiến cho mọi người trợn mắt líu lưỡi. Điều này hoàn toàn đã vượt quá tưởng tượng của mọi người, ngay cả chúng trưởng lão cũng há hốc mồm. Phanh phanh, trong bầu trời. Lục Lâm Thiên và Dương Quá còn đang giao thủ. Người có thể thấy rõ động tác của hai người lúc này cũng không có mấy. Mọi người chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy từng đạo tàn ảnh lao vào nhau. Năng lượng kinh khủng tràn ngập, sân rộng run rẩy từng đợt. Trong bầu trời, công kích của hai người va chạm, vô số quang mang bắn ra bốn phía. Từng đạo lực lượng nổ tung trong không trung. Phanh phanh, khí tức cuồng bạo mà kinh khủng phóng lên cao, cuối cùng khi thanh âm bạo liệt vang lên. Hai đạo thân ảnh đều lùi về phía sau. Quang mang trên khải giáp của hai người cũng có chút ảm đạm. Hai người đứng thẳng trong không trung, kinh khí cuồng bão bắt đầu tiêu tán. Ha ha, đã nghiền. Dương Quá Lăng không mà đứng, miệng cười ha ha. Khải giáp quanh người bắt đầu tiêu tán, chiến ý trong mắt chậm rãi rút đi. Lục Lâm Thiên mỉm cười, thanh linh khải giáp cũng thu liễm. Thực lực Dương Quá so với lúc ở trong thành Cự Giang dường như đã tăng cường không ít. Ai, thực lực quá thấp, căn bản không phải là đối thủ của các ngươi. Ta không đánh nữa. Ba người Long Tam từ trong đống đá vụn đứng dậy, ánh mắt nhìn Tiểu Long còn có chút sợ hãi. Quả thực chính là bị ngược a, không đánh nữa. Phi Ưng Lăng Phong nhìn Lục Lâm Thiên, Dương Quá, Tiểu Long, mặc dù hắn đã sớm biết thực lực của mình không bằng Lục Lâm Thiên, thế nhưng hiện tại hắn mới hiểu rõ chỗ kinh khủng chính thức của Lục Thiếu Du. Thế nhưng trận chiến này ta cũng được lợi không ít. Có lẽ cần phải bế quan một đoạn thời gian. Khuất Đao Tuyệt thu hồi Chiến Đao rồi mỉm cười nói. Trận đại chiến này khiến cho hắn thu được lợi ích không nhỏ. Nói gì đó, quy củ cũ, chúng ta đi uống rượu. Không say không về. Long Tam lớn tiếng nói. Ha ha, đi, chúng ta đi uống rượu. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Uống rượu sao, ta đã từng uống qua, không tồi chút nào. Thế nhưng uống xong lại có chút khó chịu. Dương Quá khẽ nói. Ai nói muốn đi uống rượu vậy? Trong bầu trời, ba đạo thân ảnh xinh đẹp trong nháy mắt lăng không bay tới. Chính là đám người Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, Lục Tâm Đồng. Vô Song sư muội, sao muội lại không cho chúng ta đi uống rượu? Hiếm khi vui vẻ như ngày hôm nay, để Lâm Thiên uống một lần có sao đâu. Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt nói với Lục Vô Song. Ta cũng chưa nói không cho mấy người đi uống rượu nha. Lục Vô Song mỉm cười nói. Các ngươi muốn uống rượu phải đi xa như vậy. Ta sớm đoán các ngươi lại giống như khi trước cho nên ngày hôm qua ta đã chuẩn bị một phen. Nói xong, thủ ấn trong tay Lục Vô Song được kết. Trong chiếc nhẫn chữ vật lập tức có không ít rượu, điểm tâm, chén rượu, hoa quả tươi từ trong bắn ra. Vô Song, không nghĩ tới nàng chuẩn bị chu đáo như vậy.
Lục Lâm Thiên mỉm cười rồi đi tới bên người Lục Vô Song. Đây là chủ ý của Hồng Lăng đó. Lục Vô Song khẽ nói. Ồ, Lục Lâm Thiên có chút ngoài ý muốn. Ồ cái gì, lẽ nào thiếp cấm chàng uống rượu sao? Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên. Ha ha, uống. Long Tam khoanh chân ngồi trên mặt đất, cũng không quản chung quanh hắn lúc này là đá vụn. Lúc này khắp sân rộng đều bị bọn họ phá hủy, đá vụn khắp nơi. Lục Lâm Thiên, Hồng Lăng sư muội, Vô Song sư muội, nhanh đến đây cùng uống. Hai người khuất đao tuyệt, Lăng Phong cũng gia nhập với Long Tam. Uống rượu cũng không thể thiếu ta nha. Vân Hồng Lăng đi tới. Đại ca, tới uống vài chén. Lục Lâm Thiên nói với Dương Quá. Đương nhiên. Dương Quá cộc cằn cười. Lão đại, đệ cũng muốn uống. Tiểu Long không cam lòng rớt lại phía sau, lập tức vào tới. Cứ như vậy mấy người trực tiếp ngồi trên mảnh phế tích bắt đầu uống rượu. Nhìn mấy người uống rượu, hai vạn đệ tử có mặt trên Địa Long đỉnh cũng vô cùng ngạc nhiên. Người có thể ở Địa Long đỉnh làm được như vậy sợ rằng cũng chỉ có mấy người này mà thôi. Mấy tên tiểu tử này. Chúng trưởng lão trên khán đài mỉm cười rồi bắt đầu rời đi. Nhìn thấy mấy người uống rượu, La Lan thì mỉm cười, cũng không có ý định ngăn cản lập tức cùng Lục Trung cưỡi Lam Ngọc Lang Ưng của Vũ Ngọc Tiền trưởng lão rời khỏi Địa Long đỉnh. Chúng đệ tử vây xem cũng lục tục rời đi, không dám quấy rầy đám người uống rượu trên Địa Long đỉnh. Thế nhưng cũng có không ít nữ đệ tử đứng ở phía xa nhìn vào không rời đi. Trên sân rộng thỉnh thoảng có tiếng cười ha hả vang lên, hoàn toàn không để ý tới mọi người. Một lát sau Lục Lâm Thiên phát hiện đám người Bành Truyện Hùng, Nhạc Bất Quần, Dương Vĩ và Dược Tĩnh trong đám người, hắn gọi bốn người lên. Bốn người này dù sao đám người Khuất Đao Tuyệt cũng đã gặp. Bốn người hưng phấn không ngớt, có thể ngồi uống rượu cùng mấy người này không biết là ước ao của bao nhiêu đệ tử Vân Dương Tông. Mà Lục Vô Song cũng nhanh chóng nhìn thấy Dương Diệu và Dương Mạn, nàng cũng gọi hai người tới. Cuối cùng Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt cũng gọi thêm quỷ thủ Đỗ Tử Thuần đi lên. Tức thì không khí càng thêm vô cùng náo nhiệt. Dương Mạn không ngừng ném mị nhãn về phía Dương Quá khiến cho hắn phải nói một câu. Cô nương, có phải mắt cô nương có hạt cát bắn vào hay không? Có cần ta thổi cho cô nương không? Dương Quá nói xong khiến cho mọi người lập tức cười ha ha. Mà mọi người cũng nhanh chóng biết được thân phận của Dương Quá. Cường giả bài danh thứ tư trong thập đại cường giả, Lục Tâm Đồng xếp thứ ba, điều này khiến cho đám người Khuất Đao Tuyệt, Đỗ Tử Thuần, Dương Mạn, Dương Diệu trợn mắt líu lưỡi. Biết được thân phận của Dương Quá, Dương Mạn lại càng hưng phấn, thi triển ra đủ thế, cực kỳ mê hoặc động lòng người. Thế nhưng Dương Quá lại không hiểu phong tình, trực tiếp không để ý tới khiến cho Dương Mạn thiếu chút tan vỡ. Mọi người uống rượu tới buổi chiều mới tán đi, tâm tình ngày hôm nay của Lục Lâm Thiên cũng vô cùng tốt, đã lâu không có thời gian như mấy ngày qua. Những năm gần đây khoảng thời gian như vậy đối với hắn mà nói quả thực không có vài ngày. Ban đêm, trên ngọn núi. Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi đó, ánh mắt nhìn về phía trước rồi hít sâu một hơi. Những ngày an bình này có lẽ cũng không được vài ngày nữa. Sau đó hắn phải đi tới Đoan Mộc Gia ở thành Ma Vân, còn có chuyện của Thánh Linh Giáo, còn Hổ Âm Yêu Tinh mà Nam Thúc cần nhất định phải lấy được. Sợ rằng vài ngày nữa hắn lại một lần nữa phải lên đường. Hy vọng hành trình đi tới thành Ma Vân Đông Hải lần này sẽ không có phiền phức quá lớn. Cha, sao người lại tới đây? Bỗng nhiên. Lục Lâm Thiên quay đầu nhìn về phía sau. Mẫu thân con và mấy người Vô Song đang nói chuyện cho nên ta mới ra đây. Lục Trung mặc bộ y phục màu trắng chậm rãi ngồi xuống bên người Lục Lâm Thiên. Nhìn Lục Trung, Lục Lâm Thiên nói. Trên Vân Dương Tông người có thoải mái không? Trên Vân Dương Tông đương nhiên rất tốt. Lục Trung nhìn nhi tử vừa có chút quen thuộc lại xa lạ nói. Mấy năm nay nhất định con rất khổ cực đúng không? Một mình ở cổ vực xây dựng Phi Linh Môn, ta thân là phụ thân cũng không giúp được con điều gì. Làm một người phụ thân như ta quả thực là bất lực. Cha, người chiếu cố mẫu thân cho tốt là được rồi. Chuyện bên ngoài có con có thể đối phó được. Lục Lâm Thiên khẽ nói. Lục gia có con cũng coi như là vạn hạnh. Lục Trung nói xong rồi thở dài một hơi, lại nói. Cũng không biết tộc nhân Lục gia hiện tại thế nào. Toàn tộc Lục gia phân tán 15 năm, hiện tại đã qua non nửa, đến lúc đó Lục gia sẽ một lần nữa đứng sững sững trên đại lục này. Lục Lâm Thiên nói, việc này vốn là việc ta phải làm, hiện tại lại rơi vào vai con,
Lục Trung có chút áy náy nói với Lục Lâm Thiên. Người một nhà không cần nói những lời như vậy. Lục Lâm Thiên nói nhỏ, ánh mắt nhíu lại rồi nhìn về phía trước nói tiếp. Cha, có chuyện con phải nói cho người biết, có lẽ Vân Dương Tông cũng sắp nhận được tin tức rồi. Chuyện gì? Lục Trung nhìn Lục Lâm Thiên rồi hỏi. Lúc con đến Vân Dương Tông đã diệt toàn bộ Triệu gia. Triệu gia hiện tại ngoài Triệu Vô Cực và người Triệu gia mấy năm nay Triệu Vô Cực dẫn vào Vân Dương Tông gia đã không còn một ai nữa. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Trên đường trở lại Vân Dương Tông Lục Lâm Thiên cũng không quên tìm hiểu tin tức Triệu Vô Cực mới biết được tại sao mấy năm nay Triệu Vô Cực chưa từng lộ diện. Hóa ra là đang âm thầm an bài một số người trong tộc vào trong Vân Dương Tông. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy Lục Trung lập tức cả kinh, nhìn Lục Lâm Thiên thật lâu không nói nên lời, sau đó Lục Trung khẽ thở dài nói. Triệu Vô Cực sợ rằng sẽ không bỏ qua cho con nên cẩn thận. Con cũng đang đợi hắn. Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên sát ý. Triệu gia trên Vân Dương Tông có chỗ dựa cực kỳ vững chắc, lần này con hạ thủ quá độc ác, sợ rằng nhạc phụ và sư phụ con khó có thể thiên vị cho con. Lục Trung nói, lần này mặc kệ là ai ngăn cản gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên sát ý ngập trời. Gió đêm nhẹ thổi, dưới màn đêm, trên trời cao có vài ngôi sao lóe lên. Ánh sáng chiếu xuống Vân Dương Sơn Mạch giống như một tấm lụa mỏng phủ lên quần sơn Vân Dương vậy. Tông chủ, không tốt rồi. Trong đình viện nơi Vân Khiếu Thiên đặt chân, đại hộ pháp vội vã tiến vào. Tiểu tử này, không ngờ thủ đoạn lại độc ác như vậy. Sợ rằng lần này gây ra họa lớn rồi. Một lát sau, trong đình viện, quang mang trên ngọc giản Vân Khiếu Thiên cầm trong tay ảm đạm, sắc mặt hắn cũng cực kỳ nghiêm trọng. Tổng cộng 1.361 nhân khẩu của Triệu gia không ngờ lại bị diệt toàn bộ. Tiểu tử Lục Lâm Thiên này làm loạn quá mức rồi. Vừa vặn lại ở trong địa bàn Vân Dương Tông ta, tiểu tử này sao lại không biết nặng nhẹ như vậy chứ? Sắc mặt đại hộ pháp lúc này cũng cực kỳ ngưng trọng. Triệu Vô Cực sợ rằng cũng đã thu được tin tức, trước đó ta cũng có dự cảm không hay khi tiểu tử này trở về. Không nghĩ tới tiểu tử này trước khi trở về lại tới Triệu gia diệt môn rồi mới tới Vân Dương Tông. Quả thực không biết trời cao đất rộng. Vân Khiếu Thiên khẽ thở dài rồi đột nhiên nói tiếp. Lần này mặc kệ như thế nào mai cũng là ngày đại hỷ của sư huynh, nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Tất cả chờ sau đó giải quyết. Đại hộ pháp, người lập tức an bài đệ tử toàn diện giám thị Triệu Vô Cực. Phỏng chừng Triệu Vô Cực cũng đã thu được tin tức này. Quan trọng là không để cho hắn tiếp xúc với vị kia trong linh đường, bằng không ngày mai sẽ náo lớn. Tông chủ, ta đi an bài ngay. Đại hộ pháp lập tức nói. Thủ đoạn của tiểu tử này cũng quá độc ác a, hy vọng không tạo thành phiền toái lớn. Lúc đại hộ pháp rời đi, Vân Khiếu Thiên ngưng trọng thở dài rồi lẩm bẩm nói. Dưới màn đêm, gió đêm nhẹ thổi, ánh trăng xuyên qua từng tán cây tạo thành bóng đen dưới mặt đất. Trong một đình viện khác. Một cỗ tức giận ngập trời cùng với hàn ý đột nhiên lan tràn ra chung quanh. Lục Lâm Thiên, tiểu tạp chủng thủ đoạn độc ác này. Triệu gia 1.361 khẩu không ngờ ngươi lại không tha một ai. Triệu Vô Cực ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong đình viện, khuôn mặt Triệu Vô Cực đỏ bừng, dữ tợn tới cực hạn, giống như là một đầu lệ quỷ vậy. Khục khục, Triệu Vô Cực đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt như bắn ra máu. Hàn ý lạnh lẽo lan tràn ra chung quanh. Sáng sớm ngày hôm sau, khi ánh sáng xuất hiện ở phía đông, mặt đất còn khoác một tấm áo mỏng. Trong Vân Dương Sơn Mạch lúc này vũ khí mông lung, từng ngọn núi bị mây mù bao phủ, giống như tiên cảnh, cực kỳ xinh đẹp. Trong Vân Dương Tông, hôm nay cũng chính là ngày vui. Ngay cả đệ tử mới cũng được nghỉ không cần tu luyện. Bởi vì hôm nay chính là ngày đại hỷ của Vũ trưởng lão cùng với Tạ trưởng lão. Toàn bộ Vân Dương Tông đều tràn ngập không khí vui mừng, khắp nơi răng đèn kết hoa. Trên không ít ngọn núi đều được bố trí vải đỏ, có vẻ cực kỳ náo nhiệt. Hôn lễ của hai vị Vũ trưởng lão và Tạ trưởng lão đối với toàn bộ Vân Dương Tông mà nói chính là một sự tình vô cùng quan trọng. Hôn lễ ngày hôm nay cũng là ngày náo nhiệt nhất trong những năm gần đây trên Vân Dương Tông.